các ngươi tiểu bối chi gian sự tình, gia gia không trộn lẫn, nhưng mặt khác tam gia lão gia hỏa cũng đừng nghĩ không biết xấu hổ, có người tìm việc ngươi sẽ không tấu a, cút đi. Phương Đông Hạo Thiên bá đạo vô cùng nói. Ha ha ha, gia gia ta đã biết làm sao bây giờ, đi rồi. Phương Đông người sắt dứt lời nhanh như chớp biến mất ở phủ đệ, nhưng ngay sau đó xuất hiện cũng đã tới rồi một tòa tiểu viện trước đại môn, nhìn trên cửa lớn tự, Phương Đông người sắt lẩm bẩm, đệ nhất cư đệ nhất. Hắc hắc, có điểm ý tứ nga. Trong tối ngoài sáng, đệ nhất cư đều bị hỗn loạn tiên thành người cấp theo dõi. Dương Nghị Vân làm ra động tính quá lớn, làm Lạc Dương cùng cảnh sán đều khẩn trương hỏng rồi. Nhưng này cũng không có biện pháp, toàn bộ vườn trường từ bốn phương tám hướng mà đến thiên địa chi lực, theo thời gian trôi qua cơ hồ đạt tới thực chất hóa địa phương. Động tính rất lớn. Lạc Dương cùng cảnh sán biết đây là muốn xảy ra chuyện, sẽ bị rất nhiều người cấp theo dõi. Đã cảm nhận được hào một đạo hơi thở xuất hiện ở tiểu viện bên ngoài. Lúc này chỉ có thể nhìn chằm chằm, phải cho Dương Nghị Vân hộ pháp. Thời gian từng ngày ở sói mòn, từ bắt đầu khẩn trương, đến mặt sau, Lạc Dương cùng cảnh sán cũng không phát hiện có người tùy tiện vọt vào tới, nhưng thật ra có chút kỳ quái, bất quá đây cũng là chuyện tốt, không ai quấy rầy mới hảo. Đơn giản hai người liền ngồi ở tiểu viện tu luyện, dù sao toàn bộ tiểu viện thiên địa chi lực nồng hậu vô cùng. Bực này cơ hội nhưng rất ít có thể gặp phải. Cũng không biết Dương Nghị Vân bế quan đều làm cái gì hấp dẫn tới như thế khổng lồ cuồn cuộn thiên địa chi lực, nhưng nghĩ đến là tu luyện thuận lợi. Trong lúc này ma thần ý thức cũng không có sai lầm, về phương diện khác làm cảnh sán trong lòng tặng một mồm to khí. Rốt cuộc ở một ngày nào đó, thiên địa chi lực đình chỉ. Lại là tại hạ một khắc, đại môn vang lên. Ngay sau đó một thanh âm truyền đến. Hỗn loạn tiên thành Đông Phương gia tộc Phương Đông người sắt tiến đến bái kiến Dương đạo hữu. Cảnh sán một trận khẩn trương, Lạc Dương lại là đôi mắt nheo lại nói, tiểu sư thúc lần này động tĩnh quá lớn, xem ra là đem hỗn loạn tiên thành một chút người cấp kinh động, trực tiếp tới cửa, là phúc không phải họa là họa tránh không khỏi, cảnh sán đi trông cửa đi, ta muốn nhìn ai dám Dương oai. Này, hảo đi. Cảnh sán nhìn Lạc Dương giống nhau, nhìn đến Lạc Dương nheo lại ánh mắt, nghĩ lại Lạc Dương thực lực tu vi. Rốt cuộc vẫn là đi mở cửa, nàng cũng biết động tĩnh quá lớn, có một số việc nhi, tưởng nhiều là trốn không xong. Tu luyện mật thất chung, Dương Nghị Vân tự nhiên không biết hắn lần này tu luyện động tĩnh như thế đại. Càn Khôn nói nguyên hoàn toàn chữa trị lúc sau, hắn liền chìm vào ở tu luyện chung, này sẽ là rốt cuộc dừng, là tự chủ ngừng lại, lúc này mới phát hiện hắn ở bất chi bất giác chung cư nhiên một đường tu luyện đạt tới hỗn nguyên nói tiên đại viên mãn đỉnh, này một bước chính là tiên quân chi cảnh. Thật sự là kinh ngạc nửa ngày không phục hồi tinh thần lại. Thật đúng là tu luyện tiến triển cực nhanh a. Cảm thụ được trong cơ thể hỗn nguyên nói tiên đại viên mãn đỉnh tu vi, Dương Mỗ Nhân nhịn không được lẩm bẩm tự nói. Lúc này hắn rốt cuộc tin tưởng, hoa sen đen lời nói tự không giả, đã không có hoa sen đen ảnh hưởng nguyên thần, hắn tu luyện thiên phú hoàn toàn bạo phát. Tính thời gian tựa hồ mới đi qua 3 tháng mà thôi. 3 tháng trong vòng. Hắn không chỉ có chữa trị Càn Khôn nói nguyên, càng là từ sơ phẩm hỗn nguyên nói tiên chi cảnh, một lần thâm trình tự tu luyện sau, đạt tới hiện tại hỗn nguyên đại viên mãn đỉnh. Tùy thời đều có khả năng sẽ bước vào tiên quân chi cảnh. Toàn bộ mật thất đều còn tàn lưu thực sự chất hóa thiên địa chi lực, hắn lúc này mới phát hiện, ở bất chi bất giác chung hấp thu phần lớn thiên địa chi lực, quý trách không được một hơi bước vào hỗn nguyên nói tiên đại viên mãn chi cảnh. Thật sự là thiên tài. Đây là Dương Mỗ Nhân chính mình trong lòng cấp đánh giá. Vận chuyển công pháp cảm thụ một chút, hắn dám khẳng định hắn hiện tại tốc độ tu luyện tuyệt đối là cùng cấp bậc tu sĩ gấp 10 lần. Giờ phút này Dương Nghị Vân mới cảm giác giống cái tu luyện người, như là lão nhân trong miệng thập toàn thập mỹ căn cơ thiên phú. Dựa theo bực này tu luyện thiên phú tu luyện, hắn đảm đương nổi một tiếng thiên tài. Bất quá mỗi lần bình cảnh cũng không phải là dựa hấp thu cũng đủ thiên địa chi lực liền có thể, còn cần hiểu được đại đạo. Này đó ở nguyên thần đã không có hoa sen đen ảnh hưởng sau, nghĩ đến hẳn là không lầm. Tu luyện tình hiện tại xem như hoàn toàn bình thường cũng khôi phục, kế tiếp còn có tam sự kiện yêu cầu xử lý. Đệ nhất yêu cầu nghiên cứu một phen hoa sen đen lưu lại ngự kiếm chi đạo, ngày đó hoa sen đen ngự kiếm trảm tiên vương trịnh núi lớn, trong mắt hắn quả thực xoáy nổ mạnh, bực này ngự kiếm chi thuật, thực hiển nhiên là rất cao chờ ngự kiếm đại đạo, nếu là không học đều thực xin lỗi hiện tại tu luyện thiên phú. Cùng thực xin lỗi hoa sen đen. Đệ nhị luyện đan, trước luyện chế một lò Mỹ Kim Đại La Tiên Đan, cấp cảnh sán dùng, làm cảnh sán tăng lên tu vi, tới rồi hỗn loạn tiên vực, không thực lực không thể được.
đến nỗi luyện chế mỹ kim hỗn nguyên đan tiên dược, phụ trợ tài liệu đều ở chợ đen mua sắm tới rồi, đáng tiếc chủ dược còn không có tìm được, ngày đó nhìn đến Tuyết Hương lúc sau, trực tiếp liền bạo phát đại chiến, nghĩ xuất quan lúc sau lại đi tìm xem, nhất định phải tìm được luyện chế mỹ kim hỗn nguyên đan chủ dược, hắn có cảm, chỉ cần luyện chế ra tới mỹ kim hỗn nguyên đan, hắn là có thể đột phá đến tiên quân chi cảnh. Chỉ có đạt tới tiên quân chi cảnh mới xem như tiến vào tiên giới cường giả ngạch cửa. Đệ Tam mau chân đến xem Tuyết Hương cùng thần ma điểu tình huống, so sánh với trước hai điều, Tuyết Hương cùng thần ma điểu đối hắn mới càng quan trọng. Nghĩ đến đây, Dương Nghị Vân ý thức vừa động, ngay sau đó lại là trong lòng một chút, hắn thấy được Long Ngư bên hồ ngồi một nữ tử, nhưng không thật là Tuyết Hương sao. Dương Nghị Vân một cái lắc mình xuất hiện ở Long Ngư bên hồ. Tuyết Hương. Tuyết Hương xoay người nhìn đến Dương Nghị Vân đôi mắt có chút đỏ bừng, không nói chuyện, nhưng lại nhào vào Dương Nghị Vân trong lòng ngực. Không có việc gì, không có việc gì, hết thảy đều đi qua. Tuy rằng Tuyết Hương không nói chuyện, nhưng Dương Nghị Vân lại là biết cái này nha đầu ngốc ý tưởng. Đồng thời trong lòng mắng Yến Xích Hà mấy vạn biến, đều là Yến Xích Hà cấp Tuyết Hương giáo huấn cái gì tình yêu, làm cái này chưa bao giờ thiệp thế nha đầu đối nhân tộc tình yêu có ảo giác, hơn nữa truy tìm. Lần này làm Dương Nghị Vân thấy rõ cái này nha đầu ngốc chấp nhất, nàng ngày thường tuy rằng lời nói thiếu, nhưng lại nhận định sự, lại là có theo đuổi. Càng có rất nhiều cho Dương Nghị Vân cảm động, có thể ở sinh tử hết sức, hạ quyết tâm cùng Dương Nghị Vân cùng nhau đối mặt cường đại, vì thế không tiếc trả giá sinh mệnh đại giới, bực này nữ tử, làm Dương mẫu nhân trong lòng ấm áp đồng thời, cũng càng thêm đau lòng nàng. Hắn trong lòng thề phải hảo hảo bảo hộ nàng. Ngươi thế nào? Nửa ngày lúc sau Tuyết Hương buông ra Dương Nghị Vân, ngẩng đầu hỏi hắn. Ta không có việc gì, cũng coi như là nhờ họa được phúc, tu vi đột phá tới rồi hỗn nguyên nói tiên đại viên mãn đỉnh, đúng rồi ngươi đâu, ta nhìn xem. Dương Nghị Vân nói chuyện chung đi xem Tuyết Hương, lại là một chút ngây ngẩn cả người. Hắn phát hiện Tuyết Hương cư nhiên đã là tiên quân lúc đầu cảnh giới tu vi. Vốn dĩ đi, ở hắn đột phá thời điểm còn nghĩ rốt cuộc tu vi siêu việt Tuyết Hương, hơn nữa đắc chí quá. Lại là không nghĩ tới Tuyết Hương đã là tiên quân lúc đầu cảnh giới. Ở chợ đen thời điểm, Tuyết Hương thiêu đốt chính mình vì đại giới mạnh mẽ đem tu vi tăng lên tới hỗn nguyên đại viên mãn chi cảnh, nhưng Dương Nghị Vân biết kia chỉ là bí pháp, là tạm thời. Chiến đấu lúc sau, nàng dầu hết đèn tắt, tùy thời đều khả năng hương tiêu ngọc tổn, cho nên cầu thần ma điểu cứu cứu Tuyết Hương. Trong lòng nghĩ liền tính là thần ma điểu đem Tuyết Hương từ quỷ môn quan kéo lên, cũng muốn nguyên khí đại thương. Có thể giữ được mệnh xem không tồi, ai ngờ đến chẳng những mệnh bảo vệ, lại còn có đột phá tới rồi tiên quân tu vi. Thật sự chính là có chút kinh ngạc. Làm thần ma điểu cứu Tuyết Hương là bởi vì hắn Dương Nghị Vân biết thần ma điểu bổn minh tinh huyết, chính là cường đại vô cùng đồ vật, lần trước có thể cứu hắn, lần này là có thể cứu Tuyết Hương, nhưng Tuyết Hương thương thế quá nghiêm trọng, có thể bảo mệnh là được. Hiện tại xem ra hắn vẫn là coi thường thần ma điểu bản mạng tinh huyết. Cư nhiên làm Tuyết Hương trực tiếp tiến giai tới rồi tiên quân. Phục hồi tinh thần lại sau, Dương Nghị Vân lại là cao hứng lên, Tuyết Hương thành tựu tiên quân, đây là chuyện tốt, bọn họ mấy cái chung, chỉ có Lạc Dương là tiên vương đại cao thủ, nhưng Lạc Dương tình huống đặc thù, chính là tiên quân trình tự đảm đương không nổi, bởi vì có ma thần ý thức ảnh hưởng Lạc Dương. Hiện tại có Tuyết Hương cái này tiên quân, này đối hắn mới là rất tốt sự. Hai người liêu qua sau, Dương Nghị Vân lại nhìn một chút thần ma điểu. Phát hiện vẫn là bộ dáng cũ. Bất quá có sinh mệnh chi thạch lực lượng từ tầm bổ nó, hẳn là không có việc gì, cũng không biết khi nào mới có thể khôi phục thức tỉnh. Theo sau Dương Nghị Vân hỏi Tuyết Hương nói, đúng rồi, mông điểm bọn họ tình huống như thế nào. Tuyết Hương sắc mặt trắng nhợt nói, ngày đó người bị huyết quang bắt đi sau, ta cùng mông điểm liền bắt đầu theo hơi thở của ngươi truy kích, một đường truy tìm tới rồi hỗn loạn thiên vực. Lại là không nghĩ tới đụng phải cái kia kêu vu một phổ tiên nhân không nói hai lời bắt ta, một hồi chém giết lúc sau, ta bị bắt, nhưng mông điềm lại không thấy tung tích, nghĩ đến mông điềm hẳn là thoát đi khai ra đi, hiện tại cũng không biết ở đâu, Đinh Hòa Bình bọn họ phát động luyện tạo tiên minh người cũng đang tìm kiếm. Mặt sau việc ta cũng không biết. Dương Nghị Vân trầm ngâm một phen, nói, mông điềm hẳn là không có việc gì, hắn là quỷ tu chạy trốn bản lĩnh cũng không tệ lắm, xuất quan lúc sau ta nghĩ cách đi tìm hắn. Mông điểm những cái đó quỷ tu đại quân còn ở ta càn khôn hồ không gian, đến lúc đó phát động đi ra ngoài tìm kiếm không khó. Như vậy ngươi trước hảo hảo củng cố một chút tu vi cảnh giới, ta cũng còn có một chút sự tình làm, yêu cầu bế quan, lần này chúng ta giết vu một phổ cùng trịnh núi lớn cái kia tiên vương,
ta đánh giá sau lưng còn sẽ có thế lực tồn tại, tương lai chúng ta muốn đối mặt địch nhân khả năng sẽ rất cường đại, hết thảy đều yêu cầu thực lực. Dương Nghị Vân không có đem ngày đó nghe được về Vu Một Phổ sắp có khả năng là cái gì Vu Thiên Tôn thế lực nói cho Tuyết Hương, hàm hồ giảng thuật vài câu, cũng là sợ nàng lo lắng. Dù sao hắn biết nếu Vu Một Phổ quả thực cùng Vu Thiên Tôn có sâu xa, chuyện này sẽ không xong, ngày nào đó tất có đại chiến. Cứ việc vừa mới đột phá tu vi, nhưng Dương Nghị Vân như cũ cảm giác thực lực không đủ, thiếu chút nữa xa, nếu không đoạn nỗ lực tu luyện, nếu muốn biện pháp gia tăng thực lực của chính mình mới được. Ta đã biết, Tuyết Hương gật đầu đáp ứng. Trải qua việc này lúc sau, tâm trí nàng thành thục trưởng thành, cũng hiểu được hậu quả. Dương Nghị Vân quay trở về hành cung đại điện tiếp tục bế quan. Chuẩn bị trước luyện chế Mỹ Kim Đại La Tiên Đan. Đem sở hữu luyện đan tài liệu lấy ra sau, Dương Nghị Vân ngựa quen đường cũ bắt đầu luyện đan. Lần này luyện đan có kinh nghiệm lúc sau liền thuận lợi nhiều, luyện chế ra một lò Mỹ Kim Đại La Tiên Đan, như cũ là 9 viên. Bất quá sửa sang lại vật phẩm thời điểm, hắn thấy được nhìn thấy một quả mang huyết chứa đựng nhẫn, đúng là Tiên Vương Trịnh núi lớn, đều còn không có tới kịp xem qua. Lúc này trong lòng vừa động, lấy máu lúc sau, xem xét Trịnh núi lớn chiếc nhẫn này, lại là làm hắn đại hỉ lên. Được đến lại chẳng phí công phu a ha ha ha. Dương Nghị Vân xem xét Trịnh núi lớn chứa đựng nhẫn, cư nhiên làm hắn phát hiện hắn đi chợ đen tìm kiếm chủ dược, luyện chế Mỹ Kim Hỗn Nguyên Đan chủ dược Trịnh núi lớn chứa đựng nhẫn có. Cái này hảo, đang lo không có chủ yếu luyện chế Mỹ Kim Hỗn Nguyên Đan, không nghĩ tới Trịnh núi lớn nhẫn liền có, kế tiếp vừa lúc có thể luyện chế hắn có thể dùng Hỗn Nguyên Đan. Sơ trừ ở ngoài, Dương Nghị Vân còn ở Trịnh núi lớn chứa đựng nhẫn chung phát hiện một vạn thượng phẩm tiên thạch, 3 vạn trung phẩm, 5 vạn hạ phẩm tiên thạch, thật sự với hắn mà nói là một số tiền khổng lồ. Mặt khác còn có một ít tiên dược cùng luyện khí tài liệu từ, đảo cũng là tầm thường chi vật. Dương Nghị Vân mang theo vui sướng tiếp tục luyện đan. Hao phí 7 ngày thời gian, Dương Nghị Vân luyện chế ra Mỹ Kim Hỗn Nguyên Đan, nhưng đáng tiếc chỉ có 3 viên. Bất quá với hắn mà nói cũng không tồi, dù sao đột phá chỉ cần một viên có lẽ liền có thể, nghĩ chờ tu vi củng cố một chút, đến lúc đó tìm cái thích hợp thời cơ là có thể dùng, đánh sâu vào tiên quân chi cảnh. Thu hồi đan dược lúc sau, Dương Nghị Vân bắt đầu rồi cuối cùng hạng nhất. Tìm hiểu hoa sen đen lưu lại ngự kiếm chi đạo. Đây mới là hắn nhất coi trọng, nếu có thể tu luyện thành công, chính là tốt nhất viễn trình chiến đấu thần thông. Hắn đối hoa sen đen ngày đó nói cái gì ngự kiếm ngàn vạn dặm chạm địch, thậm chí là vượt giới giết địch, ôm có phi thường đại chờ mong. Bất quá cũng minh bạch, càng là tốt thần thông phương pháp, liền càng là không hảo tu luyện. Đương hắn lại có tin tưởng, không nói có thể tu luyện đến hoa sen đen kia chờ ngự kiếm trình tự, chỉ cần chút thành tựu cũng đủ rồi, từ từ tới đi. Tu luyện ngự kiếm chi đạo yêu cầu cũng đủ đại nơi sân, ở cái này hành cung không thể được, Dương Nghị Vân trong lòng vừa động, trực tiếp tới rồi càn khôn hồ không gian nào đó trong sơn cốc. Đi triệu hoán đồ long kiếm, lúc này hắn mới nhớ tới một sự kiện nhi tới. Đó chính là đồ long kiếm thu không tiến càn khôn hồ đi. Lúc này Dương Nghị Vân là bản thể ở càn khôn hồ chỉ có thể, mà đồ long kiếm ở trong thân thể hắn, lấy phương thức này mới có thể tiến càn khôn hồ không gian. Xác thật là không biết hiện tại đồ long kiếm ra tới, đối càn khôn hồ không gian có hay không ảnh hưởng. Dương Nghị Vân cẩn thận nghĩ nghĩ, hiện tại hẳn là có thể đi. Bởi vì trước kia là càn khôn chi linh khống chế càn khôn hồ, mà hiện tại còn lại là hắn đem càn khôn chi linh cấp tiêu diệt, hắn hoàn toàn trở thành càn khôn hồ chủ nhân. Hẳn là có thể. Dương Mỗ Nhân tự nói một tiếng, trong lòng vừa động, thật cẩn thận đem đồ long kiếm từ trong cơ thể triệu hoán mà ra. Ong! Kiếm minh vang lên, đồ long kiếm xuất hiện ở Dương Nghị Vân trước mặt. Không có việc gì. Dương Nghị Vân thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn biết chính mình suy đoán không sai. Kế tiếp bắt đầu tìm hiểu hoa sen đen truyền thụ ngự kiếm chi đạo. Hắn trong đầu những cái đó ngự kiếm bí pháp, một chút đi giải đọc, kỳ thật không nhiều lắm huyền bí. Ngự kiếm chi đạo chính là khống chế, lấy nguyên thần chi lực khống chế đồ long kiếm, pháp lực phụ trợ, thúc dục, thần ý tương đồng. Ngự kiếm dài ngắn cùng uy lực, quyết định bởi với cá nhân nguyên thần pháp lực mạnh yếu. Đương nhiên trong đó tất nhiên yêu cầu bí pháp, mới có thể phát huy ra đại uy lực. Có đoạn thủy, phách mà, khai thiên, đồ thần, 4 chiêu ngự kiếm giết địch chi thuật. Dương Nghị Vân bắt đầu rồi tìm hiểu lý giải, thời gian nhoáng lên đi qua hơn 2 năm, một ngày này hắn mới bắt đầu động lên. Khởi! Đồ long kiếm cắm trên mặt đất,
Dương Nghị Vân bắt đầu tiến vào thực chiến giai đoạn. Nguyên thần chi lực cùng đồ long kiếm câu thông. Ong! Đồ long kiếm run minh một chút, vèo một chút bay lên. Ra ngoài dự kiến, Dương Nghị Vân không nghĩ tới dùng ngự kiếm chi đạo một chút liền thành công. Cùng đồ long kiếm chi gian hắn bản thân nổ vang liền rất cao, hơn nữa kiếm có kiếm linh, linh động tính cùng nổ vang cảm ứng càng thêm mãnh liệt, hắn kém chính là khống chế lực. Mà hiện tại hoa sen đen để lại cho hắn ngự kiếm chi đạo, chính là nhằm vào đồ long kiếm. Tuy là khống chế, nhưng lại thích hợp, bởi vì kiếm chính là dùng để bị khống chế. Trước kia hắn sử dụng đồ long kiếm đều là cầm trong tay qua đi, trực tiếp chém phách phương thức, tương đối đơn giản thô bạo, mà hiện tại tác bất đồng, ngự kiếm chi đạo là ý niệm khống chế giết địch. Nguyên thần ý niệm càng cường, khống chế lực liền càng cường đại. Nhìn như đơn giản ngự kiếm, kỳ thật cũng đều không phải là đơn giản như vậy, này trong đó còn cần tương ứng tay quyết sử dụng mới được. Đường ý niệm dựng lên, đồ long kiếm bay lên tới có đáp lại lúc sau, Dương Nghị Vân dựa theo hoa sen đen truyền thụ, một tay thành quyết, đối với trong sơn cốc 10 mét có hơn cự thạch một lóng tay, đi. Ong! Đồ long kiếm run minh một tiếng, lay động hai hạ lại gần chỉ là bay ra 3 mét liền ngừng lại. Cái này làm cho Dương Nghị Vân thẳng nhíu mày. Không đúng a, nghiêm khắc dựa theo ngự kiếm chi đạo phương pháp sử dụng, như thế nào mới phi 3 mét? Chiếu như vậy đi xuống, đừng nói chém phách một khối cự thạch, chính là phi hành 10 mét đến cự thạch trước đều khó khăn. Lại đến, Dương Nghị Vân trong lòng vừa động, ý niệm sử dụng mà động. Đi, lại bay ra 3 mét. Hai lần mới phi hành 6 mễ, thực sự làm Dương Nghị Vân buồn bực. Hắn lần này không sốt ruột ở ngự kiếm, ngừng lại bắt đầu tự hỏi, nhất định là cái kia phân đoạn xuất hiện vấn đề. Chậm rãi cân nhắc chậm rãi tưởng. Nửa canh giờ lúc sau, Dương Nghị Vân đột nhiên nghĩ đến, hắn quên ngày qua mà chi thế cùng thiên địa năng lượng. Chỉ cần hắn nguyên thần cường đại ý niệm cũng đủ lời nói không đủ, ngự kiếm còn cần pháp lực chống đỡ, yêu cầu tiếp thiên địa chi lực mới có thể được việc nhi. Ý niệm dưới khống chế đồ long kiếm, cảm thụ quanh mình thiên địa chi lực, làm thiên địa chi lực thúc đẩy đồ long ra, như thế mới là lớn nhất hóa lực lượng, tất nhiên ngự kiếm tốc độ sẽ rất lớn. Nghĩ đến đây sau, Dương Nghị Vân ở thao tác đồ long kiếm thời điểm, ý niệm phụ thuộc vào đồ long kiếm, rồi sau đó ở một mức độ nào đó ý niệm cùng đồ long kiếm hợp nhất, ở đi cảm thụ quanh mình thiên địa chi lực, như thế mới nếm thử sử dụng đồ long kiếm. Quả nhiên hắn cùng thiên địa chi gian năng lượng sinh ra nổ vang lúc sau, đem trong thiên địa năng lượng nạp vào đồ long kiếm. Lúc này hắn cảm giác đồ long ra giống như là một cái tới rồi trong nước con cá, lại như là một con diều nói gió to chung. Nổ vang không ngừng dựng lên, chỉ cần một ý niệm, sợ là có thể vèo một chút bay ra đi. Hơn nữa tại đây chờ trạng thái hoàn cảnh hạ, càng là ở suốt kiếm hết sức, mượn dùng thiên địa chi thế, hoặc là nói hấp dẫn mà đến thiên địa chi lực, công kích, đến lúc đó uy lực sẽ rất cường đại. Trong tay pháp quyết vừa chuyển, Dương Nghị Vân nhẹ giọng phun ra hai chữ, đi chạm. Cái gọi là một pháp thông, tắc vạn pháp toàn thông. Ngay sau đó Dương Nghị Vân xác minh chính mình phỏng đoán. Oanh! Đồ long kiếm bỗng nhiên như tia chớp hoa phá trường không, một kích tới rồi cự thạch, bộc phát ra một tiếng nổ vang. Cự thạch tại đây nhất kiếm hạ chia 5 x 7. Thành, ha ha! Dương Nghị Vân cười to. Hắn giống như là một cái phát hiện hảo chơi món đồ chơi hài tử, bắt đầu ở trong sơn cốc làm nổi lên phá hư, sử dụng đồ long kiếm, vèo 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 ầm 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 ngự kiếm mà ra đánh, toàn bộ sơn cốc đều bị hắn làm cho vỡ nát. Ngự kiếm càng ngày càng chỉ do, uy lực cũng càng ngày càng cường đại. Mấy ngày lúc sau, Dương Nghị Vân rốt cuộc ngừng lại, nhưng cũng thí nghiệm ra hắn có khả năng ngự kiếm cực hạn, có 100 mét mà thôi. Có chút nho nhỏ tiếc nuối, không thể ngự kiếm 100 dặm ngàn dặm ở ngoài, chỉ có đáng thương 100 mét mà thôi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Tuy rằng chỉ có thể ngự kiếm 100 mét, nhưng Dương Nghị Vân cũng biết đủ, rốt cuộc hắn ngự chính là đồ long kiếm, là trọng kiếm, cũng là ngự kiếm chi đạo nhập môn, đây là một cái tốt bắt đầu. Nhìn xem vỡ nát sơn cốc, đang xem một niệm dưới mau quá sao băng tia chớp đồ long kiếm, Dương Nghị Vân tin tưởng trong phạm vi nhỏ phòng ngự giết địch, đủ rồi. Liền chờ thử xem thân thủ. Ngự kiếm chi đạo cũng là đại đạo, càng là kiếm tiên chi đạo. Trước kia lão nhân nói qua, kiếm tiên vì mạnh nhất công kích tính tu sĩ. Hiện tại thể nghiệm một chút, lời này hắn là nhận đồng. Hoa sen đen truyền thụ ngự kiếm chi đạo tạm thời có 4 chiêu, bất quá mỗi nhất chiêu lại là có thiên biến vạn hóa chi dùng,
chiêu số là tiểu, trọng điểm ở như thế nào đi dùng. Mặt sau vẫn là muốn dựa tự thân tu vi cùng tìm hiểu, học vô chừng mực những lời này đồng dạng thích ứng tu sĩ vòng. Nghiên cứu học tập khai sáng nỗ lực, mới là dựng thân chi bổn. Càng là sống sót căn bản. Ở hỗn loạn tiên vực bực này địa phương, thậm chí phóng nhãn toàn bộ tiên giới, sống sót mới là trọng điểm. Dương Nghị Vân trong lòng vừa động thu hồi đồ long kiếm, đi ra sơn cốc, lần này bế quan hạ màn, trong lòng cũng nghĩ khi nào có cơ hội cấp đồ long kiếm tìm một cái vỏ kiếm, mới tính hoàn mỹ. Năm đó lão nhân ở Tán Tiên Đảo giết địch, lục giáp nói kiếm xuất hiện, có vỏ kiếm phụ trợ lục giáp nói kiếm chi uy, đến nay rõ ràng trước mắt. Nếu đồ long kiếm nếu là có vỏ kiếm, hắn tin tưởng tất nhiên kém không được, ngự kiếm uy lực tất nhiên có thể trở lên một cái bậc thang. Đáng tiếc hắn đối vỏ kiếm tạm thời còn không thế nào hiểu biết, cấp như thế nào đi cấp đồ long kiếm tìm vỏ kiếm, này yêu cầu cơ duyên, dù sao trong lòng ghi nhớ, chuyện này chuẩn bị xuống tay. Đến nỗi tiếp được tới sao? Dương Nghị Vân chuẩn bị đi ra ngoài, trước sau bế quan đại khái đều có 4 năm, bất quá đối tu sĩ tới nói điểm này thời gian đảo cũng không tính cái gì. Chỉ là hắn lo lắng thời gian dài, Lạc Dương cùng ma thần ý thức xuất hiện vấn đề, kia đã có thể không hảo. Mặt khác luyện chế Mỹ Kim Đại La Đan, chuẩn bị cấp cảnh sán dùng, làm nàng tăng lên tu vi, cũng hảo có cái bảo đảm. Còn có chính là hắn chém giết quá tiên vương Trịnh núi lớn cùng Vu Một Phổ hai người kia, nghĩ đến là sẽ không đơn giản, chung quy sẽ có phiền toái, hiện tại muốn đi ra ngoài nhìn xem, cũng không biết bên ngoài Lạc Dương thực cảnh sán như thế nào. Tuyết Hương xem như nhờ họa được phúc, bước vào tiên quân chi cảnh, hắn bên người cũng nhiều một cao thủ. Mông Điềm rơi xuống vẫn là muốn tìm kiếm, chuẩn bị sau khi rời khỏi đây phái ra một đôi quỷ tiên đại quân đi tìm Mông Điềm. Đều là quỷ tiên tìm kiếm lên muốn nhẹ nhàng đến nhiều, hơn nữa quỷ tiên chi gian cũng có đặc thù liên hệ phương thức, càng là có thể ẩn thân tồn tại, so sánh với tới làm Mông Điềm thủ hạ đi tìm Mông Điềm nhất thích hợp bất quá. Đến nỗi chính hắn. Ha ha, lần này từ chợ đen sự kiện đến bây giờ, trừ bỏ hoa sen đen rời đi tiếc nuối ở ngoài, tổng thể thượng hắn là thực vừa lòng, bởi vì tu vi đại trướng, hỗn nguyên nói tiên chi cảnh đại thành, bước tiếp theo chính là vấn đỉnh tiên quân. Đương nhiên để cho hắn vừa lòng chính là, hiện giờ tu luyện thiên phú chính là thật đánh thật tăng lên. Hoa sen đen truyền thụ ngự kiếm chi đạo cũng thành công nhập môn, tuy rằng còn không có bước vào tiên quân chi cảnh, nhưng chân chính thực lực lại là thành lần tăng lên, đối chính mình có tự tin. Liền tính là xuất hiện chuyện gì, hắn cũng có ứng đối tin tưởng. Theo sau tìm được rồi Tuyết Hương, lại đi nhìn một lần thần ma điểu. Nhìn dáng vẻ thần ma điểu muốn khôi phục thức tỉnh trong khoảng thời gian ngắn sợ là không được, lần trước thần ma điểu cho hắn sử dụng một giọt bản mạng tinh huyết, cứu sống hắn lúc sau cũng làm hắn tu vi tiến giai, lần này cứu Tuyết Hương cũng là giống nhau trạng thái, chẳng qua lần trước tạp mao điểu thức tỉnh là Càn Khôn Chi Linh ra tay. Mà hiện tại Càn Khôn Chi Linh bị hắn xử lý, thần ma điểu có thể hay không thức tỉnh, muốn xem tạo hóa, bất quá Dương Nghị Vân tin tưởng, nếu Càn Khôn Chi Linh có biện pháp làm tạp mao điểu thức tỉnh, hắn cũng có thể, chẳng qua như cũ là Càn Khôn Hồ lực lượng mà thôi. Nhưng có cái vấn đề là, hắn biết Càn Khôn Hồ lần này tiêu hao quá lớn, hẳn là yêu cầu bổ sung năng lượng mới được, chờ Càn Khôn Hồ lại lần nữa thăng cấp, chính là thần ma điểu thức tỉnh ngày. Chợ đen đại chiến hắn dùng ngũ lôi tím thụ căn nguyên lực lượng, làm ngũ lôi tím thụ thương cập căn nguyên, nhìn qua chỉnh cây thụ đều có chút khô héo, kỳ thật này làm sao không phải ở tiêu hao Càn Khôn Hồ bản thân lực lượng. Muốn làm thần ma điểu thức tỉnh lại đây, chung quy vẫn là yêu cầu làm Càn Khôn Hồ lại lần nữa thăng cấp. Dương Nghị Vân tin tưởng chờ Càn Khôn Hồ lại lần nữa thăng cấp, ngũ lôi tím thụ cùng thần ma điểu liền sẽ khôi phục. Hiện tại hắn đem thần ma điểu dàn xếp ở sinh mệnh chi thạch thượng, chịu sinh mệnh chi thạch sinh mệnh chi lực tẩm bổ, tuy rằng sẽ không làm tạp mao điểu khôi phục thức tỉnh, lại cũng có thể bảo đảm nó không có việc gì. Kết quả này cũng coi như là không kém. Trong lòng vừa động Dương Nghị Vân mang theo Tuyết Hương ra Càn Khôn Hồ, ngay sau đó xuất hiện ở tu luyện mật thất chung. Mở ra cửa phòng Dương Nghị Vân đi ra ngoài, tới rồi phòng khách liền phát hiện, cảnh sán cùng Lạc Dương đều ở, trọng điểm là Dương Nghị Vân đôi mắt nhíu lại, hắn thấy được còn có một người tồn tại. Cái đầu không cao không cảm giác được 1m5, hình thể gầy yếu, cho hắn một loại cảm giác, loại này hình thể một trận phát là có thể thổi chạy. Người này nhìn chính là 20 xuất đầu thanh niên. Đương nhiên ở tiên giới không thể lấy bộ dạng phán đoán tuổi, có lẽ đã là tu luyện mấy ngàn năm lão quỷ. Hắn bên người phóng một thanh ước có 3 mét đại đao, cùng hắn hình thể không hợp nhau, nhưng nguyên nhân chính là vì như thế, đến lúc đó làm Dương Nghị Vân cảm thấy người này rất có ý tứ.
Hơn nữa hắn nhìn không thấu đối phương tu vi, cảm giác chung giống như là một cái người bình thường giống nhau. Đây là cái cao thủ. Dương Nghị Vân ở trong lòng nói thầm một câu. Tiểu sư thúc. Vân tử ngươi xuất quan. Lạc Dương cùng cảnh sán đứng dậy chào hỏi. Ân, xuất quan. Dương Nghị Vân hơi hơi mỉm cười gật đầu. Tuyết Hương cũng đối với Lạc Dương cùng cảnh sán chào hỏi. Nói chuyện chung Dương Nghị Vân nhìn chằm chằm vào thanh niên này, trong lòng nhiều ít có vài phần không vui. Người mẹ nói ý gì, lão tử đang bế quan, trong nhà liền lưỡng nữ nhân, người một cái tiểu nam nhân liền tới nhà ta a. Bất quá từ lúc bắt đầu, thanh niên này trên người tựa hồ cũng không có cái gì ác ý phát ra, hơn nữa đứng dậy sau chủ động ôm quyền chào hỏi nói, tại hạ hỗn loạn tiên thành tứ đại gia tộc chi nhất, Đông Phương gia tộc Phương Đông người sắt gặp qua Dương huynh đệ. Ta không phải ngươi huynh đệ. Nhận sai người Dương mẫu nhân không mặn không nhạt trở về một câu, như cũ khó chịu, nhưng trong lòng lại là nghĩ, xem ra thứ này là cái có bối cảnh người, Đông Phương gia tộc. Cái này họ đến là có điểm ý tứ. Dương Nghị Vân không mặn không nhạt, Phương Đông người sắt tựa hồ căn bản liền không nghe ra tới, giờ phút này Dương mẫu nhân đối hắn thực khó chịu, mà là tự quen thuộc nói, huynh đệ đừng a, à, ngày đó ngươi cùng kia chợ đen chi chiến đấu, ca ca ta còn giúp ngươi giúp quá khang đâu. Ta Phương Đông người sát nhất kính trọng ngươi như vậy hán tử, sơ phẩm hỗn nguyên chi cảnh liền dám cùng tiên quân tiên vương gọi nhịp, một chữ nghiêu a. Gì không đúng a, người hiện tại là hỗn nguyên đại viên mãn a, hảo, ta không nhìn lầm, quả nhiên là ngút trời kỳ tài a, vì Phương Đông người sát huynh đệ chính là nghiêu ích, người cái này huynh đệ ta nhận định, tới tới tới, lần đầu gặp mặt, nga không, xem như người đánh nhau kia một lần, đây là lần thứ hai, ca ca ta cho người cái lễ vật. Nói chuyện vùng trung Đông Phương người sắt trong tay một phen, xuất hiện một cái tinh xảo bạch ngọc bảo hộp, tùy tay liền mở ra, tức khắc bạch ngọc bảo trong hộp toát ra ngũ thải ban lan vầng sáng, toàn bộ đại sảnh nhưng đều xuất hiện nồng hậu tiên nguyên khí, hơn nữa phi thường thanh hương. Chỉ nghe Phương Đông người sắt mở miệng nói, đây là một gốc cây dị quả tên là Trường Linh Quả, sản tự hỗn nguyên tiên vực hồng hoang rừng rậm, đối phá cái chắn chính là vô cùng hữu ích, huynh đệ ngươi đã là hỗn nguyên đại viên mãn đỉnh tu vi. Này viên Trường Linh Quả tuyệt đối dùng được với, nho nhỏ lễ vật không thành kinh ý, huynh đệ nhận lấy. Nói chuyện hết sức không khỏi phân trần nhét vào Dương Nghị Vân trong tay. Mà Dương Nghị Vân đâu? Giờ phút này lại là có chút mộng bức a. Này mẹ nó là tình huống như thế nào? Cái này tự xưng Phương Đông người sắt nhị hóa, cũng quá. Đích xác hắn hiện tại nhớ tới, ngày đó đại chiến, tựa hồ quan chiến trong đám người, đích xác có người giúp hắn nói chuyện qua. Chẳng qua hắn không lưu ý. Cái này kêu Phương Đông người sắt, quả thực chính là cá nhân tới điên, lần đầu tiên gặp mặt liền xưng huynh gọi đệ, còn mẹ nó tùy tay liền tặng lễ, này viên dị quả Trường Linh, Dương Nghị Vân có chút không rõ cầm trong tay, thật là không giống bình thường, hắn nghiên cứu đan đạo, tự nhiên là biết hàng, này viên dị quả cầm ở trong tay, Dương Nghị Vân cảm thụ một chút, cấp bậc tựa hồ so với chính mình càn khôn hồ trung linh đảo còn muốn cao. Hơn nữa hắn nghe Phương Đông người sắt nói chuyện, cư nhiên vẫn là một viên phá tu vi cái chắn dị quả, giá trị đã có thể lớn hơn nữa. Nói là chí bảo đều không quá, bực này bảo quả, nói đưa liền đưa. Tự quen thuộc, rừng mỡ, da mặt dày, ân cuối cùng còn có một chút ra tay rộng rãi, đây là Dương Nghị Vân cấp Phương Đông người sắt ấn tượng. Đương nhiên thứ này bộ dạng đối hắn càng thêm khắc sâu. Chỉ là, lại không biết người này như thế, rốt cuộc là ý gì. Thoạt nhìn không ác ý. Nói thật này nhưng dị quả Trường Linh, hắn thật đúng là động tâm. Hít sâu một hơi, Dương mẫu nhân rốt cuộc bài trừ một cái gương mặt tươi cười nói, Phương Đông đạo hữu tới cửa tức là khách, có chuyện gì ngồi xuống nói đi. Nói xong đối với cảnh sán nói, cảnh sán thượng trà. A trà là cái gì? Cảnh sán nghe được Dương Nghị Vân nói chuyện có chút ngốc. Dương Nghị Vân lúc này mới nhớ tới, nơi này là tiên giới, cảnh sán cũng không phải người địa cầu, tiên giới tuy rằng thật lớn. Nhưng lại không nhất định có trà. Khóe miệng vừa kéo trừ, lại là trong lòng có so đo. Tuy rằng đối Đông Phương gia tộc không hiểu biết, nhưng Dương Nghị Vân biết cái này Phương Đông người sắt dám được xưng hỗn loạn thiên thành tứ đại gia tộc chi nhất, tất nhiên Đông Phương gia tộc cũng không đơn giản, không chuẩn thật đúng là chính là hỗn loạn thiên thành đại gia tộc. Hơn nữa Phương Đông người sắt, vừa ra tay chính là một viên dị quả Trường Linh, Dương Nghị Vân đối này là thật muốn muốn. Nhưng cũng không thể bạch muốn. Hắn nhưng không tin bầu trời rớt bánh có nhân loại chuyện tốt này. Đối phương ra tay rộng rãi, hắn lúc này trong tay nhéo nhân ra dị quả, tự nhiên đối phương Đông người sắt thái độ muốn hơi thay đổi một chút, lễ nghĩa không thể ném.
Làm cảnh sán thượng trà nhưng thật ra quên mất nơi này là tiên giới, cũng không có một địa cầu đi theo mà đến người. Bất quá chỉ chớp mắt Dương Nghị Vân nghĩ tới ai có thể làm bưng trà đổ nước nhân vật này. Đương nhiên nha hoàn là không có, nhưng quỷ tiên có hơn 1000. Càn Khôn Hồ nội chính là có hơn 1000 mông điểm quỷ tiên thủ hạ, mỗi một cái đều là chính cống người địa cầu, tìm một cái tới thiết trà loại sự tình này đảo cũng không khó. Trong lòng vừa đồng ý niệm tiến vào Càn Khôn Hồ, Dương Nghị Vân thực mau ở hơn 1000 quỷ tiên chung tìm được rồi một người sẽ thiết trà quỷ tiên. Phất tay chi gian, một bộ trà cụ toàn xuất hiện ở đại sảnh. Tiểu Lục tử thượng trà. Cái này sẽ pha trà quỷ tiên tiểu binh gọi là Triệu Tiểu Lục, Dương Mỗ nhân thuận miệng đã kêu Tiểu Lục tử. Hắn năm đó rời đi địa cầu là lúc, mua sắm trà cụ lá trà từ từ chính là có không ít, đều gửi ở Càn Khôn Hồ không gian chung, chỉ là vẫn luôn cũng chưa dùng quá. Hôm nay vừa lúc phái thượng công dụng. Đương nhiên trong lòng ý tưởng là, cũng không thể làm Phương Đông người sắt cấp xem thường. Người Phương Đông người sắt là đại tộc xuất thân, ta Dương Mỗ nhân cũng sẽ không so người kém, nhưng là... Hảo đi hắn chính là tiểu thế giới phi thăng đi lên, cũng không phải là đại tộc xuất thân. Bất quá tiên giới không trà đạo, hoặc là nói hỗn loạn tiên vực nơi này không trà đạo, với hắn mà nói chính là ở Phương Đông người sắt trước mặt trang bức vũ khí sắc bén. Lá trà trà cụ hơn nữa chuyên nghiệp pha trà quỷ tu ra tới, đối với không có gặp qua như thế nào trà Phương Đông người sắt tới nói, chính là một loại mới lạ. Chưa thấy qua sự vật, Tổng hội có tò mò cùng tâm tồn kính sợ. Hắn cũng là không nghĩ bị Phương Đông người sắt xem thường mà thôi. Từ khí thế cùng ra tay phương diện đi lên nói, Dương Nghị Vân biết Phương Đông người sắt lấy ra một viên dị quả trường linh cũng đã chiếm cứ thượng phong, hơn nữa hắn đích xác đối trường linh quả tâm động. Này một câu nếu nói là hai người đấu pháp nói, là hắn thua. Kế tiếp liền phải hòa nhau một ván. Vốn dĩ thuận miệng một câu thượng cảnh sán thượng trà, chính là thói quen hành vi, ai biết cảnh sán có chút không rõ, Dương Nghị Vân lúc này mới phản ánh lại đây, tiên giới có chút địa phương là không có trà văn hóa này ngoạn ý. Vừa lúc lấy ra Cửu Châu trà đạo tới hòa nhau một ván tới. Dài chừng 3 mét hoàng hoa lệ bàn trà, xứng đôi bộ ghế bành, quan mũ ghế, sừng châu 6 đêm. Đơn giản đại khí hoa cúc lê gỗ muôn khai trà, 6 quân tử, một thủy màu vàng, nhìn đều nhận người thích, cấp đại sư tử Sa Hồ Nguyên Bộ, tề sống. Gọi là Tiểu Lục tử quỷ tiên lại cũng không luống cuống, cung tay theo tiếng bắt đầu nấu nước chuẩn bị pha trà. Thủy dùng chính là Càn Khôn Hồ không gian long ngư hồ thủy, linh khí 10 phần, đến nỗi sao, quá nhiều, Dương Mỗ nhân tùy tay từ Càn Khôn Hồ lấy ra một vại, chính hắn cũng không biết là nào một loại lá trà, nhưng Tiểu Lục tử mở ra sau. Hắn mới phát hiện là địa cầu An Huy danh trà cũng là Cửu Châu 10 đại danh trà chi nhất Thái Bình Hầu Khôi. Nhìn đến loại này lá trà, Dương Nghị Vân lại là biết Tử Sa trà cụ không thích hợp, trong lòng một loại từ Càn Khôn Hồ tìm đến nguyên bộ pha lê khí cụ. Thái Bình Hầu Khôi là trà xanh, hơn nữa thượng đẳng lá trà đều là từng cây độc lập lá trà, mỗi một cây lá trà đều một lóng tay đầu trường, pha trà thời điểm đổi yêu cầu căn chiều hạ, từng cây dựng thẳng lên tới. Đối với này đó bước đi. Dương Nghị Vân không biết Tiểu Lục tử có thể hay không hành. Lúc này mới nhớ tới Tiểu Lục tử sợ là cũng sẽ không a. Bởi vì Tiểu Lục tử là Cửu Châu cổ tần triều người, cái kia thời đại Cửu Châu cổ nhân pha trà chính là cùng hắn cái kia thời đại bất đồng, bên trong sẽ phương bơ thậm chí là các loại gia vị. Quả nhiên Tiểu Lục tử lòng bàn tay bậc lửa ngọn lửa nấu sôi nước lúc sau, lại là nhìn một chút lá trà, có chút ngây người hỏi Dương Nghị Vân nói, gia chủ, không có gia vị. Dương Mỗ nhân sắc mặt tối sầm, đối Tiểu Lục tử dừng tay nói, người phụ trách nấu nước đi. Hắn chuẩn bị tự mình thượng, nếu không Tiểu Lục tử chơi không tới hiện đại trà nghệ. Ngay sau đó Dương Mỗ nhân ngồi ở chủ vị, đối với Phương Đông người sắt ý bảo ngồi bàn trà tử đối diện nói, Phương Đông đạo hữu còn thỉnh nhập tòa. Đương nhiên cũng không quên tiếp đón, Lạc Dương, Tuyết Hương cùng cảnh sán 3 người nhập tòa. Lấy ra trà cụ tới, Dương Nghị Vân cũng là tới hứng thú. Càng là nhìn vật nhớ người càng nhớ nhà, nếu Tiểu Lục tử làm không tới, hắn liền tự mình thử xem, dù sao hắn cũng thích uống trà, càng thích pha trà quá trình. Cửu Châu trà đạo lịch sử bắt nguồn xa, dòng chảy dài, có thể xưng là trà đạo, đều có trong đó đạo lý. Tu luyện cũng là một cái cầu đạo ngộ đạo quá trình, pha trà tuy không phải tu luyện, nhưng cũng là có thể có tĩnh tâm, này trong đó còn có bao nhiêu đạo lý nhưng theo, trước kia không đi lưu ý, hiện tại nhưng thật ra có thể đi phẩm vị một phen. Phương Đông người sắt nhìn Dương Nghị Vân phất tay chi gian lấy ra này đó chai lọ vại bình bàn ghế, đảo cũng có chút tò mò lên, thân là tiên vương cường giả, xuất thân Đông Phương gia tộc,
hắn tự nhận kiến thức là không ngắn, nhưng đối Dương Nghị Vân đùa nghịch ra tới này đó thật đúng là chưa thấy qua, trong lòng rất là tò mò. Đối Dương Nghị Vân cũng càng thêm cảm giác có ý tứ, hắn tiến đến tìm Dương Nghị Vân, kỳ thật cũng không có cỡ nào phức tạp tâm tư, chẳng qua là ở ngày đó Dương Nghị Vân ở chợ đen đại chiến, không sợ tiên quân tiên vương dũng khí, không chút khách khí mắng tiên vương Trịnh núi lớn có gan khiêu chiến cường giả dũng khí cùng tính tình rất đúng hắn khẩu vị. Hơn nữa Dương Nghị Vân sở bày ra tới thủ đoạn, còn có ngày đó cái kia ngự kiếm trảm tiên vương nữ tử hoa sen đen, này đó nhân tố thêm lên, làm hắn đối Dương Nghị Vân càng thêm có hứng thú. Cho rằng Dương Nghị Vân là cái thiên tài hạng người, là cái đối hắn tính tình người, cho nên muốn tới giao cái bằng hữu. Hắn phương đông người sắt là cái thập phần kiêu ngạo người, có thể làm hắn xem ở trong mắt nói thật, ở toàn bộ hỗn loạn tiên thành còn không có xuất hiện, Dương Nghị Vân đâu. Phương đông người sắt đối thượng mắt, cho nên liền tới tìm Dương Nghị Vân, chính là tới kết giao Dương Nghị Vân làm bằng hữu, mặt khác thật không có gì. Hắn 5 năm trước liền tới rồi, chẳng qua Dương Nghị Vân đang bế quan, từ nay về sau thời gian mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ tiến đến, cũng thuận tay đuổi đi một ít nhìn trộm đệ nhất cư bất lương hạng người, cũng là bởi vì này, Lạc Dương mới phóng hắn tiến nhóm. Như thế kiên trì 5 năm lôi đả bất động, mỗi cách 7 ngày tất nhiên tới bái phỏng đệ nhất cư, đều đến xem Dương Nghị Vân có hay không xuất quan, hôm nay nhưng thật ra xảo, Dương Nghị Vân vừa lúc xuất quan. Nhìn thấy Dương Nghị Vân bản nhân, ai biết Dương Nghị Vân vừa thấy hắn liền có loại nhàn nhạt đệ nhất, phương đông người sắt biết này nhưng không tốt, trong mắt vừa chuyển liền tới rồi một cái tự quen thuộc, hơn nữa lấy ra dị quả trường linh, tới nịnh bợ Dương mẫu nhân, hiện tại xem ra này nhất chiêu thật đúng là dùng được. Một cái dị quả làm Dương Nghị Vân thần sắc hòa hoãn xuống dưới, hơn nữa bắt đầu chiêu đãi hắn, muốn thượng cái gì trà. Trà thứ gì, phương đông người sắt thật đúng là chưa từng nghe qua, trong lòng vô cùng tò mò. Kế tiếp, Dương Nghị Vân vung tay lên liền xuất hiện một cái quỷ tiên, tuy rằng chỉ là một cái kim tiên cấp bậc tiểu quỷ tiên, nhưng ở phương đông người sắt trong mắt, lại một lần đối Dương Nghị Vân xem trọng liếc mắt một cái, quỷ tiên cái này quần thể hắn tự nhiên biết. Ở toàn bộ tu sĩ thế giới đều được xưng là thần bí nhất quần thể, không nhiều lắm thấy, Dương Nghị Vân bên người lại xuất hiện một cái, vẫn là cái người hầu. Chỉ là hiện tại thoạt nhìn, làm cái này kêu tiểu lục tử quỷ tiên phao cái gì trà, người sau còn lại là giống như sẽ không, này không Dương Nghị Vân nhìn dáng vẻ tự mình thượng, cái này làm cho phương đông người sắt trong lòng cao hứng lên, nghe Dương Nghị Vân thỉnh hắn nhập tòa, hơi hơi mỉm cười, ngồi ở Dương Nghị Vân đối diện, không quấy rầy Dương Nghị Vân. Mang theo nồng hậu hứng thú xem Dương Nghị Vân bắt đầu pha trà. Nhìn nhìn lại trên bàn thủy tinh khí cụ chung quỷ tiên trong tay thiêu khai lộc cộc sôi trào thủy, cùng Dương Nghị Vân tùy tay mở ra một cái bình tất cả đồ vật, phương đông người sắt rất muốn hỏi một chút mấy thứ này đều cái gì, nhưng lại sợ Dương Nghị Vân chê cười hắn không kiến thức, chung quy nhìn xuống, nhưng là trong lòng giống như miêu trảo giống nhau. Dương Nghị Vân đem phương đông người sắt thần sắc xem ở trong mắt, lại là cười ở trong lòng âm thầm nói, tiểu dạng, khiến cho người đương một hồi đồ nhà quê. Trong lòng nghĩ, trong tay lại là không dừng lại, tẩy hảo 6 cái pha lê ly, nghiêm túc đem từng cây trường điều hầu khôi lá trà bỏ vào đi. Từ nhỏ lục tử trong tay tiếp nhận nước sôi, bắt đầu hướng phao. Nước sôi gia nhập đi vào, từng cây lá trà tản ra, dựng đứng lên, mạo màu trắng sương mù đồng sự, thanh hương lá trà hương khí phát ra ở toàn bộ phòng khách. Phương Đông đạo hữu thỉnh dùng trà. Dương Nghị Vân buông nước sôi ý bảo phương đông người sắt dùng trà. Giờ phút này phương đông người sắt trừng lớn đôi mắt, vô cùng tò mò a, rõ ràng Dương Nghị Vân phao ra cái gì trà, không phải không có chút nào tiên linh khí, nhưng lại nghe chi thanh hương nhập mũi, làm hắn nói thẳng nước miếng, nhìn xem ly chung một cây thực dựng thẳng lên lá cây, trông rất đẹp mắt. Bưng lên một ly, phương đông người sắt lại là nghiu uống mà tẫn, một hơi uống làm một ly trà. Nhưng là ngay sau đó hắn lại là sắc mặt biến đổi nói, hảo năng. Vẻ mặt nghẹn đỏ bừng. May mắn là tiên nhân, nếu không lần này đầy miệng đều phải năng xuất phát chạy. Mà Dương mẫu nhân còn lại là cười ha ha lên, liền kém chưa nói một câu đồ nhà quê. Ngay sau đó hắn bưng lên một ly trà, yêu nhã phóng tới bên miệng, chậm rãi phẩm vị một cái miệng nhỏ, nhắm mắt gật đầu, vẻ mặt say mê. Một màn này xem ở phương đông người sắt trong mắt. Lại là vẻ mặt đỏ bừng, hắn giờ phút này cảm giác, Dương Nghị Vân mới là đại gia tộc ra tiếng, là cái quý tộc, mà chính mình còn lại là cái đầu nhà quê. Dương Nghị Vân mang theo mỉm cười cấp phương đông người sắt một lần nữa thêm thủy, cười cười nói, phương đông đạo hữu đây là ta quê nhà một loại linh vật, tên là trà, uống trà muốn phẩm, pha trà uống trà đều là nói,
vì này trà đạo, uống trà có thể tĩnh tâm, tĩnh thần, có trợ giúp nung đúc tình cảm, đi trừ tạp niệm, đối tu luyện tâm cảnh cũng là có bổ ích. Dương Mỗ Nhân rốt cuộc tìm được rồi cảm giác về sự ưu việt, từng điều đạo lý rõ ràng, dù sao há mồm liền xả. Ngược lại là Phương Đông người sắt thậm chí là Lạc Dương, Cảnh Sán, Tuyết Hương tam nữ đều nghiêm túc nghe, thường thường còn gật gật đầu. Tiểu Lục Tử bởi vì gia chủ Dương Nghị Vân tự mình thượng thủ mà có chút thấp thỏm bất an, nhưng kiến thức qua đi, mới phát hiện gia chủ pha trà phương thức cùng hắn sở hiểu biết pha trà hoàn toàn là hai việc khác nhau, căn bản là không cần cấp bên trong gia nhập bất luận cái gì gia vị bơ gì đó, chính là thuần túy lá trà gia nhập nước sôi, bất quá hiển nhiên lá trà là trải qua độc đáo gia công, gia chủ phúc hậu cho hắn cái này tiểu quỷ cũng tới rồi một ly, làm Tiểu Lục Tử thụ sủng nhược kinh, một ly trà luyến tiếc uống. Một cái miệng nhỏ một cái miệng nhỏ phẩm, ngược lại là mấy người trông được tựa nhất sẽ phẩm trà một cái. Mặt khác bốn người ở Dương Mỗ Nhân giảng giải chung, rốt cuộc ra dáng ra hình bắt đầu phẩm trà, hoặc là nói chính là Phương Đông người sắt. Đệ nhị ly thời điểm, Phương Đông người sắt rốt cuộc học xong người cùng phẩm, một cái miệng nhỏ lúc sau, đầu tiên là có điểm điểm chua xót, nhưng theo sau lại là miệng đầy sinh hương, dư vị vô cùng. Nhìn xuống đại tán, vật ấy, trà thật sự rượu a. Trà đạo chi danh, quả thực đạo lý, từ pha trà nói uống trà cái này quá trình mới là diệu thú, từng đạo rất nhỏ trình tự làm việc, nước lạnh đến nước ấm, lại đến sôi trào cùng lá trà tương dung, lại là một bên khác biến hóa chi đạo. Diệu diệu diệu, Phương Đông người sắt tán thưởng này liền nói ba cái diệu tự. Có đi mà không có lại quá thất lễ, nếu Phương Đông đạo hữu tặng ta dị quả trường linh, ta đây liền đưa tặng Phương Đông đạo hữu này một bộ trà đạo khí cụ, mong rằng Phương Đông đạo hữu chớ có ghét bỏ. Dương Mỗ Nhân không phải cái thích chiếm tiện nghi người, nhưng Phương Đông người sắt lấy ra dị quả trường linh hắn đích xác cự tuyệt không được, đây chính là có thể phá tu luyện cái chắn dị quả, nếu luyện chế thành đan, chính là phải đối rất nhiều người hữu dụng. Như thế, này bộ trà đạo khí cụ liền quả đáp lễ cấp Phương Đông người sắt, cũng không xem như chiếm tiện nghi. Tuy rằng đều là thế gian chi vật, nhưng ở Dương Nghị Vân tới nói, này đó trà khí chính là từ cố hương mà đến đổ vật, ý nghĩa phi phàm, đảo cũng không tồi. Dù sao hắn càn khôn hổ không gian có rất nhiều. Lúc trước rời đi địa cầu thời điểm, đại đồ đệ Độc Cô Hối chính là cho hắn thu mua 10 xe tải trà đạo khí cụ, đương nhiên bao gồm đủ loại lá trà, chỉnh xe đều đặt ở càn khôn hổ không gian chung, hắn trước nay đến tiên giới cũng chưa động quá, hiện tại lấy tới làm lấy lòng cũng hảo. May mắn càn khôn hổ không gian đặc thù, nếu không trà xanh đã sớm hư rồi, đến nỗi kia chỉnh xe phổ nhị, Dương Nghị Vân ngẫm lại đều có chút chảy nước miếng. Qua đi 3.000 nhiều năm, mỗi một bánh đều thành tuyệt phẩm. Phương Đông người sắt tự nhiên biết mấy thứ này đều là phàm vật, nhưng có một chút hắn nhìn ra được tới, đó chính là phẩm trà chi đạo, đích xác có thể tính hạ tâm tới, đối tu luyện tâm cảnh là rất có trợ giúp. Tu luyện chi đạo bước vào tiên quân chi cảnh sau, trọng điểm chính là đối đại đạo hiểu được, hắn thân là tiên vương sơ phẩm tiên nhân, đối Dương Nghị Vân sở giảng này đó, kỳ thật ngẫm lại liền thấu triệt. Nho nhỏ trà đạo lại là không bàn mà hợp ý nhau thiên địa đại đạo, thật là bất phàm. Nghe được Dương Nghị Vân nói muốn đưa tặng chính mình, Phương Đông người sắt đến lúc đó có chút nghi đã muộn lên, hắn tặng Dương Nghị Vân một viên dị quả, đối này nếu là nhận lấy Dương Nghị Vân này bộ trà đạo chi vật, tựa hồ có vẻ có chút cố tình, không ổn a. Nhưng nói thật, hắn rất muốn mấy thứ này, bởi vì hắn tưởng đưa cho trong nhà lão gia tử đi, lấy hắn đối lão gia tử hiểu biết. Dương Nghị Vân này đó trà đạo khí cụ lão gia tử nhất định thích. Này, Phương Đông người sắt tự quen thuộc phong cách không thấy, có chút ngượng ngùng. Dương Nghị Vân lúc này mới là chân chính xem trọng Phương Đông người sắt, đối với cái này nhắc nhở nhỏ gầy, nhưng tu vi nhìn không thấu, mang theo một thanh so với hắn thân cao đều cao hơn gấp đôi Phương Đông người sắt. Kỳ thật Dương Nghị Vân ấn tượng khắc sâu, từ lúc bắt đầu có điểm điểm không thỉnh tự đến rừng mỡ tự quen thuộc phản cảm, đến bây giờ ngượng ngùng. Dương Nghị Vân cuối cùng là đối Phương Đông người sắt có đổi mới. Một người còn biết xấu hổ, đã nói lên hắn không tham cũng không xấu, hư cũng hư không đến nơi đó đi. Trong lòng tưởng tượng tự nhiên minh bạch Phương Đông người sắt ngượng ngùng ở nơi nào, hơi hơi mỉm cười nói, nếu ngươi đều khi ta là huynh đệ, ta cũng không cùng ngươi khách khí nhận lấy ngươi dị quả trường linh, như vậy ta đưa ngươi một bộ trà đạo khí cụ chi vật, cũng đừng khách khí nhận lấy, nếu không ta cầm ngươi dị quả cũng bất an không phải. Khụ khụ kia, hảo đi, như thế liền cảm ơn huynh đệ. Phương Đông người sắt cũng nhìn ra được tới Dương Nghị Vân trong ánh mắt không có gì làm ra vẻ, liền nói cảm tạ một tiếng. Giờ phút này hai người chi gian quan hệ xem như kéo gần lại một bước. Nói cười cười lên.
Dương Nghị Vân cấp Phương Đông người sắt lại thêm một ly trà sau, thình lình hỏi, Phương Đông huynh chúng ta tới tìm ta. Dứt lời lúc sau Dương Nghị Vân ánh mắt nhìn chằm chằm Phương Đông người sắt, tiếp tục nói, ta chỉ là một cái hỗn nguyên nói tiên mà thôi, mà Phương Đông huynh ngươi lại là này hỗn loạn tiên thành tứ đại gia tộc xuất thân, sợ là tại gia tộc địa vị còn không thấp đi. Lại có nói thật ta nhìn không thấu ngươi tu vi chút nào, nghĩ đến ít nhất cũng là tiên vương chi cảnh, một cái đường đường tiên vương, tiến đến ta này miếu nhỏ, 5 năm tới mỗi cách 7 ngày bái phỏng một lần, thậm chí ra tay hỗ trợ đuổi rồi ta đệ nhất cư ngoại những cái đó nhìn trộm gây rối hạng người, bực này chuyện tốt làm. Nói thật thật đúng là làm ta có chút nghi hoặc, người ta bèo nước gặp nhau, lại là cớ gì? Không đến mức ngươi đường đường đại tiên vương, nhàn rỗi không có việc gì làm đi. Nếu ngồi xuống, hôm nay ta cũng xuất quan, đơn giản có chút lời nói chúng ta nói rõ, có cái gì yêu cầu ta Dương Nghị Vân làm, ngươi thả cứ việc mở miệng, chỉ cần có thể làm được, ta tận lực làm, giao ngươi cái này bằng hữu, đạo hữu một chút như thế nào. Đối với Phương Đông người sắt bái phỏng việc, vừa mới cảnh sán đều truyền âm nói cho hắn, một cái có thể kiên trì 5 năm tới bái phỏng người, hơn nữa vô duyên vô cớ hỗ trợ, ra tay chính là một viên dị quả, thật sự là không hợp lý, Dương Nghị Vân nếu là không hỏi rõ ràng, trong lòng chính là bất an. Nghe Dương Nghị Vân nói xong, Phương Đông người sắt cười khổ một chút mở miệng nói, liền biết huynh đệ ngươi không tin, phía trước ta nói những lời này đó, đều là lời từ đáy lòng, đích xác ta vẫn luôn bái phỏng, chính là muốn tìm ngươi giao cái bằng hữu mà thôi. Đương nhiên này trong đó có ta nhìn đến thiên phú tiềm lực nguyên tố, càng có một chút là, ta Phương Đông người sắt là Đông Phương gia tộc độc đinh tử, nhà ta nhân khẩu không vượng a, từ nhỏ liền đi theo trong nhà lão gia tử tu luyện, cũng không có nhiều ít bằng hữu. Ngày đó đem ngươi, nói thiệt tình lời nói, chính là đối thượng mắt, xem ngươi đầu ta Phương Đông người sắt tính tình, thật sự chỉ là tưởng cùng ngươi giao cái bằng hữu, ở không có mặt khác ý tứ. Huynh đệ, ta đối với ngươi cảm giác, giống như là nam nhân coi trọng nữ nhân cái loại này, nhất kiến trung tình hợp ý, thực đơn thuần tìm ngươi làm bằng hữu, mặc kệ ngươi tin hay không, dù sao ta chính là ý tứ này, ngươi muốn xem đến khởi ta Phương Đông người sắt, chúng ta liền làm bằng hữu, giao cái huynh đệ, nếu là huynh đệ ngươi thật sự phương án ta Phương Đông người sắt, ta đây liền đi, hôm nay lúc sau sẽ không ở tới quấy rầy. Đến nỗi tu vi cảnh giới vấn đề, đích xác ta là tiên vương lúc đầu cảnh giới, nhưng là này cùng giao bằng hữu không quan hệ. Hy vọng ngươi không cần có mặt khác hiểu lầm, ta tìm ngươi cũng không có bất luận cái gì tìm ngươi làm sự tình, liền đơn giản như vậy, ngươi nếu không tin ta cũng không có biện pháp. Dương Nghị Vân ánh mắt nhìn chằm chằm Phương Đông người sắt, thứ này ánh mắt thanh triệt không hề dao động, đích xác chưa nói dối, mà hắn cũng nghe minh bạch, liền như hắn dùng từ không lo, nhất kiến trung tình, khả năng chỉ là thật sự xem chính mình hợp ý, liền tưởng giao cái bằng hữu, đương nhiên nam nhân cùng nam nhân chi gian cũng là có loại này mắt xuyên. Nhưng lại không phải nhất kiến trung tình, mà là nhất kiến như cố đi. Thình lình nghe thứ này nhổ ra một câu nhất kiến trung tình, thật đúng là làm Dương mẫu nhân cả người một run run, thiếu chút nữa liền nhảy dựng lên. Chờ Phương Đông người sắt nói xong, Dương Nghị Vân xem như lý giải vài phần, đứa nhỏ này khả năng chính là cái loại này bị từ nhỏ quyển dưỡng tu luyện không tiếp xúc người đáng thương hài tử, cũng ánh mắt chưa nói dối. Nhìn chằm chằm Phương Đông người sắt nửa ngày, Dương Nghị Vân cười nói, hảo đi. Ta tin tưởng ngươi, hôm nay giao ngươi cái này bằng hữu. Thật sự, Phương Đông người sắt đại hỉ. Ta Dương Nghị Vân nói chuyện nhất ngôn cửu đỉnh, Dương mẫu nhân có vẻ thực hào khí. Phương Đông người sắt cười to, ha ha ha, ta liền biết huynh đệ ngươi không phải cái loại này cổ hủ người. Hảo, hôm nay ngươi chính là ta Phương Đông người sắt huynh đệ, sau này tại đây hỗn loạn tiên thành ta che chở ngươi. Ngươi yên tâm, nếu là Vu Thiên Tôn người tới tìm ngươi phiền toái, ta cái thứ nhất giúp ngươi, ta không sợ. Dương Nghị Vân mày nhăn lại, Vu Thiên Tôn, hắn ngày đó trước khi đi thời điểm, chính là nghe được quá tên này nghị luận thanh. Đối Vu Thiên Tôn chính là tiên giới mạnh nhất tam đại tiên tôn chi nhất, xưng là Vu Thiên Tôn, ở toàn bộ tiên giới tiên tôn cảnh giới siêu cấp cường giả tuy thiếu, nhưng cũng không ngừng là ba vị, ta nói này ba vị là đỉnh cấp tồn tại, được xưng Thiên Tôn, Vu Thiên Tôn chính là tôn xưng, họ Vu Hào Thiên Tôn. Tam đại tiên tôn ở tiên giới cửu trọng thiên đều có thiên tôn tiên vực. Có thể nói siêu nhiên thế lực, huynh đệ ngươi ngày đó chém giết Vu Một Phổ cùng tiên vương Trịnh núi lớn, căn cứ ta phải đến tin tức, vô cùng có khả năng, cái kia Vu Một Phổ chính là Vu Thiên Tôn rất nhiều con nối dõi chung một cái, chẳng qua có thể là không được ưa thích một cái, lại là không biết cái gì nguyên nhân chạy tới hỗn loạn tiên thành ước chừng có 5.000 năm lâu, sáng lập tinh quang chợ đen. Trong lời đồn tinh quang chợ đen không chuyện ác nào không làm,
chuyên môn làm ngầm vào nhà cướp của buôn bán các chung sinh linh việc, chỉ là vẫn luôn cũng chưa ra quá sự, này khả năng chính là với hắn sau lưng thế lực có quan hệ, lần này bị ngươi chém giết, cũng là đại khoái nhân tâm, bất quá nguyên nhân chính là vì như thế, ngươi khả năng sẽ có đại phiền toái, liền tính kia Vu Một Phổ là Vu Thiên Tôn không được ưa thích một tử, cũng là thiên tôn chi tử, hiện giờ bị ngươi giết, không thiếu được vì thể diện cũng sẽ tìm ngươi phiền toái. Cho nên ngươi phải có cái chuẩn bị tâm lý mới là. Phương Đông người sắt nghiêm túc cấp Dương Nghị Vân giảng thuật về Trịnh núi lớn cùng Vu Một Phổ bối cảnh. Tuy rằng Dương Nghị Vân nghe hắn nói cũng có không xác định, nhưng lời này từ Phương Đông người sắt trong miệng nói ra, hẳn là có thể tin. Nếu đúng như Phương Đông người sắt lời nói, hắn thật là có lo lắng. Tiên tôn chi cảnh A, hơn nữa là tiên tôn chung đứng đầu tồn tại, cái này Vu Thiên Tôn thế lực không phải hiện tại hắn có khả năng tưởng tượng. Muốn nói không lo lắng, đó là lời nói dối. Liền ở Dương Nghị Vân lâm vào trầm tư hết sức, Phương Đông người sắt có mở miệng nói, bất quá huynh đệ ngươi cũng đừng quá lo lắng, Vu Thiên Tôn là tiên giới tam đại đầu sỏ chi nhất, sẽ không tự mình ra tay tới đối phó ngươi một cái tiểu tu sĩ. Dựa theo lão gia tử nhà ta nói, nhiều nhất sẽ phái ra tiên vương cấp bậc tiến đến, tiên đế tiến vào hỗn loạn tiên vực cũng là cũng thu liếm, ở hỗn loạn tiên vực có tiên đế đặt chân, bản thổ thế lực chính là sẽ không mặc kệ. Tuy rằng hỗn loạn tiên vực thực loạn, nhưng lại không phải chân chính loạn, chẳng qua là bản thổ thế lực điệu thấp mà thôi, nhìn như hỗn loạn kỳ thật loạn chung có trật tự tồn tại, sẽ không làm tiên đế cấp bậc người sằng bậy, xa không nói, liền nói hỗn loạn tiên thành, nếu là có ngoại lai tiên đế cấp bậc tồn tại tiến vào, chúng ta tứ đại gia tộc đều sẽ không ngồi yên không nhìn đến. Hỗn loạn nhằm vào chính là tiên đế dưới tu sĩ hạng người, nhưng đối tiên đế trở lên, hỗn loạn tiên vực cũng không phải là tùy ý có thể dương oai. Cuồn cuộn hỗn loạn tiên vực, nhưng tồn tại không ít cổ xưa sinh linh, ngươi cũng không cần quá lo lắng, ngày đó bên cạnh ngươi xuất hiện cái kia hoa sen đen nữ tử, dùng ông nội của ta nói chính là cho rằng cường giả chân chính, hắn Vu Thiên Tôn nghĩ đến còn chưa tới không biết xấu hổ trình độ phái ra tiên đế cấp bậc cường giả tiến đến tìm ngươi phiền toái, cũng đến ước lượng vị nào hoa sen đen nữ tử. Đương Phương Đông người sắt nói hoa sen đen thời điểm, Dương Nghị Vân trong lòng một trận cô đơn. Đích xác hắn tin tưởng hoa sen đen ngày đó trước khi đi thời điểm một câu cảnh cáo, có thể làm hắn an ổn rất nhiều, cũng biết hoa sen đen chính là một vị cường giả, nhưng là chung quy nàng rời đi, cũng không biết khi nào mới có thể lại gặp nhau. Đối với Phương Đông người sắt giảng thuật này đó lợi hại, Dương Nghị Vân kỳ thật cũng rõ ràng, nhưng hắn ngẫm lại, suy nghĩ nhiều vô dụng, cũng không trông cậy vào đi dựa người nào, chung quy thực lực của chính mình mới là căn bản. Tiên vương sao? Thật cũng không phải không thể chiến thắng. Hoặc là nói không phải không có một trận chiến chi lực, ít nhất đánh không lại hắn có tin tưởng chạy trốn quá. Đối phương Đông người sắt Dương Nghị Vân là cảm kích, thứ này trừ bỏ có chút tự quen thuộc, đảo cũng không tồi. Ít nhất giảng ra nói, thực nghĩa khí, cũng đối hắn tính tình, làm bằng hữu những lời này, hiện tại Dương Nghị Vân tin tưởng Phương Đông người sắt nói chính là thật sự. Nói tóm lại hôm nay xuất quan lúc sau, là cái hỷ sự này. Dương Nghị Vân đem lo lắng ném tại sau đầu, hắn có thể đi bước một đi đến hôm nay, tự nhiên không được đầy đủ là vận khí. Nếu là thực sự có Vu Thiên Tôn người tới tìm phiền toái, hắn cũng không sợ. Cùng Phương Đông người sắt uống trà nói chuyện phiếm, lại hiểu biết một ít hỗn loạn tiên vực việc sau, Phương Đông người sắt đứng dậy cáo từ, trước khi đi Hoan Thiên Hỉ Địa mang lên Dương Nghị Vân đưa tặng trà đạo khí cụ từ từ, hơn nữa tương mời Dương Nghị Vân đi Đông Phương gia tộc làm khách. Đối này Dương Nghị Vân tạm thời uyển chuyển từ chối, hắn còn có khác việc cần hoàn thành. Tỷ như phái ra quỷ tiên đi tìm Mông Điềm. Chờ Phương Đông người sắt rời đi, chỉ còn lại có người một nhà sau, Dương Nghị Vân vung tay lên xuất hiện 100 quỷ tiên. Nhiều không dám phái, liền 100 danh quỷ tiên đi tìm Mông Điềm rơi xuống, bọn họ chi gian đều có lẫn nhau liên hệ phương thức, càng có thể ẩn tàng thân hình, ngược lại tương đối phương tiện chút, nếu là nhân số quá nhiều, ngược lại không tốt. Quỷ tiên là thuần túy năng lượng thể, nếu như bị người theo dõi vô cùng có khả năng chộp tới làm đỉnh lô. Có 100 quỷ tiên đi ra ngoài vậy là đủ rồi. Một thân ra lệnh sau, 100 danh quỷ tiên sôi nổi biến mất ở tiểu viện. Trở tay Dương Nghị Vân đem Mỹ Kim Đại La Tiên Đan lấy ra 3 viên, nhìn cảnh sán nói, cảnh sán đây là 3 viên tiên đan, không có gì bất ngờ xảy ra có thể làm ngươi đột phá đến hỗn nguyên nói tiên chi cảnh, cầm đi bế quan tu luyện đi. Cảnh sán trên mặt vui vẻ đã sớm từ thần ma điểu trong miệng biết Dương Nghị Vân có một loại tên là Mỹ Kim Đại La Tiên Đan có thể tăng lên tu vi, lúc này thấy Dương Nghị Vân lấy ra tới, duỗi tay tiếp nhận nhẹ giọng nói lời cảm tạ liền đi bế quan tu luyện,
nàng hiện tại là mấy người trung tu vi thấp nhất một cái, tổng cảm giác chính mình ở kéo chân sau, hiện giờ có tiên đan nơi tay, cũng không cự tuyệt. Đến nỗi Lạc Dương cùng Tuyết Hương. Lạc Dương đã là tiên vương lúc đầu, Tuyết Hương cũng bước vào tiên quân chi cảnh, Mỹ Kim Đại La tiên đan đối với các nàng hai cái không có tác dụng gì, cũng liền không hé răng. Bất quá trong tay mới vừa luyện chế ba viên Mỹ Kim hỗn nguyên đan đến lúc đó nhưng dùng, nhưng Lạc Dương trong cơ thể có ma thần ý thức tồn tại, Dương Nghị Vân không dám dễ dàng cho nàng tiên đan, mà Tuyết Hương còn lại là mới vừa vào tiên quân chi cảnh, lúc này dùng Mỹ Kim hỗn nguyên đan không phải chuyện tốt, nghĩ quá đoạn thời gian lại cho các nàng đó là. Bế quan ước 5 năm xuất đầu, thời gian không ngắn cũng không dài. Dương Nghị Vân nghĩ đi ra ngoài đi một chút, hắn cũng yêu cầu một cái cơ hội đi đánh sâu vào tiên quân chi cảnh. Liên đối với Tuyết Hương mà Lạc Dương nói, ta nghĩ ra đi đi một chút, các ngươi ở nhà tu luyện vẫn là cùng ta cùng nhau. Cùng nhau, nhi nữ đồng thời mở miệng. Vậy cùng nhau đi, luôn là bế quan tu luyện cũng không phải chuyện này nhi, nhiều đi ra ngoài đi một chút, có lẽ đối tâm cảnh có bổ ích. Dương Nghị Vân cười cười đối với Tiểu Lục Tử phân phó một tiếng lưu lại giữ nhà, theo sau lại triệu hồi ra 100 danh mới vừa quỷ tiên làm Tiểu Lục Tử mang theo cấp cảnh sán hộ pháp sau. Hắn mang theo Tuyết Hương cùng Lạc Dương ra cửa. Hiện giờ hắn có rất nhiều sự phải làm, không thể tổng đãi ở đệ nhất cư bế quan tu luyện. Phương Đông người sát giảng thuật Phu Thiên Tôn thế lực, hắn nói không lo lắng khi đó lời nói dối, không chừng kia một ngày sẽ có người tới tìm phiền toái. Đương như hết sức là tiên tiến giai tiên quân lại nói, tới rồi hỗn nguyên nói tiên đại viên mãn bình cảnh kỳ, không phải chỉ dựa vào hấp thu năng lượng là có thể đột phá, đối đại đạo hiểu được rất quan trọng. Nếu không một cái bình cảnh còn không biết muốn vây bao lâu. Có đôi khi trong lòng suy nghĩ sở dục, chính là tu đạo, đây là Dương Nghị Vân cảm giác. Ra đệ nhất cư sau, cũng không suy xét cái gì phương hướng, Dương Nghị Vân tả hữu là Lạc Dương cùng Tuyết Hương hai cái đại mỹ nữ, dọc theo đường đi nhưng hấp dẫn không ít ánh mắt. Đương nhiên nhưng không có gì người tới đùa giỡn hai đại mỹ nữ, bởi vì Dương Mỗ Nhân ngày đó chợ đen một trận chiến, chính là nổi danh toàn bộ hỗn loạn thiên thành. Không ít người đều nhận thức hắn. Bất quá, mọi việc đều có ngoại lệ. Luôn có chút không tin tà người tồn tại. Dương Nghị Vân mang theo nhị nữ lang thang không có mục tiêu hành tẩu, một đường hướng tây lại là bất chi bất giác từ hỗn loạn tiên thành tây cửa thành đi ra ngoài. Ở ra khỏi thành 10 dặm lúc sau, lại là bị người chặn lộ. Một người thực rõ ràng là kia chờ ăn chơi trác táng thanh niên, mang theo một cây gậy chân chó chắn Dương Nghị Vân trước mặt. Dương Nghị Vân nhìn một thân hoa hoa lệ trang điểm hơn nữa hơi thở thượng thâm hậu đến hắn nhìn không thấu thanh niên nhíu mày, còn không có nói chuyện, đối phương lại là trước mở miệng nói, các hạ chính là Dương Nghị Vân. Đúng vậy, ngươi là người phương nào, còn xin cho cái nói. Dương Nghị Vân không nghĩ gây chuyện, chính là đơn thuần ra tới giải sầu, tưởng tìm kiếm đột phá cơ hội mà thôi, nói chuyện còn tính khách khí. Nào biết ngay sau đó hắn liền đôi mắt bốc hỏa. Bởi vì hắn phát hiện người này cư nhiên đôi mắt không kiêng nể gì chăm chú vào Tuyết Hương cùng Lạc Dương trên người đại lược, vẻ mặt đáng chi sắc. Ngay sau đó liền nghe được đối phương cười hắc hắc nói, ta là hỗn loạn tiên thành Tây Môn gia tộc Tây Môn Thanh, có một vị khách quý muốn trông thấy ngươi, mang theo bên cạnh ngươi hai cái tiểu mỹ nhân đi theo bổn thiếu đi một chuyến đi. Tây Môn Khánh, Dương Nghị Vân một trận kinh ngạc tên này, bất quá nhìn qua thực rõ ràng, người này chặn đường chính mình, hiển nhiên không phải ngẫu nhiên. Cũng không có thiện ý, lập tức nhíu mày, không có hứng thú, cũng không rảnh, tránh ra. Đúng lúc này, Lạc Dương truyền âm nói, tiểu sư thúc người này là tiên vương lúc đầu cảnh giới. Lạc Dương nói ở Dương Nghị Vân đoán trước bên trong, hắn hiện giờ nhìn không thấu, đều siêu việt tiên quân chi cảnh, người này là tiên vương lúc đầu, đảo cũng không kỳ quái. Đối với hắn tới nói tiên vương lại như thế nào, chẳng lẽ hiện tại còn sợ không thành. Bên người một cái tiên vương cảnh giới Lạc Dương. Một cái tiên quân cấp bậc Tuyết Hương, đến nỗi chính hắn, tuy rằng là hỗn nguyên nói tiên, nhưng lại là đạt tới đại viên mãn đỉnh chi cảnh, chân chính có thể phát huy ra cái gì thực lực tới. Mặt khác Dương Nghị Vân chính mình cũng không biết, bởi vì hắn thủ đoạn toàn bộ dùng tới, tiên quân đều giết qua, huống chi hiện tại tu vi đạt tới hỗn nguyên nói tiên đại viên mãn chi cảnh. Nhất nhưng khí chính là cái này kêu Tây Môn Thanh cư nhiên ở không kiêng nể gì đại lượng Tuyết Hương cùng Lạc Dương, tự nhiên đối hắn không thấy sắc mặt. Không nghĩ gây chuyện không đại biểu hắn sợ phiền phức. Tiểu tử thiếu gia là này hỗn loạn tiên thành tứ đại gia tộc Tây Môn gia tộc Tam thiếu gia, đừng cho mặt lại không cần, cùng ngươi nói chuyện là để mắt ngươi, bị một vị 5 năm trước giết một cái tiên vương chính mình liền vô địch, nói nữa kia tiên vương cũng không phải ngươi giết,
là cái kia nữ tử việc làm, liền tính như thế có thể như thế nào. Cái kia nữ tử đã không còn, tại đây hỗn loạn tiên thành ai không cho nhà ta Tam thiếu ra mặt mũi, thức thời ngoan ngoãn căn chúng ta đi, đừng cho mặt lại không cần. Lúc này nói chuyện chính là Tây Môn Thanh bên người một người chó săn, tiên quân lúc đầu tu vi, có 6 cái. Cũng coi như là tự báo danh hào. Tây Môn gia tộc, lại là một cái cùng Phương Đông người sát một cái cấp bậc tiên nhị đại. Bất quá ở Dương Nghị Vân trong mắt cái này Tây Môn Thanh cùng Phương Đông người sát kém cách xa vạn dặm. Giờ phút này hắn nhìn chằm chằm Tây Môn Thanh cùng hắn 6 cái chó săn, nheo lại đôi mắt, ngay sau đó chậm rãi mở miệng nói, Lạc Dương đánh gãy chân chó. Là tiểu sư thúc. Vèo. Lạc Dương trước hết theo tiếng, dứt lời, vèo một chút biến mất ở tại chỗ. Răng rắc. A. À. Một tiếng cốt cách đứt gãy tiếng động cùng kêu thảm thiết vang lên. Ngay sau đó Lạc Dương lại hồi Dương Nghị Vân bên người, phong khinh vân đạm. Đối Dương Nghị Vân nói năng lỗ mãng Tây Môn Thanh thủ hạ hai chân đứt gãy ngã xuống trên mặt đất kêu thảm thiết, lại là bị Lạc Dương đánh gãy hai chân. Lớn mật. Nửa ngày lúc sau Tây Môn Thanh phản ứng lại đây, trừng mắt Dương Nghị Vân giống giận. Khác không lớn, duy độc lá gan đại, lại nói cuối cùng một lần, chó ngoan không cản đường, đừng mẹ nó chọc ta, nếu không quản ngươi là Tây Môn ra cửa đông ra, giết ngươi đều không mang theo chớp mắt, tiên vương ghê gớm sao. Dương Nghị Vân rét lạnh mở miệng, tràn ngập uy hát yêu ta. Từ hoa sen đen rời đi, thần ma điểu ngủ say, hơn nữa cùng cốt yêu hoa nương trận chiến ấy sau, hắn liền minh bạch một đạo lý. Đối địch nhân tàn nhẫn điểm, càng đừng nghẹn chính mình nội tâm, đã có người tìm phiền toái, vậy diệt trừ phiền toái. Đương nhiên đối mặt Tây Môn Thanh, hắn hiện tại có thực lực này tự tin nói chuyện, bởi vì Lạc Dương cũng là tiên vương, càng là một vị không giống bình thường tiên vương. Hết thảy bằng thực lực nói chuyện mà thôi. Đến nỗi đắc tội Tây Môn ra. Chuyện này không tồn tại, trước kia hắn ở tu chân giới thời điểm, phía sau có Vân Môn một đại bang tử người muốn che chở. Không dám dễ dàng đắc tội cường đại thế lực, nhưng hiện tại khởi hắn không cái này băn khoăn. Cái gì chó má Tây Môn gia Tam thiếu gia, hắn mới mặc kệ. Tiên giới đứng đầu tam đại tiên tôn thế lực đều đắc tội, còn sợ thêm một cái hỗn loạn tiên thành Tây Môn gia không thành. Huống hồ không phải hắn gây chuyện trước đây. Tây Môn Thanh bị Dương Nghị Vân nói thiếu chút nữa sặc chết, từ nhỏ đến lớn hắn Tây Môn hoàn trả không chịu quá bực này khí, tiểu tử này bối cảnh hắn không phải không ti a quá. Chính là một cái người từ ngoài đến, tới hỗn loạn tiên thành còn không đủ 10 năm, 5 năm trước chợ đen một trận chiến, đích xác nổi danh hỗn loạn tiên thành, nhưng ngày đó chém giết tiên vương Trịnh núi lớn cùng tiên quân Vu Một Phổ không phải hắn Dương Nghị Vân, mà là đột nhiên toát ra tới một nữ tử, lại nói cái kia nữ tử tuy rằng cường đại, nhưng đã rời đi tiểu tử này. Lần đầu ở ngoài cũng không có gì đại bối cảnh, liền tính là có bối cảnh lại có thể như thế nào. Nơi này mẹ nó là hỗn loạn tiên thành. Hơn nữa là hỗn loạn tiên thành thành Tây, là bọn họ Tây Môn gia tộc địa bàn, lại có bối cảnh cũng không sợ. Dương Nghị Vân tiểu tử này chém giết Trịnh núi lớn cùng Vu Một Phổ tự nhiên không phải tầm thường tiên nhân, kia chính là tiên giới tam đại đầu sỏ chi nhất Vu Thiên Tôn 11 tử. Tuy rằng Vu Một Phổ tại gia tộc thuộc về cái loại này bên cạnh người, kia cũng là Thiên Tôn chi tử, này không hôm nay bọn họ Tây Môn gia nghênh đón khách quý liền tới tự Vu Tôn tiên vực, là Vu Một Phổ mẫu thân phái mà đến một vị cường đại tiên vương. Tuy rằng là Vu Một Phổ mẫu thân phái tới người, nhưng từ nào đó góc độ tới nói đại biểu chính là Vu Thiên Tôn. Bọn họ Tây Môn gia tộc có một vị tiền bối cùng Vu Thiên Tôn từng có giao hảo, lần này Vu Tôn tiên vực người tới tự nhiên tìm Tây Môn gia tộc hiểu biết tình huống, đối với Tây Môn gia tộc tới nói có thể cùng Vu Tôn tiên vực đáp thượng quan hệ, đây là cầu còn không được sự, cho nên lần này tìm tới Dương Nghị Vân là hắn chủ động xin ra trận tiến đến. Bất quá dựa theo hắn ý tứ trực tiếp giết Dương Nghị Vân xong việc. Vị nào khách quý trực tiếp cầm Dương Nghị Vân cục đá đi cấp Vu Một Phổ mẫu thân báo cáo kết quả công tác liền vạn sự, nhưng căn cứ vị nào tiên vương ý tứ, còn muốn gặp thấy Dương Nghị Vân, hiện tại nghĩ đến là cùng ngày đó cái kia tự xưng hoa sen đen nữ tử có quan hệ. 5 năm trước chợ đen chiến đấu, tuy rằng hắn Tây Môn Thanh không đi hiện trường, nhưng Tây Môn gia người muốn biết chi tiết một chút đều không khó. Cho nên hôm nay hắn là tới bắt Dương Nghị Vân đi gặp vị nào Vu Tôn tiên vực trước tiên vương, lại nói tiếp. Vị nào tiên vương vẫn là Trịnh núi lớn huynh trưởng, này đây vì tiên vương hậu kỳ cường giả. Vốn tưởng rằng hắn nói ra Tây Môn gia tộc danh hào, Dương Nghị Vân tiểu tử này liền sẽ ngoan ngoãn đi theo hắn đi, ai ngờ đến tiểu tử này như thế không thượng đạo, trái lại uy hát yêu ta hắn không nói, cư nhiên còn giết hắn thủ hạ.
Càng không nghĩ tới chính là ở Dương Nghị Vân bên người nữ tử cư nhiên cũng là một vị tiên vương, cùng hắn cùng cảnh giới tiên vương lúc đầu tu vi. Đến lúc này Tây Môn Thanh mới cảm giác sự tình có chút khó giải quyết, bất quá hôm nay Dương Nghị Vân lúc này cần thiết muốn mang về giao cho cái kia tiên vương khách quý, nếu không hắn sẽ bị gia tộc những người đó nhạo báng. Chính là dưới háng cửa biển muốn bắt lấy Dương Nghị Vân, làm không được sẽ trở thành trò cười, thậm chí còn những cái đó tiên vương đáp ứng quá hắn, sự thành lúc sau sẽ dẫn hắn tiến vào Vu Tôn Tiên vực tu luyện, Vu Tôn Tiên vực toàn bộ tiên giới đứng đầu tiên vực, siêu nhiên vật ngoại cường đại tiên vực, cường giả vô số, càng có các loại thần thông bí pháp học tập, ai không nghĩ tiến vào Vu Tôn Tiên vực. Nghĩ đến đây Tây Môn Thanh đôi mắt mị lên, trong tay quang mang trở lên xuất hiện một kiện thượng phẩm tiên khí thị huyết khò khè. Đây chính là bọn họ Tây Môn gia trấn tộc chí bảo chi nhất, nếu không phải thân là trong nhà lão gia tử yêu thương tôn tử, cái này tiên khí đến không được trong tay hắn, cơ hồ rất ít vận dụng, nhưng hiện tại không thể không lấy ra tới. Bởi vì Dương Nghị Vân bên người có cái tiên vương. Đến nỗi Dương Nghị Vân cùng một cái khác nữ tử, hắn thật đúng là không để vào mắt, một cái hỗn nguyên đại viên mãn, một cái tiên quân lúc đầu yêu tu mà thôi, hắn bên người còn có năm đại tiên quân, hai cái là tiên quân đại viên mãn. Dư giả ba cái đều là tiên quân hậu kỳ tu vi, đối phó bọn họ vậy là đủ rồi. Cấp bổn thiếu bắt lấy. Tây Môn Thanh giống giận hạ lệnh, đồng thời hắn ra tay, mục tiêu Lạc Dương. Mà năm cái tiên quân còn lại là nhằm phía Dương Nghị Vân cùng Tuyết Hương. Lạc Dương nhưng có nắm chắc chém hắn. Dương Nghị Vân nheo lại đôi mắt hỏi. Lạc Dương minh bạch Dương Nghị Vân nói chính là làm nàng đối phó Tây Môn Thanh, nhẹ giọng nói, tiểu sư thúc yên tâm. Dứt lời Lạc Dương một cái lắc mình nhằm phía Tây Môn Thanh. Mà giờ phút này Tuyết Hương còn lại là muốn tiến lên ra tay đối phó năm đại tiên quân, lại là bị Dương Nghị Vân ngăn lại nói, Tuyết Hương ngươi thả sau đó, này năm người giao cho ta liên tục tay. Tuyết Hương sửng sốt, nhìn giống nhau Dương Nghị Vân, phát hiện Dương Nghị Vân không phải ở nói giỡn thực nghiêm túc, ở nàng xem ra Dương Nghị Vân tuy rằng tu vi tăng lên, nhưng chung quy vẫn là hỗn nguyên nói tiên chi cảnh, đối phó năm đại tiên quân cũng không phải là dễ dàng như vậy. Nhưng nàng cũng biết Dương Nghị Vân không phải lỗ mãng người, cũng không bác hắn mặt mũi, chỉ là nói, tiểu tâm. Trong lòng lại nghĩ tùy thời ra tay. Dương Nghị Vân gật gật đầu, vô cùng tự tin, ngày đó ở chợ đen hắn đều có thể chạm tiên quân, hiện giờ tu vi đạt tới hỗn nguyên nói tiên đại viên mãn, lại tu luyện hoa sen đen truyền thụ ngự kiếm chi đạo, đối mặt năm đại tiên quân, hắn có tự tin, còn muốn thử xem mới thành lập ngự kiếm. Nháy mắt năm đại tiên quân gần người tới rồi 10 mét. Dương Nghị Vân trong lòng vừa động, đồ long kiếm ong một tiếng, từ trong cơ thể mà ra, huyền phù dựng lên, Dương Nghị Vân mở miệng, ngự kiếm đoạn thủy, chạm. Dứt lời chung trong tay một cái pháp quyết mà ra, một lóng tay đầu mà đi. Tâm niệm gây ra đó là đồ long kiếm sở chém giết chỗ, siêu việt tia chớp tốc độ, đồ long kiếm hóa thành một đạo ngân quang, vèo một chút biến mất. Ngự kiếm trăm mét phạm vi, trăm mét trong vòng, đều là đồ long kiếm kiếm khí có thể đạt được trong vòng. Một cái tay quyết, một cái chảm tự, rơi xuống. Ngay sau đó từng tiếng kêu thảm thiết vang lên, a a a a a. Không nhiều không ít năm thanh kêu thảm thiết, cơ hồ cùng thời gian vang lên. Dương Nghị Vân trừng lớn trong mắt, hắn chỉ nghĩ dụng tâm niệm chung chém giết năm đại tiên quân, ngự kiếm dưới, không nghĩ tới chính là uy lực vượt quá hắn tưởng tượng. Ở hắn ý niệm dưới, ngự kiếm đầu long, hóa thành một đạo du tẩu tia chớp, ngay lập tức chi gian xuyên thấu năm đại tiên quân thân thể. Không gì chặn được, xét đánh không kịp bưng tai chi thế liền chém năm đại tiên quân. Vèo. Đồ long kiếm trở về huyền phù trước người, phát ra một tiếng ong kiếm minh, mặt trên có vết máu lại là ngân quang lập lòe chung hấp thu. Đồ long kiếm hiển nhiên thích người huyết, giờ phút này kiếm mệnh chính là ở hoan hô. Ngự nhất kiếm mà chém năm tiên quân. Uống máu đồ long, cường hãn vượt quá tin tưởng, hoặc là nói đây là hoa sen đen truyền thụ ngự kiếm chi đạo, quá mức biến thái. Tu luyện hoa sen đen truyền thụ ngự kiếm chi đạo, hắn chỉ là ở càn khôn hồ không gian tu luyện, cũng không có thi triển quá, hiện tại xem ra ngự kiếm dưới chém giết tiên quân như chém cải trắng. Thật sự cường hãn. Giờ phút này đối mặt tiên vương Dương Nghị Vân cũng có tin tưởng một trận chiến, có lẽ không cần chạy. Đích xác nguyên thần đã không có hoa sen đen ảnh hưởng, hắn thiên phú ưu thế bắt đầu thể hiện rồi ra tới. Bản thân liền căn cơ liền so người khác cường đại rồi thật nhiều lần. Hiện giờ vượt cấp chiến đấu, lại cũng bình thường. Lúc này mới phù hợp hắn thập toàn thập mỹ căn cơ. Có ngự kiếm chi đạo, hắn ở cùng cảnh giới vô địch, đối mặt tiên quân cũng nháy mắt hạ gục.
còn có cái gì so cái này càng sảng sao? Đã không có. Ha ha. Ngay sau đó Dương Nghị Vân quay đầu nhìn về phía bên kia, lại là có chút kinh ngạc. Hắn nhìn đến Lạc Dương cư nhiên không có bắt lấy Tây Môn Thanh, không chỉ có không bắt lấy, ngược lại bị Tây Môn Thanh cấp ẩn ẩn áp chế, nhìn qua thực bị động. Lẽ ra Lạc Dương thực lực bắt lấy Tây Môn Thanh không thành vấn đề, nhưng hiện tại nhìn lại, tựa hồ cũng không phải chính mình tưởng tượng như vậy. Không sốt ruột ra tay, Dương Nghị Vân quan sát một phen, lại là phát hiện, Tây Môn Thanh trong tay một cái huyết hồ lô tiên khí có vấn đề lớn, Lạc Dương đối mặt Tây Môn Thanh ở vào hạ phong, lớn hơn nữa trình độ thượng đều là bởi vì Tây Môn Thanh trong tay huyết hồ lô tiên khí. Ở Dương Nghị Vân trong mắt, hắn quan sát đến, mỗi một lần Lạc Dương ở pháp lực thượng lực áp Tây Môn Thanh hết sức, Tây Môn Thanh trong tay huyết hồ lô tiên khí lại là huyết quang đại tác phẩm, phản phệ Lạc Dương, mà Lạc Dương giống như không nhìn lại đụng chạm Tây Môn Thanh huyết hồ lô huyết quang, tổng hội ở trước tiên nội né tránh. Thậm chí mỗi một lần Lạc Dương công kích, cư nhiên đều bị huyết quang bao phủ sau hóa giải rớt. Tà môn huyết hồ lô tiên khí. Này cũng làm Dương Nghị Vân nhớ tới một ít về tiên khí thuộc tính ghi lại, có chút tiên khí là cụ bị thiên nhiên thuộc tính, hơn nữa rất cường đại, bực này tiên khí chính là thượng thừa tiên khí, cùng cấp bậc đụng phải, tuyệt đối có hại. Quan khán trong chốc lát sau, Dương Nghị Vân không có hứng thú, nhưng là muốn thử xem, Tây Môn Thanh huyết hồ lô gặp phải chính mình đồ long kiếm, có thể hay không ngăn cản trụ hắn kiếm khí chi uy. Tay quyết vừa động, đi. Ý niệm khống chế đồ long kiếm vèo một chút bay về phía Tây Môn Thanh. 70-80 mễ ở ngoài, Tây Môn Thanh thân là tiên vương, cảm giác kiểu gì cường đại, tự nhiên trước tiên phát hiện Dương Nghị Vân chém giết hắn năm đại tiên quân thủ hạ sự, trong lòng sông cuộn biển gầm lên. Nhất kiếm dưới năm đại tiên quân bị nháy mắt hạ gục. Bực này thủ đoạn, cũng không phải là một cái hỗn nguyên nói tiên có thể làm được đế, hắn cái này tiên vương đô làm không được. Này cũng làm Tây Môn Thanh nhớ tới 5 năm trước về Dương Nghị Vân tiểu tử này ở chợ đen nghe đồn, nói là có cái hắc y nữ tử ngự kiếm dưới chém tiên vương Trịnh núi lớn, khí thế như hồng, uy lực vô cùng. Thực hiển nhiên đây là thượng thừa ngự kiếm chi đạo, Dương Nghị Vân ngự kiếm thủ đoạn, tất nhiên là kia hắc y nữ tử truyền thụ. Đáng sợ. Giờ phút này Tây Môn Thanh tâm có chút sợ. Cũng đột nhiên minh bạch, vì cái gì trong nhà tiến đến vị kia tiên vương khách quý, chưa nói trực tiếp giết Dương Nghị Vân. Ngược lại làm hắn đi mang Dương Nghị Vân tiến đến thấy hắn, khả năng có hai cái nguyên nhân, băn khoăn hắc y nữ tử, một cái khác là tưởng từ Dương Nghị Vân trong tay ngự kiếm chi đạo đi. Dù sao mặc kệ cái gì nguyên nhân, giờ khắc này Tây Môn Thanh là sợ hãi, nhanh chóng quyết định ở Dương Nghị Vân chém giết năm cái tiên quân sau, hắn bóp nát gia tộc đưa tin phù, hôm nay hắn cảm giác ngăn không được Dương Nghị Vân, đưa tin trở về gần nhất là viện binh, thứ hai là làm vị nào tiên vương tự mình tiến đến giải quyết đi. Mà giờ phút này nhạy bén cảm nhận được, Dương Nghị Vân rốt cuộc đối hắn ngự kiếm ra tay. Tây Môn Thanh bất chi bất giác cái trán có mồ hôi lạnh, hắn không biết có thể hay không lập tức Dương Nghị Vân ngự kiếm. Trong tay huyết hồ lô bỗng nhiên thúc dục, đại lượng huyết phụ nháy mắt bao vây toàn thân, hồ lô miệng chuyển hướng Dương Nghị Vân bay tới nhất kiếm, hắn dù sao cũng là tiên vương chi cảnh, cùng tiên quân chi gian cao hơn một cái đại cảnh giới trình tự, tuy rằng Dương Nghị Vân phi kiếm mau quá tia chớp nhưng như cũng bị hắn bắt giữ tới rồi. Ầm vang, một tiếng nặng nề vang lên. Dương Nghị Vân mục hai tròng mắt co rụt lại, hắn thấy được rõ ràng, Tây Môn Thanh huyết hồ lô phun trào ra đại lượng huyết phụ lại là đem hắn nhất kiếm cấp chặn. Lần này, Dương Nghị Vân nhưng thật ra thực sự có chút kinh ngạc, chẳng lẽ Tây Môn Thanh huyết hồ lô còn so với chính mình đồ long kiếm muốn cao cấp? Nghĩ cũng không quá khả năng a. Bất quá theo sau hắn liền rõ ràng trong đó mấu chốt. Không phải Tây Môn Thanh huyết hồ lô tiên khí so với chính mình đồ long kiếm cao giai, mà là bọn họ chi gian kém ở tu vi thượng cảnh giới thượng. Đồ vật tuy rằng có đôi khi đích xác cường đại, có thể thêm vào tử cầm lực lượng công kích, nhưng cái này tiền đề là, người nắm giữ đầu tiên phải có cường đại tu vi thực lực mới có thể phát huy ra tới. Đồ vật bản thân thuộc tính, điểm này cùng hắn trước kia sử dụng đồ long kiếm giống nhau, biết rõ đồ long kiếm uy lực cường đại, nhưng tự thân tu vi thực lực không đủ, như cũ phát huy không tới uy lực. Tây Môn Thanh sở dĩ có thể ngăn cản chính mình đồ long kiếm, là bởi vì trong tay hắn huyết hồ lô tiên khí hắn có thể phát huy ra toàn bộ lực lượng. Như thế dưới tình huống, có thể ngăn trở hắn nhất kiếm, lại cũng bình thường. Hơn nữa ở Tây Môn Thanh bốn phía nơi có cơ hồ thực chất hóa thiên địa chi lực ở ngưng tụ, đây là tiên vương lực lượng, giơ tay chi gian ngưng tụ bốn phương tám hướng thiên địa chi lực hóa thành gần như trăng thực chất, lấy này tới thêm vào tự thân lực lượng cùng khí cụ,
tới gia tăng chiến đấu, điều động thiên địa chi lực phi thường khủng bố. Càng là có thiên địa đại thế tồn tại, như thế đủ loại thủ đoạn, cũng không phải là hắn có thể triển lãm ra tới, đây là thuộc về tu sĩ cấp cao độc hữu thủ đoạn. Ở Lạc Dương trên người đồng dạng có bực này khí thế cùng lực lượng tồn tại, chẳng qua Lạc Dương trong tay không có Tây Môn Thanh huyết hồ lô bực này thượng thừa tiên khí, thế cho nên Lạc Dương bị Tây Môn Thanh đè ở hạ phong. Dương Nghị Vân có thể công kích Tây Môn Thanh, làm Tây Môn quét đường phố tâm đại loạn, hoàn toàn là dựa vào thượng thừa ngự kiếm chi đạo, cùng thần thông giống nhau, uy lực cường đại, hơn nữa đổ long kiếm bản thân uy lực, hắn một cái hỗn nguyên nói tiên đại viên mãn còn lại là có thể chém giết cao hắn suốt một cái đại cảnh giới tiên quân, hiện tại càng là có thể đối chiến tiên vương cấp bậc cường giả. Đương nhiên lớn nhất ưu thế là hắn nhưng ở nơi xa ngự kiếm, này liền thiếu rất nhiều nguy hiểm, có thể tùy tâm sở dục đi ngự kiếm giết địch. Lạc Dương đồng dạng tu chính là kiếm tiên chi đạo, có thể khống chế phi kiếm, nhưng nàng sáu đem phi kiếm lần trước hủy diệt rồi, lúc này cùng Tây Môn Thanh chém giết cùng cảnh giới chung, bị cầm trong tay huyết hồ lô Tây Môn Thanh áp chế cũng không kỳ quái. Cứ việc Tây Môn Thanh chặn hắn ngự kiếm công kích, nhưng Dương Nghị Vân như cũ thắng mặt rất lớn, phục hồi tinh thần lại, trong lòng vừa động đồ long kiếm một kích không thành lại lần nữa phi hành mà đi, tia chớp sao băng, phi thường linh tính. Có thể từ bất luận cái gì góc độ bất luận cái gì phương vị đối Tây Môn Thanh công kích, hắn sở tạo thành chính là quấy dày. Chỉ cần có thể làm Tây Môn Thanh phân tâm, mục đích của hắn liền đạt tới. Cấp Lạc Dương sáng tạo cơ liền sẽ, tin tưởng Lạc Dương đủ để bắt lấy Tây Môn Thanh. Hai người một cái xa công, một cái gần người chém giết, phối hợp ăn ý dưới, Tây Môn Thanh cái này tiên vương lúc đầu cao thủ, cũng muốn đau đầu, sắc mặt đại biến. Ý niệm sử dụng dưới. Đồ long kiếm ong ong đại tác phẩm, lần thứ hai xuất kích. Ầm ầm ầm. Một hơi Dương Nghị Vân từ các góc độ chém ra 10 kiếm, lúc này mới dừng lại. Không ngừng hạ không được, hắn thân thể đều bắt đầu lắc lư lên, hoa sen đen truyền thụ ngự kiếm chi đạo tuy rằng cường đại, nhưng là quá mức hao phí thần hồn, làm hắn đầu óc đều từng đợt choáng váng, trong cơ thể pháp lực cũng tiêu hao hơn phân nửa. Triệu hồi đồ long kiếm, Dương Nghị Vân có chút buồn bực, một hơi 10 kiếm chém ra. Cư nhiên trước sau không có thể thương đến Tây Môn Thanh. Ở Tây Môn Thanh toàn thân đều là huyết hồ lô bộc phát ra tới huyết vụ, huyết hồ lô ở trong tay hắn huyết quang đại tác phẩm, ẩn ẩn có thể nhìn đến có khắc văn lưu truyền, hiển nhiên là bị thúc dục tới rồi cho đến. Tuy rằng hắn 10 kiếm chém ra không thương đến Tây Môn Thanh, nhưng lại cũng làm chảm rớt đại bộ phận huyết vụ, rõ ràng nhìn qua loãng rất nhiều, cũng từng đợt đong đưa. Có thể làm được trình độ này cũng đủ, bởi vì hắn cấp Lạc Dương sáng tạo cơ hội. Tương đồng cảnh giới hạ, Lạc Dương thua ở pháp khí thượng, lúc này Dương Nghị Vân giao động Tây Môn Thanh huyết hồ lô, Lạc Dương bắt được cơ hội, ngay lập tức ra tay. Tâm niệm vì kiếm, 3000 kiếm đạo, cho ta phá. Lại thấy Lạc Dương khẽ kêu hết sức, nàng đôi tay vũ động dưới đôi tay mở ra, pháp lực hội tụ lúc sau, xuất hiện 3000 bính pháp lực phi kiếm, ở quang mang đại tác trung, ngưng tụ thành hình, tức khắc đối với Tây Môn Thanh 3000 kiếm khởi phát chém xuống mà đi. Này vẫn là ý niệm ngưng tụ mà thành trong lòng chi kiếm, lại là cao giai chi kiếm đạo. Dương Nghị Vân nhìn nghĩ, chứng kiến thức, không nghĩ tới kiếm đạo còn có thể như thế sử dụng, ngẫm lại hắn là thi triển không ra, đây là một loại kiếm đạo lĩnh ngộ chi kiếm, cùng thần thông thật đúng là bất đồng. Uy lực cũng không nhỏ, phía trước liền nhìn đến Lạc Dương tựa hồ chuẩn bị này nhất chiêu, chuẩn bị hồi lâu, cũng thật là nhìn đến sau, hắn không tiếc đại giới một hơi đối Tây Môn Thanh ngự kiếm 10 hạ. Cấp Lạc Dương thi triển đại chiêu sáng tạo cơ hội, hiện tại xem ra thật là đại chiêu. Ầm ầm ầm. 3000 ý niệm thêm pháp lực ngưng tụ mà thành kiếm khí bùng nổ ở Tây Môn Thanh trên người, ở ầm vang nặng nề rung động chung, huyết phụ tan đi, ngạnh sinh sinh bị chảm phá. A, à, phốc. Tây Môn Thanh kêu thảm thiết hộc máu, trong tay huyết hồ lô tiên khí nháy mắt ảm đạm không ánh sáng, bay ngược đi ra ngoài rơi xuống đất. Dương Nghị Vân ánh mắt một ngưng, còn chưa có chết. Không chết liền tiễn người một đoạn đường, trong lòng nói thầm một tiếng, ngự kiếm dựng lên, đồ long kiếm nháy mắt hướng về ngã trên mặt đất Tây Môn Thanh chém tới. Bất quá nhưng vào lúc này, một tiếng thét dài vang vọng phía chân trời. Hưu, oanh, Dương Nghị Vân nhìn đến, lại là một đầu toàn thân tuyết trắng loài chim bay, như là một con hói đầu con ưng khổng lồ, bỗng nhiên một mổ mổ tới rồi hắn đồ long kiếm. Ầm vang cả đời, đồ long kiếm lệch khỏi quỹ đạo quỹ đạo. Tây Môn Thanh tránh thoát một kiếp. Nhưng là Dương Nghị Vân lại là kêu rên, khóe miệng chảy ra vết máu, đồ long kiếm cùng hắn thần hồn tương liên, lần này đồ long kiếm đại chấn,
trong thân thể hắn cũng quay cuồng phản phệ. Lúc này chỉ nghe Tây Môn Thanh Đại Hỉ kêu lên nói, Trịnh Tiên Vương cứu ta. Này đầu loài chim bay tuyết linh con ưng khổng lồ vừa thấy chính là Vu Tôn tiến đến khách quý Trịnh lũ lụt kia chỉ tiên cầm, Tây Môn Thanh tự nhiên nhận được. Cuối cùng là người tới, đưa tin hẳn là thu được. Cái này Tây Môn Thanh tinh thần tỉnh táo, Trịnh lũ lụt cũng là bị Dương Nghị Vân chém giết Tiên Vương Trịnh núi lớn huynh đệ, chẳng qua huynh đệ hai người mặc kệ là thực lực cũng hoặc là ở Vu Tôn tiên vực địa vị đều hoàn toàn bất đồng. Trịnh lũ lụt chính là cho rằng Tiên Vương hậu kỳ cảnh giới cường giả, càng là Vu một phổ mẫu thân bên người làm việc Tiên Vương, lần này tiến đến hỗn loạn tiên thành chính là vâng mệnh Vu một phổ mẫu thân chi mệnh tiến đến, mà Trịnh núi lớn còn lại là Tiên Vương lúc đầu tu vi, bị phái đi theo Vu một phổ cái kia nhị thế tổ. Lần này Trịnh núi lớn chi tử, hắn huynh đệ Trịnh lũ lụt tiến đến cũng liền thuận lý thành chương. Đương nhiên đối với bọn họ Tây Môn liền ở tới nói, một cái Tiên Vương còn không đến mức như vậy khách sáo. Chỉ là không chịu nổi, Trịnh lũ lụt nhân ra là Vu Tôn tiên vực xuất thân, sau lưng đại biểu chính là Vu Tôn tiên vực. Cho nên toàn bộ Tây Môn gia tộc đều rất coi trọng vị này khách quý. Phụ trách tiếp đãi chính là phụ thân hắn Tây Môn Thiên Tinh, trong nhà lão gia tử tuy rằng không có ra mặt, nhưng lại cũng biểu đạt làm Tây Môn gia tộc phối hợp Trịnh lũ lụt. Hiển nhiên Trịnh lũ lụt đại biểu Vu Tôn tiên vực cùng Tây Môn liền ở đạt thành giao dịch nào đó, tuy rằng hắn không biết. Nhưng phụ thân Tây Môn Thiên Tinh lại nói cho hắn, chỉ cần lần này phối hợp Trịnh lũ lụt hoàn thành hành động, hắn Tây Môn Thanh là có thể tiến vào Vu Tôn tiên vực, Tây Môn gia tộc cũng cùng Vu Tôn tiên vực quan hệ càng gần một bước. Ở hỗn loạn tiên thành, bọn họ Tây Môn gia tộc xem như tứ đại gia tộc trung yếu nhất một nhà, có thể cùng Vu Tôn tiên vực đáp thượng quan hệ, không thể nghi ngờ đối Tây Môn gia tộc là có thật lớn chỗ tốt. Mắt thấy Trịnh lũ lụt tiên cầm xuất hiện, Tây Môn Thanh liền biết Trịnh lũ lụt cùng phụ thân Tây Môn Thiên Tinh tất nhiên cũng tới rồi. Nguy hiểm thật, Dương Nghị Vân tiểu tử này đích xác tà môn, một cái nho nhỏ hỗn nguyên nói tiên đại viên mãn, lại là có thể thi triển ra thượng thừa ngự kiếm chi đạo, tuy rằng lóe không đến hắn, nhưng lại hơn nữa hắn bên người cái kia nữ tử sau, sức chiến đấu liền không giống nhau. Kết quả thực rõ ràng, hắn bị Dương Nghị Vân cùng nữ tử liên thủ dưới, cấp thất bại, trong tay tiên khí huyết hồ lô càng là đã chịu tổn thương. Càng là thiếu chút nữa bị Dương Nghị Vân nhất kiếm đánh trúng. Tưởng hắn cũng là tiên vương lúc đầu cảnh giới, thế nhưng bị một cái nho nhỏ hỗn nguyên nói tiên cấp thiếu chút nữa chém. Hỗn nguyên nói tiên cùng tiên vương chi cảnh, hai người chính là kém suốt hai cái đại cảnh giới A. Dương Nghị Vân tiểu tử này thật sự tà môn, hiện tại Tây Môn Thanh rốt của có chút minh bạch, vì cái gì Trịnh lũ lụt tiến đến sau không trực tiếp chém Dương Nghị Vân, mà là muốn tìm tới hắn Tây Môn gia tộc đối Dương Nghị Vân thử. Này không chỉ là kiêng kỵ vị nào hoa sen đen nữ tử, càng là Dương Nghị Vân tà môn. Lúc này thiếu chút nữa liền đối hắn chém nhất kiếm. Trong lòng nghĩ mà sợ đồng thời, Tây Môn Thanh bị Trịnh lũ lụt tiên cầm huyết linh ưng cứu lúc sau, la lên một tiếng, theo sau chính là phẫn nộ, nội tâm vô cùng phẫn nộ, hắn đường đường Tây Môn gia tam thiếu, tiên vương, cư nhiên bị một cái vô danh hạng người cấp thiếu chút nữa chém giết, làm cho như thế chật vật bất kham. Giờ phút này hắn chỉ nghĩ đem Dương Nghị Vân bầm thây vạn đoạn. Mà Dương Nghị Vân lúc này còn lại là trong lòng căng thẳng, hắn thấy được mổ hắn đổ long kiếm tiên cầm rất cường đại, nhưng càng khẩn trương chính là mặt sau giữa sân xuất hiện người. Hắn biết là Tây Môn gia tộc cao thủ tới rồi. Ở tiên cầm một mổ qua đi, giữa sân vô thanh vô tức xuất hiện hai trung niên bộ dạng người. Một cái đứng ở Tây Môn Thanh bên người, một cái khác còn lại là xuất hiện ở hắn phía sau cách đó không xa. Mùa đầu tiên cầm còn lại là chớp động cánh rừng ở người này bên người, có một người rất cao. Hơi thở cường đại đều là cao thủ. Lạc Dương lắc mình tới rồi hắn bên người ngưng trọng mở miệng nói, tiểu sư thúc chúng ta sợ là có đại phiền toái, hai cái đều là tiên vương tu vi, Tây Môn Thanh bên người chính là cái tiên vương hậu kỳ, bên người có tiên cầm hơi thở càng cường đại, hơn nữa kia đầu tiên cầm tựa hồ có thể so với tiên vương đại viên mãn, tiểu sư thúc đợi chút ta bám trụ bọn họ, người mang theo tuyết hương trốn đi. Chúng ta không phải đối thủ. Dương Nghị Vân nghe được Lạc Dương nói chuyện trong lòng cảm động đồng thời, lại cũng cười khổ nói, trước sau đều bị vây quanh, có thể trốn chạy đi đâu. Nói như thế tới tương đương là tứ đại tiên vương cao thủ, liền tính ngươi đi trước bám trụ làm chúng ta trốn cũng không làm nên chuyện gì. Tạm thời nhìn xem đi, những người này ngay từ đầu liền không ra tới tìm phiền toái, chỉ là phái một cái bao cỏ tới thử, hiển nhiên bọn họ là có điều cố kỵ, cũng không nhất định thật liền dám động thủ. Dương Nghị Vân nheo lại đôi mắt nói. Này, Lạc Dương nghi đã muộn một chút, lại cũng không đang nói cái gì, cảm thấy tiểu sư thúc nói có điểm đạo lý.
Tuyết Hương đã đi tới đang ở Dương Nghị Vân bên người, tuy rằng không nói chuyện, nhưng lại vẻ mặt kiên định. Khó xử thời điểm, kiên quyết cùng Dương Nghị Vân đứng chung một chỗ. Lúc này Dương Nghị Vân ở đánh giá giữa sân đột nhiên xuất hiện hai cái đại thiên vương, đối phương cũng đồng dạng ở đánh giá hắn. Lại thấy Tây Môn Thanh bên người trung niên nhân tiến lên một bước nhìn chằm chằm Dương Nghị Vân nói, tiểu tử thật to gan, ở Tây Thành mà tiếp, dám đối với con ta hạ sát thủ. Dương Nghị Vân sáng tỏ, quả nhiên là Tây Môn gia tộc người, nghe tới người này là Tây Môn Thanh cha. Hắn ha hả cười lạnh nói, chê cười, có người phải đối tiểu gia hạ sát thủ, không hoàn thủ, khó được chờ bị giết. Ngươi là đầu óc hỏng rồi đi. Tìm chết. Tây Môn Thiên Tinh giận tím mặt. Hắn chính là Tây Môn gia tộc đương đại gia tộc, tiên vương hậu kỳ cao thủ, thân là hỗn loạn tiên thành tứ đại gia tộc chi nhất đương gia người, ngày thường đi đến chỗ nào đều là chúng tinh phùng nguyệt, có từng bị một cái vô danh tiểu tử như thế mắng quá. Lập tức đối Dương Nghị Vân cách không chính là vung tay lên. Tuy rằng cách 7-80 mễ xa, nhưng Dương Nghị Vân ba người lại là sắc mặt đại biến. Tiên vương hậu kỳ cao thủ cùng lúc đầu cảnh giới quả nhiên ở trên thực lực khác nhau như trời với đất. Một cảnh một ngày mà tu vi chênh lệch mấy câu nói đó không phải nói. Ở đối phương một lời không hợp ra tay lúc sau, Dương Nghị Vân liền cảm thấy bốn phía thiên địa hơn 1.000 mét phạm vi thiên địa chi lực đều bị điều động lên, đồng thời một cổ cường đại uy áp chi lực tỏa định bọn họ ba người. Lại thấy Tây Môn Thanh lão cha phất tay chi gian trên tay bộc phát ra cường đại quang mang chói mắt, trong nháy mắt hình thành một cái đường kính ước có 10 mét đại năng lượng thể, hơn nữa từng đạo pháp lực tựa hồ ở bên trong trung hóa thành một phen đem đoản đao. Như lóe giúp ở du tẩu. Bỗng nhiên chi gian đối với bọn họ ba người đánh lại đây. Phòng ngự. Dương Nghị Vân giống lớn một tiếng. Kỳ thật căn bản không cần nhắc nhở, Tuyết Hương cùng Lạc Dương đều ở trước tiên mở ra phòng ngự. Chẳng qua hai nàng đều là toàn phòng ngự ngăn cản, các nàng đều không có cho chính mình đơn độc phòng ngự, mà là toàn thân pháp lực khởi động tới, đem ba người đều bao phủ ở trong đó. Liền này trong nháy mắt, hai tầng phòng ngự hình thành. Dương Nghị Vân trong lòng rất có dòng nước ấm xuất hiện, hắn biết Tây Môn Thanh lão cha này một kích không thể coi khinh, một cái lắc mình tới rồi Lạc Dương cùng Tuyết Hương phía trước, vung tay lên lại là đem U Minh cốt khí tế ra tới, trong lòng vừa động U Minh heo dài rộng tròn trịa hình thể đầu tiên bị hắn trực tiếp vứt đi ra ngoài. U Minh cốt khí hóa thành U Minh heo sau chống lại đánh rất mạnh, lúc này trực tiếp chạy ra đi, làm đệ nhất cầu thang nhất thích hợp. Đương nhiên Dương Nghị Vân kỳ thật rõ ràng, U Minh heo chống lại đánh. Chỉ là tương đối, lần trước ở chợ đen liền thử qua, ở siêu việt hắn tu vi một đại cảnh giới lúc sau, U Minh heo chống lại đánh bắn ngược là chịu đựng không nổi. Lần này cũng không ngoại lệ, chẳng qua lấy ra tới có thể sử dụng liền dùng một chút, bởi vì đối phương một kích quá cường đại. Hắn biết bằng bọn họ ba người lực lượng không nhất định chống đỡ được. Bất quá có tổng bộ không có cường. Ngay sau đó Dương Nghị Vân vận chuyển pháp lực bắt đầu bày ra đạo thứ ba phòng ngự đưa bọn họ ba người đều bao phủ ở bên trong. Ầm vang. Liền vào giờ phút này công kích đã đến. Một tiếng nổ vang chung, U Minh heo than khóc một tiếng lại là trực tiếp tiêu tán, hóa thành U Minh cốt khí bay ngược đi ra ngoài, mà dư quang chung Dương Nghị Vân nhìn đến hắn U Minh cốt khí lại là bị mang theo tiên cầm người nọ duỗi ra tay bắt đi. Không kịp nghĩ nhiều, giờ phút này Tây Môn Thanh lão cha một kích huy lực chút nào không giảm, trực tiếp dừng ở tầng thứ nhất phòng ngự kết giới thượng. Ầm vang. Rầm rầm, liên tiếp ba tiếng. Lại là Lạc Dương cùng Tuyết Hương cùng với hắn phòng ngự liên tiếp bị phá. Phốc! Ngay lập tức chi gian Dương Nghị Vân cảm thấy chính mình toàn thân đều như là bị lưỡi đao thêm thân, từ đầu tới đuôi tỏa sáng. Bọn họ ba người không biết chính là đây là Tây Môn Thiên Tinh độc môn thần thông hóa phong đao, pháp lực ngưng tụ thành đao thành phong trào uy lực. Ngay lập tức đánh bại ba người phòng ngự lực lượng, dự uy hóa thành lưỡi đao quát ở bọn họ ba người trên người. Chẳng qua ai cũng không phát hiện chính là... Dương Nghị Vân sau đầu bị một kích lưỡi đao thổi qua lúc sau một cây bất đồng với hắn đầy đầu đầu bạc kim sắc tóc bị chặt đứt sau lại là kim sắc quang mang chợt lóe hóa thành dập nát. Cùng lúc đó, hỗn loạn tiên vực nào đó núi lớn chỗ sâu trong, vẫn luôn toàn thân kim mao con khỉ, từ trong nhập định bỗng nhiên bừng tỉnh, hai tròng mắt chung kim sắc phù văn hiện lên, lại là ngẩng đầu nhìn về phía chân trời bộc phát ra một tiếng kinh thiên động địa thét dài, giống. Này một tiếng thét dài vang vọng thiên địa. Kinh mãn thượng khắp nơi yêu thú gầm rú, một đám nhanh chân trốn, rời đi này tòa núi lớn. Tiểu Vân Tử tới tiên giới hỗn loạn tiên vực, ai ở khi dễ hắn, dám thương tổn ta Lục Nhĩ huynh đệ, tìm chết. Cả người kim sắc lông tóc con khỉ tự nói một tiếng,
tức khắc một dẫm chân trọng thiên dựng lên thẳng tận trời cao phía trên, đảo mắt biến mất không thấy, mà bay đi phương hướng thật là hỗn loạn tiên thành. Tây ngoài thành, đại chiến đấu trường chung, Dương Nghị Vân ba người liên tiếp kêu rên tiếng vang lên. Lúc này Dương Nghị Vân cũng chưa tới kịp thi triển chuông Đông Hoàng phòng ngự, bọn họ ba người đã bị cường đại vô cùng lực lượng đánh bay đi ra ngoài. Cũng may tầng tầng phòng ngự đều không phải là không tác dụng, nhưng đối phương công kích dừng ở bọn họ ba người trên người thời điểm, đã yếu đi hơn phân nửa, tuy rằng bị đánh bay đi ra ngoài, nhưng lại ở thừa nhận trong phạm vi. Trừ bỏ trong cơ thể khí huyết quay cuồng khóe miệng có vết máu ở ngoài, cũng không lo ngại. Biết lúc này Dương Nghị Vân mới chân chính lĩnh giáo tiên vương chi uy, tiên vương hậu kỳ cường giả thực lực, thật sự khủng bố. Hắn biết chính mình không phải đối thủ. Ho khan một tiếng Dương Nghị Vân đứng dậy, đem Lạc Dương cùng Tuyết Hương nâng lên, các ngươi không có việc gì đi. Không có việc gì. Không quan trọng. Hai nàng trả lời. Tiểu sư thúc ngươi, ngươi tóc. Lạc Dương đột nhiên mở miệng, nhìn chằm chằm Dương Nghị Vân đầu. Liên tính là tiên nhân cũng là yêu quý chính mình phát ra, Lạc Dương trong mắt Dương Nghị Vân đầu tóc bị chặt đứt hơn phân nửa. Thẳng đến Lạc Dương nhắc nhở, Dương Nghị Vân lúc này mới phát hiện chính mình đầu tóc không biết khi nào, chặt đứt hơn phân nửa. Hiện tại cơ hồ biến thành tất đầu. Hồi tưởng khởi vừa rồi cường đại pháp lực dao động, liền giống như dao nhỏ quát thân, thực sắc bén, một đầu tóc bạc bị chảm, cũng bình thường, lại cũng không nghĩ nhiều, bất quá hắn đẩy đầu tóc dài bị đoạn hơn phân nửa. Trong lòng mạc danh lại là hỏa khí lên đây. Nhìn ra tay tiên vương, Dương Nghị Vân sát ý đại tác phẩm. Đích xác tu vi thực lực kém khá xa, nhưng thật đem hắn bức nóng này, hắn cũng không phải dễ chọc. Liều mạng tiền vốn vẫn phải có, đừng quên hắn còn có Càn Khôn Thần Điện lực lượng tồn tại, cùng lắm thì đồng quy vô tận. Lúc này lại thấy Tây Môn Thanh ba người đã đi tới. Ha ha, tiểu tử ngươi không phải thực cuồng sao, thế nào ở ta phụ thân trước mặt ngươi? Các ngươi chính là con kiến ngươi, quỳ xuống cấp bổn thiếu cũng dập đầu, nói không chừng bổn thiếu có thể lưu ngươi một cái toàn thây. Xác thật Tây Môn Thanh tiểu nhân đắc chí giống nhau, cười lớn nói chuyện. Hắn trong mắt không ngừng ở Tuyết Hương cùng Lạc Dương hai người trên người đảo quanh chuyển. Ngay sau đó cư nhiên nhỏ giọng đối hắn cha nói, phụ thân kia hai nữ nhân đừng giết đi, hài nhi muốn. Thiếu nói bậy tám đại, này ba người tự nhiên là muốn giao cho Trịnh đại nhân xử trí. Tinh đầy trời tinh chừng mắt nhìn liếc mắt một cái nói. Lúc này Dương Nghị Vân nhìn đến bên người mang theo tiên cầm tưởng tiên vương cũng đã đi tới. Người này cầm đi hắn u minh cốt khí, Dương Nghị Vân nhưng vẫn luôn đều nhìn chằm chằm. Hiện tại là 6 người đối cầm, hoặc là nói là Tây Môn Thanh một phen đối bọn họ ba người trên cao nhìn xuống. Theo sau chỉ nghe được Tây Môn Thanh lão cha trầm giọng mở miệng nói, tiểu tử lão phu nghe nói qua. Lão phu chính là hỗn loạn tiên thành thành Tây Tây Môn gia tộc gia chủ Tây Môn Thiên Tinh, ngươi tới hỗn loạn tiên thành không bao lâu liền dám hủy diệt tinh quang chợ đen, lá gan nhưng thật ra không nhỏ, có biết hay không ngày đó giết tiên vương cùng tiên quân còn có bị ngươi hủy diệt chợ đen là người nào? Người nào sản nghiệp? Ngươi liền trưởng bối chẳng lẽ không dạy qua ngươi, thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân đạo lý sao? Có biết hay không thế giới này có chút người ngươi không thể trêu vào? Không thực lực không bản lĩnh liền càng không nên đi trêu chọc ngươi trêu chọc không dậy nổi ngươi. Hôm nay việc, lão phu chỉ đương cho ngươi một cái giáo huấn, thế trưởng bối nhà ngươi quản giáo ngươi, dư lại sự, tự nhiên sẽ có người tìm ngươi, hảo hảo trả lời vấn đề, nếu không tiểu tử ngươi chết đều là hy vọng xa vời. Tây Môn Thiên Tinh xem như tự báo danh hào, cũng là ở đối Dương Nghị Vân một phen thật sâu uy hát yêu ta. Rồi sau đó xoay người đối với mang theo tiên cầm trung niên nhân mang theo nhẹ nhẹ a rua nói, Trịnh đạo hữu ngươi xem tiểu tử này xử trí như thế nào. Trịnh lũ lụt sắc mặt từ đầu đến cuối đều âm trầm, nghe được Tây Môn Thiên Tinh nói chuyện, hắn lại là đối Tây Môn Thiên Tinh gật gật đầu, rồi sau đó nhìn Dương Nghị Vân chậm rãi mở miệng nói, tiểu tử bổn vương Trịnh lũ lụt, Trịnh núi lớn là ta huynh trưởng, Vu một phổ là thiếu gia nhà ta, bổn vương đến từ Vu Tôn Tiên Vực, hiện tại bổn vương hỏi ngươi lời nói. Tốt nhất đúng sự thật trả lời, nếu không định làm ngươi sinh tử không thể. Nếu không phải chủ nhân có công đạo, kia bắt sống ngươi trở về, tiểu tử ngươi hiện tại đã chết 100 lần, nói cho ta giết ta huynh trưởng Trịnh núi lớn cùng thiếu gia nhà ta Vu một phổ nữ tử là người nào. Hiện tại đi nơi nào? Hôm nay, bổn vương nhưng cho ngươi một cái cơ hội, làm nàng ra tới cùng bổn vương hồi Vu Tôn Tiên Vực lĩnh tội, nếu như bằng không. Ha ha, Dương Nghị Vân cười lạnh đánh gãy Trịnh lũ lụt. Cười nói, bằng không lại như thế nào. Hắn hiện tại xem như minh bạch,
cái này Trịnh Lũ Lụt cùng Tây Môn Thiên Tinh không có trực tiếp đối hắn động thủ, chẳng qua là ở kiêng kỵ hoa sen đen mà thôi. Tới rồi hiện tại như cũ ở kiêng kỵ, cũng ở thử hắn, hoa sen đen còn ở đây không hỗn loạn tiên thành. Hơn nữa mặc kệ là Phương Đông người sát nói cho hắn tin tức vẫn là hiện tại Trịnh Lũ Lụt lời nói, Vu Một Phổ quả nhiên là Vu Tôn Tiên vực người, khả năng chính là Vu Thiên Tôn chi tử, nếu không cũng sẽ không tới một cái tiên vương hậu kỳ cao thủ. Tây Môn Thiên Tinh cùng Trịnh Lũ Lụt vừa lên tới liền uy hát yêu ta hắn, nhưng lại không động thủ, Dương Nghị Vân phỏng đoán chính là kiêng kỵ hoa sen đen, có thể là sợ hoa sen đen ra tới trả thù mới chậm chạp không động thủ, lúc này lời nói khách sáo, muốn biết hoa sen đen rơi xuống, đơn giản là muốn biết rõ ràng chính mình bối cảnh mà thôi. Hoặc là nói muốn này tìm được hoa sen đen chém giết nàng. Cái này Trịnh Lũ Lụt khả năng không có giết hoa sen đen bản lĩnh, nhưng hắn phía sau chính là Vu Tôn Tiên vực. Có rất nhiều cao thủ. Ở Vu Tôn Tiên vực tiên đế sợ là đều có không ít. Đừng nói hắn không biết hoa sen đen đi nơi nào, liền tính biết há có thể bán đứng hoa sen đen. Mang theo cười lạnh đánh gãy Trịnh Lũ Lụt, Dương Nghị Vân rõ ràng càng là không nói cho hắn hoa sen đen tin tức, hắn sẽ càng kiêng kỵ. Tiểu tử bổn vương nhắc nhở ngươi, cấp đối cuối cùng một lần cơ hội, nói thật, nói cho ta giết hại ta huynh trưởng Trịnh núi lớn cùng thiếu gia nhà ta nữ tử ở nơi nào. Bổn vương nhẫn nại là hữu hạn, tuy rằng gia chủ nói muốn người sống, nhưng bổn vương không giết ngươi, nhưng lại sẽ làm ngươi muốn chết không thể. Trịnh Lũ Lụt chính là ở uy hát yêu ta Dương Nghị Vân, đương nhiên hắn nói cũng hư hư thật thật, lần này tiến đến, chính là tới cấp huynh trưởng Trịnh núi lớn cùng thiếu gia Vu Một Phổ báo thù, nhưng hắn chủ tử cũng muốn làm hắn biết rõ ràng ngày đó cái kia hắc y nữ tử, đi vào hỗn loạn thiên thành sau, hắn cũng tìm Tây Môn gia tộc hiểu biết tình huống. Hơn nữa phán đoán ra cái kia hắc y nữ tử tuyệt phi tầm thường người, đây cũng là hắn không có sốt ruột ra tay nguyên nhân, làm Tây Môn Thanh tới thử thử, nhìn xem cái kia hắc y nữ tử rốt cuộc có ở đây không âm thầm. Nếu ở nói, đó chính là mặt khác một chuyện, hắn Trịnh Lũ Lụt không nắm chắc đối phó. Tưởng từ Dương Nghị Vân tiểu tử này trên người vào tay, ai biết tiểu tử này miệng như vậy ngạnh. Ha ha ha, nhưng tiểu gia ta là mềm quả hồng sao. Tiên vương hậu kỳ mà thôi. Có gì đặc biệt hơn người, có loại phóng ngựa lại đây, tiểu gia làm theo trảm ngươi. Dương Nghị Vân bất cứ giá nào, biết hôm nay không được thiệt, nếu như thế hà tất sợ bọn họ. Cùng lắm thì ở vận dụng một lần càn khôn thần điện lực lượng, đến lúc đó liền tính làm bất tử Trịnh Lũ Lụt cùng Tây Môn phụ tử, cũng có thể chạy đi. Vận dụng càn khôn thần điện chi lực sau, hắn sẽ lọt vào rất lớn phản phệ, đến lúc đó làm Tuyết Hương cùng Lạc Dương mang theo hắn đào tẩu đó là. Lần lượt bị uy hát yêu ta, hắn Dương Nghị Vân liền dễ khi dễ như vậy không thành. Hôm nay hắn thật đúng là liền phải thử xem chiến tiên vương. Trịnh Lũ Lụt bị Dương Nghị Vân khí cười, lâu như vậy, kia hắc y nữ tử cũng chưa xuất hiện, vô cùng có khả năng hắc y nữ tử đã rời đi hỗn loạn tiên thành, như thế cũng hảo, hắn tưởng động Dương Nghị Vân tiểu tử này, nếu là tiểu tử này sau lưng thực sự có cao nhân, hắn bức bách hắn, tự nhiên sẽ có người nhảy ra. Nghĩ đến đây. Trịnh Lũ Lụt cười lạnh, nếu tiểu tử ngươi tìm chết, kia bổn vương liền thành toàn ngươi. Dứt lời toàn thân khí thế đại tác phẩm, liền phải động thủ. Mà Dương Nghị Vân cũng chuẩn bị thúc giục càn khôn thần điện chi lực. Bất quá đúng lúc này, một tiếng lười biếng nhưng lại tràn ngập kiệt ngạo lạnh băng thanh âm vang lên, ai dám đụng đến ta huynh đệ thử xem. Người nào? Tây Môn Thiên Tinh sắc mặt biến đổi giống to. Trịnh Lũ Lụt cũng dừng phải đối Dương Nghị Vân động thủ. Ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Cùng Tây Môn Thiên Tinh đối diện giống nhau, hai người ngưng trọng lên, lo lắng nhất chính là Dương Nghị Vân sau lưng có cao thủ, tỉ như 5 năm trước chợ đen cái kia ngự kiếm nữ tử, cho nên vẫn luôn đều tiểu tâm, này không thật là có người nhảy ra ngoài. Mà Dương Nghị Vân nghe thấy cái này kiệt ngạo tiếng động, lại là trong mắt có chút đỏ. Hắn không nghĩ tới cư nhiên sẽ tại đây chờ thời điểm hắn sẽ xuất hiện. Thanh âm này rất quen thuộc, quên không được. Thật là hắn bái kết ca ca Lục Nhĩ Mi Hầu. Cũng là ở ngay lúc này hắn trong lòng đột nhiên nhẹ nhàng. Lục Nhĩ đại ca. Dương Nghị Vân áp chế kích động ra tiếng. Ngay sau đó một đạo kim quang từ trên trời giáng xuống. Oanh! Một tiếng nổ vang sau mặt đất đều vì này chấn động. Bụi đất tan đi, thật là Lục Nhĩ Mi Hầu thân ảnh xuất hiện ở hắn trước người. Lục Nhĩ đại ca Dương Nghị Vân nhìn không được kích động lại kêu to một tiếng. So sánh với năm đó, Lục Nhĩ Mi Hầu hình thể lại lớn một vòng, trên người khoác một kiện tàn phá cũ kỹ khôi giáp, nhưng lại khắc đầy khắc văn, hiển nhiên cũng không phải phàm vật,
3 mét có thừa thân cao, trên vai như cũng nhìn đen nhánh trường côn. Nghe được Dương Nghị Vân kêu to, Lục Nhĩ Mi Hầu xoay người nhếch miệng cười nói, còn tưởng rằng tiểu tử ngươi khoảng cách phi thăng muốn cái mấy ngàn năm đâu, không nghĩ tới rất nhanh, nhanh như vậy liền phi thăng mà đến, không tồi, không tồi, đều đã nửa cái chân bước vào tiên quân chi cảnh, thực không tồi. Vừa thấy mặt Lục Nhĩ Mi Hầu nhìn Dương Nghị Vân liên tục khen mấy cái không tồi. Tiểu đệ bái kiến đại ca. Dương Nghị Vân nhìn đến vị này đại ca, hiện giờ cùng năm đó cực kỳ bất đồng, hơi thở dài lâu vô cùng, yêu khí tận trời, giống như thực chất, càng thêm kiệt ngạo, chút nào nhìn không thấu hắn là cái gì tu vi, dù sao rất cường đại. Lại là không nghĩ tới sẽ ở hỗn loạn tiên thành tương ngộ. Năm đó Dương Nghị Vân nhận Lục Nhĩ Mi Hầu vì đại ca, chính là thiệt tình thực lòng. Càng là bởi vì đối tính tình, vốn đang có Bạch Khởi vị nào viên hầu đại ca, đáng tiếc Bạch Khởi đã chết, hiện giờ hắn kết bái đại ca liền Lục Nhĩ Mi Hầu một cái, Dương Nghị Vân lần cảm quý trọng. Từ khí thế thượng cảm giác, Lục Nhĩ đi vào tiên giới sau hẳn là không tồi, Dương Nghị Vân cũng cao hứng. Đứng lên đi, tiểu tử ngươi tới tiên giới cũng không biết tìm vi huynh, nếu không năm đó ta đưa tặng ngươi hầu mau bị kích phát, ta còn không biết tiểu tử ngươi cư nhiên tới hỗn loạn tiên vực. Lục Nhĩ nhìn xem Dương Nghị Vân đoạn phát liền biết là chuyện như thế nào. Dương Nghị Vân cười khổ, đích xác hắn nghĩ tới tìm Lục Nhĩ vị này kết bái đại ca, nhưng không nghĩ tới đi vào tiên giới sẽ ra như vậy sự. Hiện tại nhưng thật ra minh bạch nguyên lai Lục Nhĩ đã sớm ở hỗn loạn tiên vực, hôm nay có thể xuất hiện, là hắn sau đầu hầu mau bị Tây Môn Thiên Tinh kích phát, làm Lục Nhĩ cảm ứng được. Nói như thế đi vào khi muốn cảm tạ Tây Môn Thiên Tinh làm cho bọn họ huynh đệ đoàn tụ. Được rồi. Đợi lát nữa ôn chuyện, ta nhìn xem là ai khi dễ ngươi, chờ ta đi diệt lại ôn chuyện. Lục Nhĩ Mi Hầu nói chuyện như cũ như năm đó ở Tán Tiên Đảo như vậy bá đạo. Dứt lời bỗng nhiên xoay người chăm chú vào Trịnh Lũ Lụt cùng Tây Môn phụ tử trên người, nheo lại mắt nói, là các ngươi khi dễ ta huynh đệ. Trong tay đen nhánh trường côn ngang hàng chỉ điểm, cuối cùng ngừng ở Trịnh Lũ Lụt trên người lười biếng nói, vừa rồi ta nghe thấy ngươi muốn giết ta huynh đệ. Ở Lục Nhĩ Mi Hầu xuất hiện ở đây chung hết sức, Trịnh Lũ Lụt cùng Tây Môn phụ tử trong lòng chính là nhảy dựng, bởi vì ai cũng không nghĩ tới nhảy ra giúp Dương Nghị Vân không phải 5 năm trước cái kia hắc y nữ tử, mà là một người yêu tu. Rất cường đại yêu tu con khỉ. Kiệt ngạo khó thuần, vô pháp vô thiên, là Trịnh Lũ Lụt cùng Tây Môn phụ tử đối Lục Nhĩ Mi Hầu ấn tượng đầu tiên. Ở hỗn loạn tiên vực này địa giới thượng, xuất hiện yêu tu một chút đều không kỳ quái. Thậm chí còn hỗn loạn tiên trong thành yêu tu đều có rất nhiều, chẳng qua này con khỉ cho bọn hắn cảm giác không giống người thường. Làm cho bọn họ có nguy hiểm. Đi xem Lục Nhĩ Mi Hầu chút nào nhìn không thấu, nhưng từ trên người hắn phát ra cường đại hơi thở tới phán đoán, này con khỉ tựa hồ còn không có đạt tới đế cảnh, hẳn là tiên vương đại viên mãn đỉnh cấp bậc, gần so với bọn hắn cao hơn một đường mà thôi. Nhưng chính là này một đường đặt ở yêu tộc lại là không giống bình thường, so nhân tộc cường đại hơn nhiều. Chi giác thượng, này con khỉ không phải bình thường yêu tu. Khí chàng vô cùng cường đại. Thật sự còn một chút kinh sợ bọn họ. Bất quá đối Trịnh Lũ Lụt mà nói, liền tính là đế cảnh cấp bậc đại yêu, cũng không phải chưa thấy qua, ngẫm lại hắn xuất thân Vu Tôn Tiên Vực, lại cũng trong lòng nghiêm, cho dù là cường đại yêu tộc vương giả, đối lên lớp đường tiên giới tam đại tiên tôn chi nhất Phu Thiên Tôn thế lực lại cũng thoái nhượng ba phần. Mà Tây Môn Thiên Tinh còn lại là cho rằng nơi này tuy rằng là hỗn loạn tiên thành Tây Thành ở ngoài, nhưng lại cũng là hắn Tây Môn gia tộc địa bàn, thân là địa đầu xà không đạo lý sợ hãi một cái con khỉ, bất quá hắn trong lòng trước sau ở nhảy lên, luôn có một loại dự cảm bất hảo, liền lặng lẽ đưa tin Tây Môn gia tộc lão tổ cùng mặt khác cao thủ tiến đến, nếu không sợ là hôm nay muốn có hại. Duy nhất lo lắng chính là, hắn Tây Môn liền ở lão tổ đang bế quan, cũng không biết có thể không xuất quan tới. Mặc kệ nói như thế nào, vẫn là đưa tin thông chi gia tộc những cái đó tộc lão tiến đến hảo, đến lúc đó thực sự có không địch lại, cũng hảo có cái ứng đối. Trịnh Lũ Lụt nghĩ đến chính mình sau lưng thế lực sau, trong lòng có nắm chắc, nheo lại mắt thấy Lục Nhĩ Mi Hầu nói, vị đạo hữu này đây là chúng ta tộc sự, người thân là yêu tộc vẫn là không cần nhúng tay hảo, huống hồ Dương Nghị Vân tiểu tử này giết nhà ta chủ nhân chi tử, bổn vương tiến đến chóc nã hắn thiên kinh địa nghĩa. Lục Nhĩ Mi Hầu ha hả cười. Nghe tới nhà ngươi chủ nhân thực nhiêu a, người nào hãy xưng tên ra. Trịnh Lũ Lụt còn tưởng rằng là Lục Nhĩ Mi Hầu sợ, lập tức kiêu ngạo nói, con khỉ nghe hảo, nhà ta chủ nhân chính là tiên giới tam đại thiên tôn chi nhất Phu Thiên Tôn, là tiên giới chân chính chúa tể, xin khuyên ngươi tốt nhất đừng động nhàn sự, tốc tốc rời đi, bổn vương coi như ngươi không có tới quá,
nếu không Thiên Tôn cơn giận, chính là các ngươi toàn bộ yêu tộc cũng là khó có thể thừa nhận. Ha ha ha, Trịnh Lũ Lụt nói cũng chưa nói xong, Lục Nhĩ Mi Hầu liền cuồng tiếu lên đánh gãy hắn tiếp tục nói chuyện. Tiếng cười qua đi, Lục Nhĩ mới nheo lại đôi mắt nói, ở ta Lục Nhĩ trong mắt, Thiên Tôn lại như thế nào? Tính cái rắm, còn tiên giới chúa tể, ai sách phong, Phu Thiên Tôn ha hả, tên này ta vài cái, một ngày kia leng keng đi tấu hắn một tấu, đến nỗi ngươi. Uy hát yêu ta ta, một cái tiểu tiên vương chó săn mà thôi, ra ra ta một cây gậy đánh chết ngươi, chờ ngươi phía sau chủ tử tiến đến tìm ta, dám khi dễ ta huynh đệ, hôm nay phải giết ngươi. Lục Nhĩ dứt lời, trong tay đen nhánh trường côn vũ động chi gian, không ánh sáng đại tác phẩm dựng lên, thiên địa chi gian lực lượng từ bốn phương tám hướng hội tụ mà đến. Ở Dương Nghị Vân trong mắt lại là toàn bộ không gian đều ở Lục Nhĩ vũ động dưới bắt đầu vặn vẹo, hắn quanh thân phát ra cường đại yêu khí làm mặt đất gió to quát lên, khí thế cường đại cũng không phải là nhỏ tí tẹo. Hảo cường! Dương Nghị Vân nhìn không được nói thầm một tiếng. Tính tính thời gian năm đó cùng Lục Nhĩ tách ra cũng liền không đủ hơn 2000 năm đi, năm đó Lục Nhĩ miễn cưỡng nhập thiên tiên cấp bậc, không nghĩ tới tiên ở đã có như thế uy năng. Trường côn vũ động chi gian, Trịnh Lũ Lụt liên tục tránh né cũng chưa có thể tránh né qua đi, ầm vang một thân tạp cái rắn chắc, chẳng qua Dương Nghị Vân nhìn đến lại là Trịnh Lũ Lụt tiên cầm, thế Trịnh Lũ Lụt lập tức Lục Nhĩ một côn, tiên cầm một tiếng than khóc, bị Lục Nhĩ một côn đánh bay đi ra ngoài, đầy đất lông chim điêu tàn. Giờ phút này Trịnh Lũ Lụt giống to bắt đầu liều mạng lên, hơn nữa Tây Môn Thiên Tinh chợt lóe cũng gia nhập chiến đấu, hơn nữa tái khởi bay trở về Trịnh Lũ Lụt kia đầu tiên cầm, lại là Tam Đại Tiên Vương hậu kỳ đại chiến Lục Nhĩ. Dương Nghị Vân vốn dĩ lo lắng, muốn đi lên hỗ trợ, nhưng lại ở kế tiếp một mực chung, hắn mở to hai mắt nhìn. Chỉ thấy Lục Nhĩ bạo giống một tiếng, toàn thân kim quang đại tác, thét dài trung thế nhưng hóa ra ba đầu sáu tay. Thiên Phú Thần Thông A. Dương Nghị Vân nhìn lại, Lục Nhĩ ba đầu sáu tay uy phong lẫm lẫm, mỗi một cái trong tay đều có một cây trường côn vũ động, khí thế áp đảo hết thảy, nháy mắt Trịnh Lũ Lụt tiên cầm lại lần nữa than khóc đi ra ngoài. Huyết nhiễm trời cao, lại là lần này bị Lục Nhĩ một côn bạo đầu. Hắn biết không dùng hỗ trợ, hắn vị này kết bái đại ca siêu cấp hung hãn. Ngay sau đó Dương Nghị Vân ánh mắt lại là dừng ở nơi xa Tây Môn Thanh trên người, lão hắn đánh không lại, nhưng là tiểu nhân vẫn là có một trận chiến chi lực. Đối Tây Môn Thanh Dương Nghị Vân không tính toán buông tha, chỉ bằng phía trước thứ này đối Tuyết Hương cùng Lạc Dương kia sắc mị mị ánh mắt, hắn cũng chưa tính toán buông tha Tây Môn Thanh. Đối địch nhân, giờ phút này hắn không hề lưu tình. Nhân từ nương tay ở tiên giới sống không nổi. Càng thực huống chi Lục Nhĩ một cái đại chiến tam đại, đại thiên cấp bậc cao thủ, chẳng lẽ hắn cái này làm huynh đệ liền thu thập không được một cái tiên vương lúc đầu. Thân hình chợt lóe Dương Nghị Vân thẳng đến Tây Môn Thanh mà đi, trong lòng vừa động chuông đông hoàng hiện lên trong người, phát ra thùng thùng chuông vang, đồ long kiếm ngự kiếm dựng lên, thẳng chạm Tây Môn Thanh mà đi. Đối Tây Môn Thanh tiểu tử này thực khó chịu. Khó chịu liền làm hắn, đây là hiện tại Dương mẫu nhân trong lòng ý tưởng. Tuy rằng biết hắn không thể như là Lục Nhĩ như vậy độc chiếm tam đại tiên vương cấp bậc cao thủ, nhưng thu thập Tây Môn Thanh hiện tại là có điểm tin tưởng. Bởi vì phía trước bọn họ Lạc Dương hai tay chỉ hạ, làm Tây Môn Thanh trong tay huyết hồ lô tiên khí bị hao tổn, này sẽ ở Dương Nghị Vân xem ra thứ này trong tay không có huyết hồ lô tiên khí liền mất đi tiên cơ, lúc này tấu hắn hẳn là không thành vấn đề. Càn Khôn nói nguyên chữa trị lúc sau. Đông Hoàng Trung Hòa U đều chi môn hơn nữa bản mạng thần tượng tự nhiên tất cả đều có thể thi triển. Tâm động chi gian trước triệu hồi ra chuông Đông Hoàng cho chính mình phòng ngự thêm vào, rồi sau đó đó là đồ long kiếm ngự kiếm mà đi, cách mấy chục mét là có thể ngự kiếm chém giết địch nhân, đây là ngự kiếm chi đạo chỗ tốt. Nhất kiếm chém giết qua đi, Tây Môn Thanh nhìn đến lúc sau sắc mặt biến đổi. Một cái Dương Nghị Vân chính hắn không sợ, nhưng hắn kiêng kỵ Lạc Dương cùng Dương Nghị Vân liên hợp. Đích xác Lạc Dương vừa thấy Dương Nghị Vân vọt đi lên tức khắc cũng muốn cao hơn đi, nhưng lúc này Dương Nghị Vân lại là nói, Lạc Dương các ngươi đừng động thứ này giao cho ta liền hảo. Nghe được Dương Nghị Vân nói chuyện Lạc Dương dừng, mang theo nghi hoặc nhìn Dương Nghị Vân liếc mắt một cái, có chút không hiểu tiểu sư thúc đây là nào vừa ra. Đến nỗi Tây Môn Thanh liền vui vẻ, nếu ngươi Dương Nghị Vân như thế, vậy đừng trách hắn. Tây Môn Hoàn chả thật sợ Lạc Dương cũng đi theo Dương Nghị Vân cùng nhau thượng. Đến lúc đó hắn thật đúng là không biết như thế nào ứng đối. Lạc Dương không hiểu, Tây Môn Thanh là cho rằng Dương Nghị Vân tự đại mà thôi. Khắc vào Dương Nghị Vân trong lòng liền không như vậy cho rằng, hắn là cái đại nam nhân trong xương cốt có chủ nghĩa anh hùng tế bào tồn tại,
ở hắn nghĩ đến nếu Lục Nhĩ đại ca đều có thể một đôi tam, hắn cái này lão đệ cũng không thể kém không phải. Kỳ thật chính là cậy mạnh. Tựa như một trọi một xử lý Tây Môn Thanh. Mặc kệ nói như thế nào, đều cũng không chê mất mặt, cũng tưởng tranh một hồi mặt mũi. Cho nên cự tuyệt Lạc Dương hỗ trợ. Dương Nghị Vân cùng Tây Môn Thanh một cái đối một cái là có nắm chắc thắng lợi tâm thái. Đại chiến chạm vào là nổ ngay, Dương Nghị Vân ngự kiếm chém giết mà đi. Tây Môn Thanh lãnh cười một tiếng, cho rằng lão tử tiên khí bị hao tổn là có thể khiêu chiến. Chê cười. Đối mặt Dương Nghị Vân phi kiếm mà đến, Tây Môn Thanh cũng không có kinh hoàng, chung quy hắn là tiên vương sơ cảnh tu vi, cùng Dương Nghị Vân chi gian kém hai cái đại cảnh giới, này trung gian nhưng không đơn giản là pháp lực chênh lệch, nguyên thần lực lượng cảnh giới chênh lệch có đôi khi thật đúng là không phải cái. Trong tay quang mang sáng ngời Tây Môn Thanh trong tay xuất hiện một khối khắc đầy phù văn ngọc phù, khóe miệng cười lạnh, ngay sau đó hắn thúc dục trong tay ngọc phù. Ầm vang. Một tiếng nặng nề lúc sau, quang mang bắn ra bốn phía, nháy mắt lúc sau lại là ở Tây Môn Thanh trên người xuất hiện một bộ phù văn lưu chuyển ngân bạch khôi giáp. Dương Nghị Vân ánh mắt co rụt lại, hắn không nghĩ tới Tây Môn Thanh thứ này trên người còn có cao giai phù chú tồn tại, từ bùng nổ hơi thở cảm giác tới xem, phù chú hình thành khôi giáp xem ra không đơn giản. Ầm vang. Quả nhiên hắn ngự kiếm chạm ở Tây Môn Thanh trên người, lại là chỉ là một tiếng nặng nề lúc sau, chỉ thấy Tây Môn Thanh trên người phù văn lưu chuyển bạch quang đại tác phẩm, này nhất kiếm lại là không hề có thương đến hắn. Dương Nghị Vân trong lòng cả kinh, không nghĩ tới Tây Môn Thanh phù chú như thế cường hãn, ngự kiếm dưới không hề có thương đến hắn. Chiếu như vậy đi xuống, hắn liền Tây Môn Thanh phòng ngự đều không phá khai, càng đừng nói chém giết hắn. Không được, phải nghĩ lại biện pháp. Dương Nghị Vân trong óc bắt đầu nhanh chóng tự hỏi lên, Tây Môn Thanh hắn hôm nay phải giết, không thể ở Lục Nhĩ đại ca trước mặt mất mặt. Hắn trong óc bay nhanh tự hỏi, nhưng là ngự kiếm công kích không hề có dừng lại, tuy rằng đồ long kiếm ngự kiếm công kích đối Tây Môn Thanh không tạo thành cái gì thương tổn, nhưng lại cũng có một cái ưu thế là tốc độ mau, ý niệm thao tác dưới tốc độ mau quá tia chớp, hơn nữa tưởng từ bất luận cái gì góc độ công kích đều ở hắn ý niệm dưới, như thế tình huống cũng làm Tây Môn Thanh không dám đại ý phải đề phòng. Xem như bám trụ Tây Môn Thanh tốc độ, phân hắn một phần tinh lực ra tới, cũng coi như chiếm cứ tiên cơ. Dương Nghị Vân biết hắn cùng Tây Môn Thanh chi gian thực lực cảnh giới có chênh lệch, nhưng muốn chém giết hắn, cũng không phải không có khả năng, hắn cũng có rất nhiều thủ đoạn, lại còn có không ít. Chẳng qua giết địch có đôi khi cũng là muốn giảng kết cấu. Tự hỏi dùng não vĩnh viễn so cậy mạnh chiếm cứ ưu thế. Vừa nghĩ Dương Nghị Vân một bên hướng về Tây Môn Thanh tới gần mà đi. Hô hấp chi gian hắn nghĩ tới chính mình có thể sử dụng pháp lực thần thông ưu thế. Trên thực tế hắn sở học thực tạp, được đến thần thông có không ít, chỉ là có chút là tới rồi tiên giới lúc sau lực có không bằng, rất ít sử dụng. Bất quá pháp lực thần thông có đôi khi cũng là theo tu vi tăng lên mà biến hóa, giống như là lượng biến phát sinh biến chất một đạo lý. Đích xác trước kia là tu vi không đủ thi triển ra tới tựa hồ cũng không có bao lớn lực độ, nhưng là theo hắn tu vi thực lực tăng lên. Hiện tại lại là không giống nhau. Có chút thần thông chi thuật, theo hắn tu vi tăng cường, thi triển ra tới đồng dạng có thể phát huy ra uy lực. Tỷ như định thân phương pháp, lại tỷ như lão nhân 12 chí tôn thần thông. Còn có năm đó ở Lam Tâm Hoa Viên được đến Lam Tâm Tiên Vương truyền thừa, một tấc vuông càn khôn hồ. Còn có một kiện ám khí Dương Nghị Vân cảm thấy lúc này dùng để đối phó phòng ngự rất mạnh Tây Môn Thanh, hẳn là ở thích hợp bất quá. Kỳ thật không thể nói là ám khí. Nhưng Dương Nghị Vân xem ra chính là ám khí, đó chính là năm đó ong tiên tặng hắn một cây nàng bản thể ong đuôi châm. Ong tiên sau đuôi châm, là nàng bản thể chi vật, năm đó ong tiên cùng Lục Nhĩ tuy rằng bị hắn thả ra thời điểm tu vi pháp lực toàn vô, nhưng lại như cũ tiên vương cảnh giới đại cao thủ, ở tu chân giới khôi phục tới rồi thiên tiên sau hai cái trước sau mới trở lại tiên giới. Đường đường tiên vương cơ bản thể đuôi châm, há có thể là coi thường. Chẳng qua Dương Nghị Vân càng nhiều thời điểm. Là đem ong tiên đưa tặng đuôi châm trở thành một cái niệm tưởng, rất ít sử dụng quá, đối hắn cái này trong xương cốt trọng tình nghĩa người tới nói, ong tiên rời khỏi sau, còn không biết khi nào mới có thể gặp mặt, lưu trữ làm kỷ niệm càng thích hợp. Rốt cuộc cùng ong tiên năm đó cũng là huynh muội tương xứng. Hắn không bỏ được dùng. Nhưng hiện tại vì đối phó Tây Môn Thanh Dương Nghị Vân quyết định thử xem. Đường đường tiên vương cấp bậc ong tiên bản thể đuôi châm cứu. Suy nghĩ một chút nếu là thứ một chút Tây Môn Thanh hẳn là sẽ thực sảng đi. Mấu chốt hắn biết ong tiên đuôi châm vẫn là mang theo độc,
nghĩ đến đây Dương Nghị Vân liền nóng lòng muốn thử. Bất quá hắn biết muốn thành công không dễ dàng, rốt cuộc Tây Môn Thanh thứ này là tiên vương lúc đầu tu vi người, muốn xử lý hắn, nếu muốn biện pháp một kích so chung. Điện quang thạch hỏa chi gian Dương Nghị Vân trong lòng có chủ ý ứng đối. Đầu tiên ngự kiếm kiềm chế Tây Môn Thanh, rồi sau đó hắn dùng 12 chí tôn thần thông đi lên một hồi mãnh liệt công kích, tê mỏi Tây Môn Thanh, ở lúc sau định thân thuật vận chuyển, trực tiếp lấy đuôi châm đâm hắn, đương nhưng thành. Tuy rằng như vậy có điểm âm nhu, nhưng là không có biện pháp, ai làm hắn cùng Tây Môn Thanh chi gian tu vi chênh lệch quá lớn đâu. Hỗn Nguyên nói tiên đại viên mãn, đối thượng tiên vương lúc đầu, dùng bất luận cái gì thủ đoạn đều không quá, có thể xử lý vì cuối cùng mục tiêu, ở Dương Nghị Vân xem ra đối Tây Môn Thanh này đến địch nhân, không cần thiết đem đạo nghĩa. Từ hắn một cái tiên vương đối chính mình cái này Hỗn Nguyên nói tiên ra tay, liền chú định hai người chi gian không có đạo nghĩa nhưng giảng. Người Tây Môn Thanh nếu không biết xấu hổ, ta Dương Nghị Vân là có thể đối với ngươi hạ âm nhu thủ đoạn. Hít sâu một hơi Dương Nghị Vân đem đồ long kiếm ngự kiếm công kích tăng lên tới cực hạn, không cho Tây Môn Thanh bất luận cái gì thở dốc cơ hội. Ở nơi xa Lạc Dương cùng Tuyết Hương trong mắt, chỉ có thấy đồ long kiếm hóa thành tia chớp giống nhau bốn phương tám hướng đối Tây Môn Thanh vô khác biệt công kích, mà Dương Nghị Vân còn lại là đến gần rồi Tây Môn Thanh lúc sau, toàn thân kim quang đại tác, hóa ra trăm mét thật lớn pháp tương chi thân. Thân thể mặt ngoài chuông đông hoàng phù văn lưu chuyển, lộng lẫy vô cùng. Ngay sau đó chỉ nghe nói, Dương Nghị Vân bạo giống, kim cương, trường sinh, đấu chuyển, đốt thiên, lôi đình. Một hơi bạo phát năm đại chí tôn thần thông đối với Tây Môn Thanh công kích qua đi. Khí thế vô cùng cường đại. Lạc Dương lo lắng chi sắc sốt của thoáng nhẹ nhàng thở ra, tự mình lẩm bẩm, tiểu sư thúc chân chính thế lực đích xác có thể cùng tiên vương sơ cấp Tây Môn Thanh gọi nhịp. Tuyết Hương hai tròng mắt chớp động sáng rọi, nhìn Dương Nghị Vân hóa thành trăm mét pháp tương chi thân, nàng trong ánh mắt có vài phần si mê chi sắc. Mà giữa sân, Tây Môn Thanh lại là nhìn đến Dương Nghị Vân đối hắn thủ đoạn đều xuất hiện, cũng không có sợ hãi, cười lạnh nói, phòng ngự phù chú chính là nhà ta lão tổ thân thủ luyện chế, lượng tiểu tử ngươi cũng phá không khai, có cái gì thủ đoạn cứ việc thi triển ra tới, bổn thiếu gia làm ngươi nhìn xem cái gì là chênh lệch, nho nhỏ Hỗn Nguyên tưởng lay động bổn thiếu cái này tiên vương. Chê cười, kiến càng hám thụ mà thôi. Tây Môn Thanh căn bản liền không đem Dương Nghị Vân này đó công kích thủ đoạn đặt ở trong mắt, tùy ý Dương Nghị Vân công kích trong người, lại là không hề có phá vỡ trên người hắn phủ chú khôi giáp. Hơn nữa Tây Môn Thanh bắt đầu đánh trả. Nhưng Dương Nghị Vân toàn bộ thi triển rất nhiều thần thông công kích hết sức, Tây Môn Thanh lãnh hừ, đôi tay thác thiên bỗng nhiên đối với Dương Nghị Vân trăm mét tối cao pháp tương chi thân hư không ép xuống. Lại là có hai cái thật lớn bàn tay ở giữa không trung hình thành, ước chừng có trăm mét chi thật lớn, bỗng nhiên tả hữu giáp công, một bộ muốn xé rách Dương Nghị Vân bộ dáng. Đối với Tây Môn Thanh phản kích ở Dương Nghị Vân đoán trước trong vòng, cho nên hắn một hơi thi triển ra năm đại chí tôn thần thông, nhưng thật ra muốn nhìn Tây Môn Thanh như thế nào tiếp chiêu. Lại là không nghĩ tới thứ này thủ đoạn chính là như thế đơn giản thô bạo, tiếp theo trên người có cường đại phòng ngự phù chú. Pháp lực ngưng tụ ra một đôi bàn tay khổng lồ, trực tiếp đối với chính mình mà đến. Ầm ầm ầm, kinh thiên động địa địa phương ầm vang vang vọng phía chân trời. Ngang ngược pháp lực ngưng tụ tay, mạnh mẽ va chạm chính mình năm chiêu thần thông, giữa sân pháp lực quay cuồng rung chuyển, không gian ở đều ở vặn vẹo. Bất quá Dương Nghị Vân lại là không có đã chịu cái gì lan đến. Tây Môn Thanh thủ đoạn hoặc là nói là hắn tiên vương tình cảnh pháp lực đích xác hồn hậu. Ngạnh sinh sinh kháng hạ hắn năm đại chí tôn thần thông. Hai người lúc này đây va chạm không phân cao thấp. Điểm này ở Dương Nghị Vân đoán trước bên trong, thậm chí còn hắn phát hiện chi thân còn ở duy trì, chuông đông hoàng phòng ngự còn ở, đã xem như chiếm cứ thượng phong. Nếu là hắn đồng dạng là tiên vương cảnh giới, thậm chí hắn đột phá nói tiên quân cảnh giới, lúc này đây công kích, Tây Môn Thanh cũng tuyệt đối không dám như thế thô bạo tiếp chiêu. Đáng tiếc chênh lệch chính là chênh lệch. Lúc này hắn có thể làm chính là dùng hết thủ đoạn đi cùng Tây Môn Thanh chém giết. Đương nhiên muốn chú ý kết cấu, điểm này hắn đã có phương án suy tính. Liền ở Tây Môn Thanh ngưng tụ pháp lực mạnh mẽ lập tức hắn năm chiêu chí tôn thần thông hết sức, Tây Môn Thanh chính mình pháp lực đôi tay cũng ngay sau đó tiêu tán. Dương Nghị Vân sao có thể bỏ lỡ cái này cơ hội ra tay. Lập tức một chưởng trực tiếp đối với Tây Môn Thanh chụp đi xuống. Hắn giờ phút này là trăm mét thật lớn pháp tương chi thân. Tây Môn Thanh cũng không phải là đã sớm tính toán hảo này một kích. Thật lớn pháp tương chi trưởng, che trời đối với Tây Môn Thanh chụp đi xuống. Hô! Ầm ầm ầm,
Dương Nghị Vân xuất trưởng hết sức, trong không khí phát ra nặng nề thanh. Biểu thị một trưởng này uy lực. Đem pháp lực thôi phát tới rồi cho đến, liền nghĩ một trưởng sợ đi xuống, không nói đem Tây Môn Thanh chụp chết, có thể phá hắn phòng ngự phù chú khôi giáp, lần này liền thắng lợi. Đương nhiên Dương Nghị Vân biết không đơn giản như vậy, Tây Môn Thanh sẽ không như hắn ngẫm lại như vậy nhược kê. Càng sẽ không chờ hắn một trưởng chụp chết. Tất nhiên sẽ phản kích dựng lên. Quả nhiên Tây Môn Thanh ở hắn một trưởng chụp được đi thời điểm, sắc mặt biến đổi bắt đầu phản kích, trong tay lại là một khuy ngọc phù xuất hiện, bạo quát, xé trời phù, cho ta phá. Phốc, cuối cùng một cái phá tự lạc bế, Tây Môn Thanh một ngụm tinh huyết phun ở trong tay ngọc phù thượng. Lại thấy hắn sắc mặt trắng bệch vài phần. Ngay sau đó trong tay ngọc phù bùng nổ. Ong, oanh, run minh trung bạch quang lộng lẫy chói mắt dựng lên, một bức đồ án lại là xuất hiện ở Tây Môn Thanh đỉnh đầu. Ngay lập tức trực tiếp hóa thành như là một chương hình tròn lưới lớn, mặt trên khắc văn hiện lên lưu chuyển. Ước có 6 đến 70 mét đường kính. Hình thành nháy mắt, Dương Nghị Vân một trưởng cũng dừng ở mặt trên, vừa vặn ngăn trở. Ầm vang, toàn bộ chiến trường đều vì này chấn động. Ở Dương Nghị Vân trong mắt lại là đồng tử co rụt lại, không nghĩ tới Tây Môn Thanh thứ này cư nhiên còn có cao giai trận pháp phù chú tồn tại, nhìn qua tất nhiên xuất từ cường giả tay. Trong tay hắn cũng có phù chú tồn tại, nhưng lại là lúc trước Diêu không nói đưa tặng phù chú, vẫn luôn đều phóng vô dụng quá, muốn hay không chính là một cái phù chú sư, vốn dĩ Dương Nghị Vân cũng sử dụng, nhưng đối mặt cấp bậc Tây Môn Thanh hắn biết tác dụng không lớn, rốt cuộc muốn hay không tu vi mới là hỗn nguyên, đối thượng Thiên Vương cường giả, có thể có ích lợi gì. Nhìn đến Tây Môn Thanh thi triển ra tới ngọc phù, Dương Nghị Vân liền biết so Diêu không nói đưa tặng cho chính mình cường đại quá nhiều. Hắn pháp tương một trưởng chụp được đi cùng Tây Môn Thanh trận pháp phù chú chạm vào nhau, lần này bạo phát không gì sánh kịp cường đại khí tràng, một cổ tử rời non lấp biển lực lượng nhộn nhạo mở ra, lại là như lưỡi đao như búa tạ giống nhau bắn ngược ở trên người hắn. Răng rắc, thanh thúy tiếng vang xâm nhập trong tai. Dương Nghị Vân trong lòng lộp bộp một chút, hắn biết chuông Đông Hoàng phòng ngự phá. Theo sát sau đó đó là pháp tương chi thân, cũng mới thôi rách nát. Hắn lần này pháp tương thân xong đời. Chính là dây tiếp theo Dương Nghị Vân lại nở nụ cười, bởi vì hắn phát hiện Tây Môn Thanh phù chú cũng phá, không chỉ có như thế trên người hắn phù chú khôi giáp cũng xuất hiện vết rách. Lần này trong lòng rốt cuộc cân bằng. Hắn hao phí cơ hồ toàn thân thủ đoạn, nếu là không một chút hiệu quả, kia mới oan uổng. Cái này hảo, phí lớn như vậy kính, rốt cuộc làm Tây Môn Thanh trên người mai rùa đen có cái khe, như thế đã đủ rồi. Tuy rằng ngây người nhưng cũng ở trong dự liệu. Rốt cuộc Tây Môn Thanh phù chú cũng không phải là vĩnh cửu tính, phù chú ở cường đại là ngoại lực, là có thời gian cùng năng lượng hạn chế. Nhìn như Tây Môn Thanh như cũ kiên quyết, kỳ thật Dương Nghị Vân biết chính mình cơ hội tới. Lúc này cần phải nắm lấy cơ hội, hắn để lại cho Tây Môn Thanh chuẩn bị ở sau có thể thi triển. Pháp tương tan đi nháy mắt, Dương Nghị Vân bạo giống một tiếng, ngự kiếm đoạn thủy, chảm chảm chảm. Đồ long kiếm ngự kiếm, hắn liên tiếp chém ra tam kiếm. Ầm ầm ầm, phía trước ngự kiếm chỉ là nhằm vào quấy giày, lần này như cũ như thế, nhưng lại uy lực thượng cường đại rồi rất nhiều, mục đích liền phải làm Tây Môn Thanh hoảng loạn lên, khó có thể chống đỡ. Một hơi tam kiếm mà ra, Dương Nghị Vân nguyên thần chi lực tiêu hao rất hơn phân nửa. Nhưng hiệu quả đi ra tới, Tây Môn Thanh loại kém tam kiếm lúc sau sắc mặt biến khó coi lên, hắn phát hiện phù chú khôi giáp sắp hỏng mất, vết rách càng lúc càng lớn. Còn không có phản ứng lại đây hết sức. Liền phát hiện Dương Nghị Vân cư nhiên, đối với hắn nhếch miệng cười, giờ phút này Tây Môn Thanh cảm giác không thích hợp. Lúc này chỉ nghe được Dương Nghị Vân há mồm phun ra một chữ tới, định. Đối với hắn một lóng tay, một cái định tự lạc bế, tức khắc Tây Môn Thanh liền cảm giác bốn phía thiên địa tựa hồ trầm trọng lên, hoặc là nói trên người hắn giống như bị một chút áp thượng một tòa núi lớn, cư nhiên khó có thể nhúc nhích. Giờ phút này Tây Môn Thanh biết tất nhiên là Dương Nghị Vân thi triển nào đó thần thông. Có một loại không tốt cảm giác. Bất quá đối hắn người tới nói, điểm này trọng lực còn không làm khó được hắn, lập tức trong lòng vừa động, thúc giục nguyên thần, mặc niệm, tiên vương chi hồn, cho ta khai. Cùng thời gian, Dương Nghị Vân lại là cười lạnh, hắn tự nhiên biết định thân thuật không như vậy cường đại, khống không được Tây Môn Thanh bao nhiêu thời gian. Nhưng hắn chỉ cần một tức nhiều điểm thời gian cũng đủ. Chỉ cần định thân thuật đối Tây Môn Thanh có hiệu quả, liền tính là thành công. Ngay từ đầu thi triển hắn kỳ thật cũng không biết đến tột cùng có hiệu quả hay không, bất quá đường hắn thi triển ra tới sau,
liền biết lúc trước tạp mao điểu truyền thụ cho hắn định thân thuật đối cao hắn hai cái cảnh giới tiên vương đồng dạng là có hiệu quả. Cơ hồ ở điện quang vôi chi gian, Dương Nghị Vân liền triệu hồi ra ong đuôi châm, dùng tới toàn bộ pháp lực cùng nguyên thần chi lực thúc dục, thẳng đến Tây Môn Thanh mà đi. Mang theo nhàn nhạt tử kim sắc có phiếm hồng quang ong đuôi châm, chợt lóe rồi biến mất ở Tây Môn Thanh ngực. Giờ phút này vừa vặn định thân thuật đối Tây Môn Thanh định thân mất đi hiệu lực, hoặc là nói bị Tây Môn Thanh khai phá rớt, nhưng là đã không sao cả, ong đuôi châm thành công bị hắn thúc dục tiến vào Tây Môn Thanh ngực, chính là từ hắn ngực phù chú khôi giáp cái khe chung đi vào. Pháp lực thúc dục hạ ong đuôi châm khả đại khả tiểu, hóa thành kim thêu hoa giống nhau chợt lóe rồi biến mất ở Tây Môn Thanh ngực. Định thân thuật thi triển chính là một tức thời gian nhiều một chút điểm, không đến một tức nửa thời gian mà thôi. Có thể nói thực đoản, nhưng lại vậy là đủ rồi. Giờ khắc này Dương Nghị Vân mới chân chính trong lòng nhẹ nhàng thở ra, hắn một mông ngồi ở trên mặt đất, là thần kinh căng chặt càng là toàn thân pháp lực hao hết thoát hư, không sức lực. Mà đối diện Tây Môn Thanh cũng dẫn động hắn tiên vương chi hồn, lực lượng cường đại phá rớt trên người trọng như núi cao thần thông lực lượng. Ngay sau đó Tây Môn Thanh lại là nhìn Dương Nghị Vân sụi lơ trên mặt đất cười ha ha lên, ha ha. Tiểu tử ngươi liền điểm này bản lĩnh sao? Tới a, còn có cái gì thủ đoạn thi triển ra tới, bổn thiếu gia ta tất cả đều tiếp theo. Nho nhỏ Hỗn Nguyên, ở bổn thiếu gia trong mắt chính là cái con kiến mà thôi, không biết tự lượng sức mình với tiên vương chém giết, ha ha, thế nào? Không chiêu đi, không chiêu nói nên bổn thiếu gia đưa ngươi lên đường. Tưởng đụng đến ta tiểu sư thúc. Trước quá ta này một quan nhìn xem. Lại là Lạc Dương cùng Tuyết Hương chợt lóe rồi biến mất tới rồi chắn Dương Nghị Vân trước người, các nàng hai cái vẫn luôn đều ở chú ý chiến đấu, tự nhiên thấy được Dương Nghị Vân thoát hư tình huống, trước tiên tới rồi bên người. Khụ khụ, Lạc Dương dừng lại. Dương Nghị Vân ho khan một tiếng làm Lạc Dương dừng lại. Lạc Dương sửng sốt nhìn về phía Dương Nghị Vân, trong lòng lại nghĩ đều đến loại tình trạng này, tiểu sư thúc như thế nào còn cậy mạnh. Dương Nghị Vân từ Lạc Dương trên mặt thấy được nàng suy nghĩ cái gì, ở Tuyết Hương nâng hạ đứng dậy, ý bảo Lạc Dương đừng nóng vội, rồi sau đó nhìn về phía mấy chục mét ngoại Tây Môn Thanh, Dương Mỗ Nhân nở nụ cười nói, tiên vương mà thôi ở tiểu gia trong mắt cũng bất quá như thế, ha ha, Tây Môn Thanh thật sự cho rằng tiểu gia vừa rồi như vậy đại phí lực khí là ở bồi ngươi chơi đâu. Tây Môn Thanh nghe Dương Nghị Vân nói chuyện, nhìn hắn vẻ mặt hết thảy đều ở nắm giữ thần sắc, tức khắc cảm giác có chút không thích hợp. Theo bản năng hỏi, tiểu tử ngươi có ý tứ gì? Chết đã đến nơi còn giả thần giả quỷ. Dương Nghị Vân cười, rồi sau đó chậm rãi nâng lên tay, giống như là muốn cách không đem 20-30 mễ ngoại Tây Môn Thanh trảo lại đây giống nhau. Một bên nói, cẩn thận cảm thụ một chút ngươi trong cơ thể có hay không nhiều một cây châm a. Ha ha, tiểu gia đâm thủng ngươi tiên nguyên bạo rất ngươi trái tim, tùy tay chi gian một niệm dưới mà thôi. Ngươi không phải tiên vương sao? Lại cho ngươi nói cái bí mật. Giờ phút này lưu tại ngươi trong cơ thể kia căn châm lại cũng là tiên vương chi vật, là dị biến chín cánh ong chúa đuôi sau châm, có kịch độc Nga, nàng đi, cũng là tiên vương nhưng hẳn là so ngươi cường đại nhiều. Theo Dương Nghị Vân từng câu nói chuyện, Tây Môn Thanh sắc mặt không ngừng ở biến hóa, từ thanh đến bạch, cuối cùng cái trán mồ hôi cuồn cuộn mà rơi, đích xác lúc này hắn phát hiện chính mình trong cơ thể đích xác có một cây kim thêu hoa. Trái tim bị đâm xuyên qua, tiên nguyên trong vòng một mảnh màu đen, có kịch độc. Ngay cả tiên hồn đều cảm giác từng đợt chết lặng, toàn thân pháp lực ở bay nhanh sói mòn, xong rồi. Tây Môn Thanh biết chính mình xong đời. Ngươi, ta và ngươi liều mạng. Giống giận Trung Quốc và phương Tây Môn Thanh hướng về Dương Nghị Vân đánh tới. Nhưng Dương Nghị Vân thu hồi ý cười, hừ lạnh nói, tưởng liều mạng, chậm, thu. Một cái thu tự rơi xuống, Dương Nghị Vân trong lòng vừa động triệu hồi ong đuôi châm. A. À. Phi pháp Trung Tây Môn Thanh hét thảm một tiếng, trực tiếp ghé vào trên mặt đất, toàn thân thiêu đốt mà đến màu xanh lục ngọn lửa. Thanh Liên tiên hỏa bực này uy lực thật lớn, tiên hỏa Dương Nghị Vân tự nhiên sẽ không quên, ở sử dụng ong đuôi châm thời điểm liền gia nhập một sợi tiên hỏa đi vào, lúc này một chút dẫn động, trực tiếp từ trong hướng ra phía ngoài thiêu đốt dựng lên. Tây Môn Thanh cuối cùng là bị Dương Mỗ Nhân xử lý. Chớp mắt liền hóa thành cho tàn. Ở hắn triệu hồi ong đuôi châm một khắc, Tây Môn Thanh trong cơ thể miệng vết thương kịch độc cùng thương thế hơn nữa Thanh Liên tiên hỏa đồng thời bùng nổ, thần ma cũng cứu không được hắn. Hô! Nhìn Tây Môn Thanh hóa thành cho tàn, Dương Nghị Vân hộc ra một ngụm chọc khí, nhìn chằm chằm cho tàn lẩm bẩm, ngươi nếu là chân chính Tây Môn Khánh mà không phải Tây Môn Thanh, có lẽ ta sẽ lưu ngươi một mạng.
Dứt lời duỗi ra tay một quả chứa đựng tiên giới bị hắn từ cho tàn trung bắt ra tới, quét tước chiến trường loại sự tình này tự nhiên sẽ không quên. Ầm vang, a! À. Đúng lúc này nơi xa, một tiếng nổ vang cùng kêu thảm thiết. Dương Nghị Vân ngẩng đầu nhìn lại, lại là nhìn đến Lục Nhĩ một cây gậy đánh vào Trịnh Lũ Lụt trên người, làm Trịnh Lũ Lụt kêu thảm thiết huyết sái trời cao từ giữa không trung một đầu tải xuống dưới. Cảm giác trung Trịnh Lũ Lụt đã dầu hết đèn tắt, hắn ngự kiếm dựng lên, nhất kiếm liền đem Trịnh Lũ Lụt chảm thành hai đoạn nháy mắt mất mạng. Tuy rằng thủ đoạn không sáng rọi, nhưng đối địch nhân không cần thiết nhân từ. Giờ phút này, Trịnh Lũ Lụt cùng hắn tiên cầm trước sau bị Lục Nhĩ đánh gục. Giữa sân còn dư lại một cái Tây Môn Thiên Tinh. Lúc này nhìn lại Lục Nhĩ căn bản là không có xuất toàn lực, đối Tây Môn Thiên Tinh vẫn luôn ở nhẹ nhẹ áp chế, xử lý Tây Môn Thiên Tinh chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Lục Nhĩ cường hãn hung mãnh, một đôi tam đại thiên vương, Dương Nghị Vân nhìn ra được tới, cũng là thành thạo. Hắn cũng không chuẩn bị đi lên hỗ trợ, bởi vì không cần thiết. Xem Tây Môn Thiên Tinh lại là vẫn luôn ở tránh né Lục Nhĩ công kích, từ lúc bắt đầu cái này cáo già liền ở bên cạnh chiến đấu, Trịnh Lũ Lụt đánh sâu vào ở phía trước. Chiến đấu thời gian kỳ thật căn bản là không dài, từ bắt đầu đến bây giờ, cũng liền 5-6 phút thời gian, hắn lao lực mạnh mẽ xử lý tiên vương sơ cảnh Tây Môn Thanh, Lục Nhĩ còn lại là xử lý Trịnh Lũ Lụt cùng tiên cầm, nhưng đều là tương đương với tiên vương hậu kỳ đại cao thủ. Hiện tại dư lại một cái Tây Môn Thiên Tinh đã không đáng để lo. Lão Tổ, Trịnh Lũ Lụt vừa chết, Tây Môn Thiên Tinh hỗn loạn vô cùng, đầu tiên là con của hắn bị Dương Nghị Vân chém giết, sau là Trịnh Lũ Lụt bị Lục Nhĩ một gậy gộc đánh dầu hết đèn tắt, đừng Dương Nghị Vân bổ đao xử lý. Lúc này Tây Môn Thiên Tinh đã khiếp đảm. Chưa bao giờ có nghĩ tới này con khỉ như thế cường hãn, hơi thở chung cũng chính là một cái tiên vương đại viên mãn yêu con khỉ mà thôi, hắn cùng Trịnh Lũ Lụt hơn nữa Trịnh Lũ Lụt tiên cầm chính là tam đại tiên vương hậu kỳ cao thủ. Thậm chí Trịnh Lũ Lụt là vô hạn tiếp cận đại viên mãn tồn tại, lẽ ra bình thường dưới tình huống, giết chết một cái tiên vương đại viên mãn không thành vấn đề, nhưng ai biết cư nhiên là bực này tình huống. Tây Môn Thiên Tinh cảm nhận được uy hát Iota, đã đưa tin gia tộc cao thủ cùng tộc lão, nhưng đến bây giờ còn không có tới, ở kéo xuống đi, Tây Môn Thiên Tinh biết chính mình kết cục chính là bị này con khỉ một gậy gộc tạp chết. Nhịn không được phát ra một tiếng thét dài triệu hoán lão tổ tiến đến, nếu không thật sẽ xong đời. Dương Nghị Vân tại hạ phương nhìn phía chân trời, Lục Nhĩ cơ hồ ở đuổi theo Tây Môn Thiên Tinh đánh, hơn nữa đối phương muốn chạy trốn đều trốn không thoát. Nghe được Tây Môn Thiên Tinh hô lên một tiếng lão tổ, nhưng thật ra làm Dương Nghị Vân trong lòng căng thẳng, bởi vì hắn nhớ tới cùng Phương Đông người sắt ở bên nhau nói chuyện phiếm thời điểm, Phương Đông người sắt nói lên quá, bọn họ hỗn loạn tiên thành tứ đại gia tộc đều có cao thủ tọa chấn, có lão tổ cấp bậc người tồn tại, tuy rằng không kỹ càng tỉ mỉ nói. Nhưng Phương Đông người sắt ý tứ là tứ đại gia tộc đều có tiên đế cấp bậc cường giả tỏa chấn, sở bất đồng chính là ai mạnh ai yếu mà thôi. Hiển nhiên Tây Môn Thiên Tinh kêu to một tiếng lão tổ là ở cầu cứu, nếu thực sự có Tây Môn gia tộc lão tổ tiến đến, sợ sẽ là tiên đế cấp bậc cường giả. Dương Nghị Vân tuy rằng không biết vị này kết bái đại ca Lục Nhĩ Mi Hầu có bao nhiêu cường, nhưng nếu là gặp phải tiên đế cấp bậc tất nhiên cũng không hảo ứng đối. Nghĩ đến đây Dương Nghị Vân đối với phía chân trời Lục Nhĩ hô. Lục Nhĩ đại ca tốc tốc kết thúc chiến đấu. Hắn không nghĩ kéo xuống đi, nếu không thực sự có tiên đế cấp bậc cường giả tiến đến, liền không dễ làm. Mới vừa cùng Lục Nhĩ gặp mặt nhưng không nghĩ lại bắt đầu bị tiên đế đuổi giết mà chạy vong. Mặc kệ nói như thế nào, trước đem Tây Môn Thiên Tinh cấp xử lý, đến nỗi Tây Môn gia tộc có hay không tiên đế cấp bậc lão tổ tồn tại, nào đều là lấy sau sự tình, xử lý Tây Môn Thiên Tinh hắn liền cùng Lục Nhĩ rời đi hỗn loạn tiên thành. Tiên vương tiên đế, chung có một ngày hắn cũng phải hỏi đỉnh. Oanh! A à, phốc! Ở Dương Nghị Vân mới vừa kêu gọi hoàn thành, phía chân trời phía trên Lục Nhĩ liền đối Tây Môn Thiên Tinh tạp ra một lăn. Tây Môn Thiên Tinh kêu thảm thiết chung hộc máu bay ngược đi ra ngoài. Dương Nghị Vân cười cười, hắn biết là Lục Nhĩ phát lực. Này một côn liền tính Tây Môn Thiên Tinh bất tử, chỉ sợ cũng là thừa nửa cái mạng. Bị đánh bay Tây Môn Thiên Tinh cũng không có truy rơi xuống. Mà là hoành bay ngược đi ra ngoài. Chỉ thấy Lục Nhĩ vèo một tiếng đuổi theo, giơ lên trường côn liền phải nhân cơ hội đem Tây Môn Thiên Tinh cấp diệt. Nháy mắt Lục Nhĩ tới rồi Tây Môn Thiên Tinh trước người, trong tay trường côn đại tác phẩm, bỗng nhiên tạp đi xuống. Dương Nghị Vân biết lần này nện xuống đi, Tây Môn Thiên Tinh liền thành phế nhân. Vốn tưởng rằng kết thúc. Nhưng ai ngờ đến, dị biến nổi lên. Hừ,
Một thân hừ lạnh, giống như tiếng sấm vang lên, bốn phương tám hướng đều là này một tiếng hừ lạnh. Ngay sau đó chỉ thấy Lục Nhĩ một gậy gộc hướng về Tây Môn Thiên Tinh ném tới, lại là ở sắp dừng ở Tây Môn Thiên Tinh trên người thời điểm, trong giây lát Tây Môn Thiên Tinh trước người bộc phát ra lộng lẫy chói mắt bạch quang. Oanh! Một tiếng kinh thiên động địa tiếng động, vang vọng phía chân trời. Cùng với chính là lệnh người vô cùng áp lực hơi thở. Cơ hồ bao phủ toàn bộ phía chân trời. Cường giả! Là cường giả hơi thở. Dương Nghị Vân trong lòng đại chấn, lo lắng chung quy đã xảy ra. Như vậy trong nháy mắt lại là Lục Nhĩ Mi Hầu bay ngược đi ra ngoài. Chạm vào. Mà bán một đại chấn, lại là Lục Nhĩ Mi Hầu bị tạp dừng ở đại địa thượng. Bụi đất đầy trời. Dương Nghị Vân vội vàng lắc mình qua đi. Lục Nhĩ đại ca Dương Nghị Vân kêu to liền phải nhảy vào hố to đi. Lúc này Lục Nhĩ một trận ho khan nói, khụ khụ chúng ta không có việc gì. Dứt lời. Lục Nhĩ từ hố to đi lên đang ở Dương Nghị Vân bên người, hắn nheo lại ánh mắt, ngẩng đầu nhìn bầu trời, lại là bộc phát ra cường đại vô cùng chiến ý. Lúc này Dương Nghị Vân lại là nhìn đến, phía chân trời phía trên, Tây Môn Thiên Tinh trước người bạch quang dần dần tiêu tán, một người đầu bạc râu bạc trắng lão giả xuất hiện ở Tây Môn Thiên Tinh trước người, hơi thở uy áp cuốn tịch toàn trường. Dương Nghị Vân đều nhìn không được cả người run rẩy, tại đây cổ uy áp dưới, hắn lần đầu tiên cảm giác chính mình nhỏ bé như bụi bặm. Đây là đáy lòng sinh ra cảm giác. Tiên đế cấp bậc cường giả sao? Dương Nghị Vân lẩm bẩm tự nói. Lúc này chỉ nghe Lục Nhĩ thanh âm mang theo vô tận chiến ý vang lên nói, thật là một người tiên đế, hắc, tiểu vân tử đừng sợ, vi huynh từ đi vào tiên giới lúc sau vẫn luôn đang bế quan tu luyện, nhưng thật ra thật lâu không có đánh nhau, vừa rồi hai cái tiên vương cấp vi huynh nhiệt thân, hiện tại cái này tiên đế mới đủ vị, người thả ở một bên nhìn, vi huynh đợi lát nữa đi đem hắn đánh ngã. Dương Nghị Vân nghe Lục Nhĩ như vậy nói chuyện, có chút cười khổ không được, thật không biết hắn có phải hay không đang an ủi chính mình. Nhịn không được hỏi, đại ca dám vì ngươi hiện tại cái gì cấp bậc? Lục Nhĩ nghe được Dương Nghị Vân hỏi hắn tu vi, liền biết Dương Nghị Vân lo lắng, nhếch miệng cười nói, xem như các ngươi nhân tộc tiên vương đại viên mãn đỉnh đi. Dương Nghị Vân trong lòng suy đoán quá Lục Nhĩ chính là cái này cấp bậc, quả nhiên a. Đại ca nếu không chúng ta tạm lánh mũi nhọn. Ở Dương Nghị Vân nghĩ đến tuy rằng Lục Nhĩ nói hắn là tiên vương đại viên mãn đỉnh cấp bậc, nhưng là cùng tiên đế cấp bậc tất nhiên vẫn là có chênh lệch. Ai biết Lục Nhĩ liệt bỉu môi nói, ta biết ngươi đang lo lắng cái gì, yên tâm đi, một cái tiên đế mà thôi, không như vậy đáng sợ, phải biết rằng tiên đế cũng còn phân sơ chung sau đại viên mãn tiểu cảnh giới đâu, lần đầu ở ngoài, còn có phong hào tiên đế tồn tại, tiên vương cũng là một đạo lý, vi huynh ta thật đúng là chưa sợ qua tiên đế, đánh nhau chém giết. Khiêu chiến so với chính mình cường đại ở là thống khoái. Ngươi như vậy, chờ một lát ta đi cùng cái kia tiên đế đánh một trận, ngươi mang theo ngươi hai nữ nhân đi trước một bước, ta xong việc tới tìm ngươi đó là. Dương Nghị Vân vừa nghe con khỉ nói chuyện, tức khắc liền chừng nổi lên đôi mắt nói, đại ca nói cái gì lời nói, ngươi không đi, ta có thể ném xuống ngươi chạy thoát đi. Nếu như vậy vậy cùng nhau chiến đấu, ta cũng không phải không thủ đoạn, thật bức nóng này tiên đế ta cũng xử lý hắn, còn có a. Có một cái là ta sư điệt, chớ lung tung nói chuyện. Ha ha ha, Lục Nhĩ không kiêng nể gì cười to. Đối Dương Nghị Vân nói, lại không biết là chê cười hắn nói có thể xử lý tiên đế mạnh miệng, vẫn là chê cười người sau nữ nhân. Hai huynh đệ đối mặt một cái tiên đế lên sân khấu, nhưng thật ra tiêu sái. Nhưng trời cao phía trên nhìn xuống bọn họ Tây Môn gia lão tổ, chân chính tiên đế, Tây Môn trường giác tức giận ngập trời dựng lên. Thiếu chút nữa điểm hắn Tây Môn gia tộc gia chủ Tây Môn Thiên Tinh đã bị kia con khỉ một lăn trường đánh chết. Đang xem giữa sân tình huống, Tây Môn trường giác há có thể không rõ. Tây Môn Thanh đã chết, là Tây Môn Thanh chi tiết còn nối dõi a. Lửa giận tận trời. Càng nhưng khí chính là trong sân hung đồ thế nhưng ở hắn cái này tiên đế trước mặt lời nói đùa lời nói nhỏ nhẹ không kiêng nể gì. Thật sự tìm chết. Lúc này bị cứu mệnh Tây Môn Thiên Tinh hoãn quá khí tới sau. Vội vàng thăm viếng nói, đa tạ lão tổ cứu giúp, thỉnh lão tổ làm chủ. Tây Môn trường giác hừ lạnh mắng, đồ vô dụng sao lại thế này. Tây Môn Thiên Tinh nơm nớp lo sợ trả lời, đem tiền căn hậu quả vội vàng hồi báo, hắn biết lão tổ hàng năm bế quan tu luyện lần này cần không phải hắn đưa tin, sợ là còn sẽ không xuất quan, tự nhiên không biết đã xảy ra chuyện gì, không dám giấu giếm cái gì, đem Trịnh Lũ Lụt tiến đến Tây Môn gia tộc sự tình nhất nhất nói tới. Cũng giảng thuật nguyên nhân gây ra chính là Dương Nghị Vân.
Chờ Tây Môn Thiên Tinh nói xong lúc sau, Tây Môn Trường Giác tức khắc giận dữ, hỗn trướng đồ vật, ta không phải báo cho quá ngươi, chúng ta hỗn loạn tiên thành gia tộc không tham dự bất luận cái gì bên ngoài thế lực việc sao. Ai làm ngươi cùng Vu Tôn người tiếp xúc? Tây Môn Thiên Tinh thật cẩn thận nói, lão tổ ta không phải nghĩ, chúng ta Tây Môn gia tộc không phải có một vị tiền bối ở Vu Tôn tiên vực sao, hơn nữa Trịnh Lũ Lụt tiến đến cũng mang đến vị kia thư tín, làm chúng ta Tây Môn gia tộc phối hợp Trịnh Lũ Lụt hành sự. Như thế cũng coi như là có thể cùng Vu Tôn đáp thượng quan hệ, đối gia tộc bọn ta phát triển có lợi, lại nói chúng ta Tây Môn gia tộc tại đây hỗn loạn tiên thành vốn chính là yếu nhất một phương, mỗi khi đều phải bị mặt khác tam gia xa lánh, nếu là có thể cùng Vu Tôn đáp thượng quan hệ, cũng coi như là chuyện tốt, ngày nào đó nói không chừng chúng ta chính là này hỗn loạn tiên thành tứ đại gia tộc đứng đầu. Hỗn trướng oanh, Tây Môn Thiên Tinh lời nói cũng chưa nói xong, đã bị Tây Môn Trường Giác một kích cái tát. A lão tổ bớt giận, tức khắc quỳ gối hư không xin tha. Tây Môn Trường Giác cả giận nói, chúng ta hỗn loạn tiên thành thế lực không đáng bên ngoài thế lực có liên quan, đặc biệt là bất hòa tam đại thiên tôn thế lực có liên quan, đây là tổ huấn, ai cho ngươi lá gan tự tiện làm chủ. Lão tổ ta cũng là không có biện pháp a, là gia tộc chúng ta đi ra ngoài vị nào, mang đến thư tín, ta cũng là vì lợi ích của gia tộc suy xét, cho nên mới. Thỉnh lão tổ trách phạt. Tây Môn Thiên Tinh thấy lão tổ tức giận vội vàng xin tha. Ngươi, thôi thôi, đứng lên đi. Tây Môn Trường Giác trung quy thở dài một tiếng làm Tây Môn Thiên Tinh đứng dậy, theo sau nói, ngươi phải nhớ kỹ, Tây Môn gia tộc đi ra vị nào đã cùng gia tộc không có bất luận cái gì quan hệ, hắn không hề là hỗn loạn tiên thành Tây Môn gia tộc người, cùng chúng ta không có bất luận cái gì quan hệ. Tây Môn Trường Giác thở dài nói chuyện, hắn biết Tây Môn Thiên Tinh sở dĩ cùng Vu Tôn thế lực người tiếp xúc. Càng có rất nhiều xem ở Tây Môn gia tộc đi ra vị nào, là hắn Tây Môn Thiên Tinh đệ đệ, có tầng này quan hệ ở, hơn nữa đích xác Tây Môn gia tộc ở hỗn loạn thiên thành là tứ đại gia tộc trung yếu nhất nhất tộc. Tây Môn Thiên Tinh cái này gia chủ tự nhiên muốn cho Tây Môn gia tộc cường thịnh, đây là một cái gia chủ hẳn là suy xét sự tình, về tình cảm có thể tha thứ. Chính là lão tổ ta không rõ vì cái gì chúng ta liền không thể cùng Vu Tôn thế lực tiếp xúc. Tiên giới tam đại thiên tôn thế lực, là chân chính tiên giới chúa tể thế lực. Nếu là chúng ta có thể đáp thượng quan hệ, chẳng phải là đối gia tộc có lợi sao? Chúng ta liền không được, Tây Môn Thiên Tinh đánh bạo hỏi. Tây Môn Trường Giác nói, ai, đây là tổ huấn, cũng trách ta chưa cho ngươi đã nói, cũng thế, hôm nay liền nói cho ngươi đi, có tổ huấn là bởi vì, hiện tại tiên giới tam đại thiên tôn thế lực cùng cổ xưa tiên giới thế lực từng có đại xung đột, lý niệm bất đồng, từng có vô cùng thảm thiết đối kháng. Trước thời đại sự, khi đó nghe đồn tiên giới còn không có xuất hiện một nhà hoặc là tam gia độc đại, độc bá nhất phương cục diệt, mọi người đều cầu đạo, đều có cái hy vọng, nhưng lại có một ngày xuất hiện tam đại tiên tôn, đột nhiên triển khai đối tiên giới thế lực đại nhất thống, thuận giả xương nghịch giả vong. Cũng chính là hiện tại tiên giới tam đại thiên tôn, bọn họ cuối cùng thống nhất tiên giới, thành lập tiên giới trật tự, thay đổi thế gian cầu đạo sinh linh đại đạo nhận chi, truyền bá một cái lý niệm là, tiên tôn chi cảnh chính là tu tiên cầu đạo nhất đỉnh. Là đại đạo đỉnh. Nghe đến đó Tây Môn Trường Giác nhìn không được nói, lão tổ chẳng lẽ không phải như vậy sao? Mỗi người đều biết tiên tôn chi cảnh chính là tu luyện đỉnh a. Ha ha, đó là chó má, tu đạo vĩnh vô chừng mực, há có thể là tiên tôn chi cảnh là có thể dừng lại. Có lẽ tu đạo có đỉnh, nhưng tuyệt đối không phải tiên tôn chi cảnh liền đỉnh cuối, tam đại tiên tôn chẳng qua là không nghĩ làm tiên giới sinh linh đi nhìn trộm càng cao cảnh giới mà thôi, bọn họ là độc bá trật tự. Chúng ta tiền bối, còn có tiên giới một ít cổ xưa chủng tộc sinh linh đều phản kháng quá tam đại tiên tôn độc bá trật tự, đáng tiếc đều thất bại, cửu trọng thiên có nghe đồn có một cái lên trời lộ, chính là nhìn trộm tiên tôn cảnh giới lúc sau huyền bí nơi, nhưng lại bị bọn họ gắt gao gác, không cho chủng tộc khác sinh linh đường sống, cho nên cùng chúng ta tổ tiên giống nhau một ít sinh linh đều có tổ huấn bất hòa tam đại thiên tôn thế lực có bất luận cái gì liên quan. Đương nhiên này trong đó tất nhiên có rất nhiều lý do. Cùng nguyên nhân tồn tại là chúng ta không biết, nhưng tổ huấn sẽ không gạt người, tam đại thiên tôn không phải thứ tốt, cũng cho nên năm đó gia tộc đi ra ngoài vị nào đến cậy nhờ Vu Tôn, ta liền đem hắn trục xuất gia tộc, không hề là Tây Môn gia tộc người, nhớ kỹ ngày sau không được ở cùng tam đại thiên tôn thế lực có bất luận cái gì liên quan. Cần tuân lão tổ dạy bảo, Tây Môn Thiên Tinh tuy rằng còn có rất nhiều nghi hoặc, nhưng lại không ở truy vấn, bởi vì giữa sân kia con khỉ cùng Dương Nghị Vân cư nhiên phóng thượng cười to. Cười không kiêng nể gì. Cái này làm cho Tây Môn Thiên Tinh trong lòng nén giận không thôi, xoay người đối lão tổ nói,
lão tổ kia tiểu tử cùng yêu chờ ngài xem xử trí như thế nào. Tây Môn Trường Giác trầm giọng nói, cố nhiên lần này là kia Trịnh Lũ Lụt thúc đẩy ngươi tiến đến, làm ta Tây Môn gia liên lụy tiến vào, nhưng Tây Môn gia tộc con cháu không thể bạch chết, thể diện càng không thể ném, nếu không còn không bị người chê cười ta Tây Môn gia tộc thật sự vô năng, yêu chờ cùng kia tiểu tử không thể buông tha. Lão tổ anh minh, Tây Môn Thiên Tinh đại hỉ. Mà lúc này mười mấy nói lưu quang ra khỏi thành mà đến, Tây Môn Thiên Tinh càng là vẻ mặt ý cười, là bọn họ Tây Môn gia tộc những người khác tới. Dương Nghị Vân cùng Lục Nhĩ tự nhiên cũng thấy được có mười mấy đạo nhân ảnh mà đến, xuất hiện ở giữa sân. Tham kiến lão tổ, gặp qua gia chủ. 15 người, 10 đại thiên quân, 5 cái thiên vương. Đây là Tây Môn gia tộc của cải, ứng gia chủ tác động mà đến, toàn thể xuất động. Cho ta bắt lấy kia tiểu tử cùng yêu hầu Tây Môn Thiên Tinh làm gia tộc chủ ra lệnh. Lui ra đi lúc này lại là Tây Môn Trường Giác mở miệng, yêu hầu không bình thường. Người chờ không phải đối thủ, ta đi thu hắn. Dứt lời Tây Môn Trường Giác đi bước một từ không trung đi bậc thang giống nhau, hướng về Lục Nhĩ cùng Dương Nghị Vân nơi đi đến. Lúc này Dương Nghị Vân có chút khẩn trương, cái này lão nhân dù sao cũng là Tây Môn gia tộc lão tổ, là tiên đế cấp bậc cường giả, nhàn nhạt khí thế cũng đã rất cường đại. Bên người Lục Nhĩ lại là chiến ý không ngừng bò lên, làm tốt đánh nhau chuẩn bị. Cái này làm cho Dương Nghị Vân trong lòng cười khổ đồng thời. Lại cũng đối cái này con khỉ đại ca kính nể không thôi. Lục Nhĩ tuy là tiên vương đại viên mãn đỉnh cấp bậc, nhưng đối mặt so với hắn cường đại thiên đế, lại là không sợ chút nào, ngược lại tràn ngập chiến ý, này không phải tầm thường sinh linh có thể có tố chất tâm lý. Hừ, hai cái tiểu bối, là các ngươi thúc thủ chịu trói, vẫn là làm bản đế tự mình ra tay. Tây Môn Trường Giác từ giữa không trung đi xuống tới, đứng ở Dương Nghị Vân cùng Lục Nhĩ 10 mét ở ngoài chậm rãi nói. Giữa sân không khí khẩn trương lên. Bốn phía bị Tây Môn gia chủ người vây quanh, trước mặt càng là đứng ở Tây Môn gia tiên đế. Thấy thế nào Dương Nghị Vân đều cảm giác phần thắng tỷ lệ nhỏ bé, hắn đều chuẩn bị tốt bất cứ giá nào, vận dụng càn khôn thần điện lực lượng. Lại là không nghĩ tới ở Tây Môn gia tộc vị này tiên đế vừa dứt lời hết sức, một tiếng to lớn vang dội vô cùng, nhưng lại tràn ngập uy áp thanh âm vang vọng toàn trường. Tây Môn lão nhân ngươi là chuẩn bị không cần mặt già sao? Khi dễ hai cái tiểu hoa nhi, truyền ra đi cũng không sợ người chê cười chết ngươi. Dương Nghị Vân sửng sốt, Lục Nhĩ còn lại là nói thầm, lão tử mẹ nó không phải tiểu hoa nhi, các ngươi ở lão tử trong mắt đều là tiểu hoa nhi. Ngay sau đó Tây Môn Trường Giác lại là sắc mặt biến đổi nói, Phương Đông lão nhân. Bọn họ giết lão phu hậu bối, này bút chướng muốn tính, bọn họ cùng ngươi có quan hệ gì đâu, ngươi muốn xen vào việc người khác. Ha ha ha, thật là xảo, bọn họ. Thật đúng là cùng lão phu có quan hệ. Lúc này sẽ theo sang sảng cười to lạc bế, giữa sân trống rỗng xuất hiện hai người tới. Một người thanh y lão giả, một người hình thể gầy yếu thấp bé, nhưng trên vai nhìn một thanh 3 mét đại đao thanh niên xuất hiện. Phương Đông người sắt, Dương Nghị Vân thấy được Phương Đông người sắt, trong lòng có vài phần sáng tỏ. Hắc hắc, Vân tử ta nói rồi chúng ta từ nay về sau chính là huynh đệ, ngươi chính là ta Phương Đông người sắt huynh đệ. Ở hỗn loạn tiên thành, bất luận kẻ nào không thể khi dễ ngươi. Phương Đông người sắt cười ha hả nói chuyện, đối với Dương Nghị Vân làm mặt quỷ. Dương Nghị Vân nghe Phương Đông người sắt nói qua hắn ra ra, cũng là Đông Phương gia tộc Định Hải Thần Châm, hiện tại nhìn đến cùng Phương Đông người sắt cùng nhau xuất hiện, nghĩ đến chính là không thể nghi ngờ. Chỉ là không nghĩ tới, thời khắc mấu chốt Phương Đông người sắt cùng hắn ra ra sẽ ra tới. Như thế làm Dương Nghị Vân không đoán trước đến. Nhưng không lý do trong lòng nóng lên. Phương Đông người sắt nói qua giao hạ hắn cái này bằng hữu, hiện tại xem ra thật đúng là không phải nói, dùng thực tế hành động chứng minh rồi. Nhìn Phương Đông người sắt đối hắn làm mặt quỷ bộ dáng, Dương Nghị Vân đột nhiên nhớ tới đến tiên giới sau nhận thức cái thứ nhất bằng hữu, Đỗ Kiệt Bân. Hai người trên người có điểm giống nhau, đều là cái loại này nói ra nói một liền một, nhị chính là nhị người, nói kia chính mình đương bằng hữu coi như bằng hữu. Không phải ngoài miệng nói mà thôi. Chẳng qua Đỗ Kiệt Bân bái sư một vị hỗn nguyên nói tiên lúc sau, năm đó liền ở không có gặp qua, hắn cũng rời đi. Hiện tại nhớ tới, thời gian quá thật mau, ngàn nhiều năm đi qua. Hắn cũng từ lúc trước thiên tiên trở thành hiện giờ hỗn nguyên nói tiên. Ngày nào đó gặp lại, nghĩ đến Đỗ Kiệt Bân cũng là cao thủ, Dương Nghị Vân nhớ rõ Đỗ Kiệt Bân nói qua hắn là phong lôi tiên thể, hẳn là sẽ có đại cơ duyên. Lúc này Phương Đông người sắt xuất hiện hiển nhiên là tới giúp chính mình.
chỉ là không biết, đối mặt phương đông người sát Gia Gia, Tây Môn gia tộc vị này tiên đế có cho hay không mặt mũi, hoặc là nói đông phương gia tộc thực lực có đủ hay không đại. Cường giả vi tôn thế giới, hết thảy đều là lấy thực lực nói chuyện, ai nắm tay đại, ai chính là lão đại. Phương đông người sắt đi tới nhỏ giọng nói, đó là ông nội của ta Phương Đông Hạo Thiên, yên tâm Tây Môn Trường Giác còn không dám ở ông nội của ta trước mặt càn rỡ. Dương Nghị Vân vừa muốn nói chuyện, lúc này Tây Môn Trường Giác hừ lạnh một tiếng nói, Phương Đông lão nhân ngươi nhưng thật ra nói, tiểu tử này cùng ngươi có quan hệ gì đâu. Hắn giết ta lão phu hậu bối, chuyện này chẳng lẽ tính. Ta tôn nhi Phương Đông người sắt nhận hạ Dương Nghị Vân làm huynh đệ, đều anh em kết bái. Nói cách khác Dương Nghị Vân chính là ta Đông Phương gia tộc người, ngươi nói một chút có thể cùng ta không quan hệ. Chẳng lẽ ngươi Tây Môn Trường Giác muốn giết ta Đông Phương gia tộc người? Lại nói ngươi Tây Môn gia hậu bối, bản thân làm chuyện gì, chẳng lẽ trong lòng không số, còn làm lão phu nói ra không thành. Hỗn loạn tiên vực có bao nhiêu thế lực tiền bối định ra tổ huấn bất hòa bên ngoài những cái đó thông đồng làm bậy. Ngươi Tây Môn gia tộc chẳng lẽ tưởng xưng là trường hợp đặc biệt. Phương Đông Hạo Thiên một cái tiếp theo một cái vấn đề xuất khẩu, Tây Môn Trường Giác còn lại là á khẩu không trả lời được, đối Phương Đông Hạo Thiên mỗi một câu nói ra hắn đều sẽ sắc mặt đỏ bừng một phân. Đích xác lần này Tây Môn Thiên Tinh cùng Trịnh Lũ Lụt đáp ở bên nhau là vi phạm tổ huấn. Tây Môn Trường Giác càng là nghe ra Phương Đông Hạo Thiên trong lời nói uy hát yêu ta chi ý, liền thiếu chút nữa không chỉ vào cái mũi nói, người Tây Môn gia tộc thông ngoại địch, còn có mặt mũi. Chuyện này đầu toàn bộ hỗn loạn tiên vực những cái đó cổ xưa thế lực biết các ngươi Tây Môn gia tộc liền chờ diệt tộc đi. Nghĩ đến đây Tây Môn Trường Giác đích xác không lời gì để nói, tổ huấn có ngôn chính là bằng không cùng hiện tại Tam Đại Thiên Tôn thế lực tiếp xúc mà thôi, bởi vì Tam Đại Thiên Tôn thực lực độc bá sở hữu tiên giới sinh linh lên trước chi lộ, đại gia rõ ràng đều biết tiên tôn cảnh giới phía trên còn có đường đi, nhưng lại bị Tam Đại Thiên Tôn thế lực cấp phá hỏng. Bọn họ gác lên trời lộ, bị phá hỏng sau. Đừng nói cầu đạo tiên tôn phía trên, chính là tiên đế muốn cảnh giới tiên tôn đều cơ hồ thành thần thoại, tiên quân lúc sau, muốn tiến thêm một bước khó khăn có thể so với lên trời. Mà hỗn loạn tiên vực rất nhiều thế lực đều phản đối quá Tam Đại Tiên Tôn, nhưng kết quả đều thất bại, cho nên lập hạ lời thề, bất hòa Tam Đại Tiên Tôn thế lực có bất luận cái gì liên quan. Theo năm tháng sói mòn, tuổi trẻ đồng lứa đều đã thói quen hiện tại tiên giới trật tự, cũng quên mất các tiền bối lưu lại tổ huấn. Hiện giờ Phương Đông Hạo Thiên nói ra, không thể nghi ngờ không phải một loại uy hát yêu ta cùng uy hát yêu ta, Tây Môn Trường Giác thật phản bác không được. Huống chi hắn thật đúng là không dám cùng Phương Đông Hạo Thiên ngạnh tới, bởi vì hắn biết Phương Đông Hạo Thiên tu vi sâu không lường được, Đông Phương gia tộc càng là hỗn loạn tiên thành đệ nhất gia tộc. Nhìn chằm chằm Phương Đông Hạo Thiên lương lâu lúc sau, Tây Môn Trường Giác chung quy thở dài một tiếng, đối với Tây Môn gia tộc nhân đạo, đi. Tây Môn Thiên Tinh vừa nghe tức khắc không làm, lão tổ. Đi, Tây Môn Trường Giác hung hăng trừng mắt nhìn Tây Môn Thiên Tinh liếc mắt một cái, người sau không dám ở nhiều lời, tiếp đón Tây Môn gia tộc người rời đi. Đảo mắt, Tây Môn gia tộc người xám xịt rời đi. Dương Nghị Vân rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, hắn biết lấy chính mình hiện tại thực lực còn không có biện pháp cấp Tây Môn gia tộc gọi nhịp, trong lòng tuy rằng cũng khí, nhưng cũng không có biện pháp, tiền yến thành ra tới. Hắn một cái hỗn nguyên nói tiên có thể làm sao bây giờ. Liền tính là có Lục Nhĩ ở đây, Dương Nghị Vân cũng biết đối mặt tiên đế Lục Nhĩ liền tính là có một trận chiến chi lực, khả năng cũng sẽ không dễ dàng như vậy. Hắn không nghĩ liên lụy Lục Nhĩ, có chút khi dễ ngày sau chính mình tìm trở về đó là. Không nói lời nào, không đại biểu hắn trong lòng là có thể tiêu tan. Híp mắt nhìn theo Tây Môn gia tộc người rời đi. Liền như vậy tính sao? Lục Nhĩ hỏi Dương Nghị Vân. Dương Nghị Vân mở miệng nói, đại ca việc này Đông Phương gia tộc ra mặt xem như điều đình, phải cho Đông Phương gia tộc mặt mũi, tạm thời từ bỏ, có chút chướng ngày sau ta chính mình đi tính. Đích xác lại nói tiếp là Tây Môn gia tộc tìm hắn phiền toái, hắn nhưng cho tới bây giờ không có trêu chọc quá Tây Môn gia tộc người, này bút chướng trước nhớ kỹ đi. Huynh đệ nơi này dù sao cũng là thành Tây, là Tây Môn gia tộc địa bàn, Tây Môn lão nhân chính là tiên đế tu vi, hảo hán phải biết tránh cái thiệt trước mắt. Quân tử báo thủ vạn năm không muộn, chuyện này bàn bạc kỹ hơn đi. Phương Đông người sắt tiến lên nói chuyện. Lần này còn muốn đa tạ Phương Đông huynh, Dương Nghị Vân ôm quyền nói lời cảm tạ. Phương Đông người sắt cười nói, khách khí cái gì, ta nói rồi giao hạ ngươi cái này bằng hữu. Nói nữa ông nội của ta phía trước đều thừa nhận ngươi là ta Phương Đông người sắt huynh đệ. Về sau đừng khách khí, hôm nay chuyện này không ở ngươi,
là bọn họ Tây Môn ra hạt đúc kết, giết cái kia vô tôn tiên vực người cũng hảo, đỡ phải phiền toái, bất quá huynh đệ a, về sau ngươi phải có sở phòng bị mới là, lần này đã chết một cái Trịnh Lũ Lụt, bọn họ nghĩ đến vì mặt mũi đều sẽ không thiện bãi cam hưu. Hỗn loạn tiên vực tuy rằng không phải ai đều có thể dương oai địa phương, nhưng ngươi phải cẩn thận bọn họ sau lưng hạ độc thủ, đoạn thời gian trong vòng thả đừng rời khỏi hỗn loạn tiên vực, liền đãi ở hỗn loạn tiên thành, nếu không ở bên ngoài, bọn họ cũng sẽ không giảng quy củ, tiên đế cấp bậc bên ngoài người không dám tùy ý tiến vào hỗn loạn tiên thành tới, nhưng ra tới hỗn loạn tiên vực liền không nhất định. Dương Nghị Vân nghe Phương Đông người sắt nói chuyện, biết hắn nói chính là lời nói thật, đích xác giết phu tôn tiên vực trước sau ba người, bọn họ sẽ không thiện bãi cam hưu, nhưng thì tính sao? Không phải hắn gây chuyện, là bọn họ vô tôn tiên vực người gây chuyện trước đây, vu một phổ không trảo tuyết hương, hắn cũng sẽ không động thủ. Trước mắt việc đã qua đi, đến nỗi về sau sự, về sau lại nói, hắn cũng không phải dễ chọc, mặc kệ là Tây Môn gia tộc vẫn là vô tôn thế lực, chỉ cần bọn họ lại lần nữa tiến đến, hắn chiếu sát không lầm. Chẳng qua kinh này một chuyện sau, Dương Nghị Vân trong lòng có bức thiết tăng lên tu vi gấp gáp cảm. Hôm nay có thể có Lục Nhĩ hiệp trợ, có Đông Phương gia tộc giải vây, ngày mai đâu? Hắn biết không có thể dựa nhân ra cả đời, chung quy vẫn là muốn dựa vào chính mình, cường đại hơn chính mình mới là. Nghe xong Phương Đông người sắt nói chuyện, Dương Nghị Vân gật gật đầu tỏ vẻ cảm tạ, rồi sau đó đi hướng Phương Đông Hạo Thiên, mặc kệ nói như thế nào, Phương Đông Hạo Thiên là ra tới giúp hắn, cũng là lão tiền bối, cảm tạ là muốn nói một tiếng. Vãn bối Dương Nghị Vân gặp qua Phương Đông tiền bối, đa tạ tiền bối giải vây. Dương Nghị Vân biết Phương Đông Hạo Thiên định nhiên là so với Tây Môn Trường Giác còn muốn nhiều ít người, nếu không Tây Môn Trường Giác sẽ không ở Phương Đông Hạo Thiên nói mấy câu lúc sau liền xám xịt mang theo rời đi. Đối mặt bực này cường giả Dương Nghị Vân tự nhiên không dám chậm trễ. Ha ha, tiểu gia hỏa không cần đa lễ, lão phu cũng là thuận tay vì này, đương nhiên trọng điểm là chống đỡ không được ta cái này tôn nhi người sắt mồm mép, ngươi là không biết tiểu tử này được đến tin tức Tây Môn gia nhân vì khó ngươi sau. Trước tiên lôi kéo lão phu liền chạy đến, nhà ta người sắt bằng hữu thiếu, tính tình không xấu, ngày sau các ngươi người trẻ tuổi nhiều hơn giao lưu mới là. Phương Đông Hạo Thiên mỉm cười nói chuyện, tùy ý vung lên ống tay áo liền đem Dương Nghị Vân nâng lên. Cho Dương Nghị Vân một loại xuân phong quất vào mặt cảm giác, thực hòa ái hiền từ. Làm người vừa tiếp xúc liền có thân thiết hảo cảm. Đương nhiên nghe Phương Đông Hạo Thiên nói chuyện, Dương Nghị Vân kỳ thật nghe được minh bạch. Phương Đông Hạo Thiên là ở cố ý thúc đẩy hắn tôn nhi Phương Đông người sắt cùng chính mình hữu nghị. Tuy rằng không biết Phương Đông Hạo Thiên vì cái gì sẽ bán cho chính mình lớn như vậy mặt mũi, nhưng như cũ cảm tạ hắn, đối Đông Phương gia này phân ân tình xem như thiếu hạ. Dương Nghị Vân cung kính trả lời, Phương Đông tiền bối yên tâm, ngày sau ta Dương Nghị Vân cùng Phương Đông người sắt chính là huynh đệ, có nạn cùng chịu có phúc cùng hưởng. Ha ha ha, hảo hảo hảo, người có tâm, đi thôi. Lão phu thỉnh các ngươi đi ta Đông Phương gia tộc làm khách nói chuyện. Phương Đông Hạo Thiên tâm tình rất tốt. Như thế vãn bối cung kính không bằng tuân mệnh, Nga đúng rồi, quên giới thiệu, vị này chính là ta kết bái huynh trưởng Lục Nhĩ Mi Hầu. Dương Nghị Vân nói chuyện đem Lục Nhĩ Mi Hầu giới thiệu cho Phương Đông Hạo Thiên gia tôn. Lục Nhĩ đạo hữu có lễ. Dương Nghị Vân lại là không nghĩ tới, hắn giới thiệu xong Lục Nhĩ, Phương Đông Hạo Thiên lại là chỉnh trọng cùng Lục Nhĩ chào hỏi. Là bình đẳng đối đãi, mà vừa rồi đối hắn còn lại là xem thành vãn bối. Cái này làm cho Dương Nghị Vân trong lòng đối Lục Nhĩ vị này đại ca, lại là xem trọng liếc mắt một cái, Phương Đông Hạo Thiên là người nào? Là hỗn loạn tiên thành tứ đại gia tộc đứng đầu người cầm đầu giả, càng là Tây Môn Trường Giác bực này tiên yến thành kiêng kỵ tồn tại, nhưng giờ phút này lại là đối Lục Nhĩ rất coi trọng. Chỉ thấy Lục Nhĩ loại nhếch miệng nói, lão nhân, đa tạ chiếu cố ta huynh đệ. Các ngươi nhân tộc địa bàn ta ngốc không quen, ngươi cũng không cần đa lễ, ta là yêu tộc, ngươi là nhân tộc, đối với ngươi không có hứng thú. Lục Nhĩ nói thực kiệt ngạo kiêu ngạo, làm Dương Nghị Vân trợn mắt há hốc mồm, không nghĩ tới vị này đại ca như thế bưu hãn, chút nào không thèm để ý Phương Đông Hạo Thiên. Càng làm cho hắn kinh ngạc chính là, kế tiếp Phương Đông Hạo Thiên thái độ lại càng làm cho muốn chấn động. Lại thấy Phương Đông Hạo Thiên hơi hơi mỉm cười nói, Lục Nhĩ đạo hữu nhưng thật ra ngay thẳng. Cũng hảo đạo hữu tự tiện, nếu là tiến đến hỗn loạn tiên thành, Đông Phương gia tộc tùy thời hoan nghênh đạo hữu tới làm khách. Phương Đông Hạo Thiên không chỉ có không có sinh khí Lục Nhĩ kiệt ngạo, càng là mang theo một tia làm Dương Nghị Vân cảm thấy ảo giác kinh ý, nói ra này một phen lời nói. Lục Nhĩ nhếch miệng không đang nói cái gì,
nhìn Phương Đông người sắt liếc mắt một cái, lại nhìn về phía Dương Nghị Vân mở miệng nói, tiểu vân tử tòa thành này ta không đi vào, nếu lần này đều đã xuất quan, ta liền không lưu tại hỗn loạn thiên vực, muốn đi cửu trọng thiên làm chút chuyện này, tiểu tử ngươi hảo hảo tu luyện đi, tạm thời lưu lại nơi này cũng không tồi. Nghe Lục Nhĩ nói chuyện ý tứ muốn đi. Dương Nghị Vân nhìn không được ngắt lời nói, đại ca chúng ta mới gặp mặt ngươi liền phải rời đi. Lục Nhĩ nhếch miệng nói, bằng không đâu, mặt đều gặp qua đừng làm ra vẻ, ta đi cửu trọng thiên chờ ngươi đó là, sớm nói ta còn có chút sự muốn đi xử lý. Thả yên tâm chó má vô tôn thế lực, bọn họ không dám phái tiên đế cấp bậc tới tìm tới phiền toái, có hôm nay Phương Đông lão nhân một phen lời nói, không có tiên đế tới rồi tìm ngươi phiền toái, đến nỗi tiên đế dưới tu sĩ tất nhiên sẽ có, nhưng chính ngươi giải quyết, nếu là giải quyết không được, đừng nói là ta Lục Nhĩ huynh đệ, không thể mất mặt như vậy được. Nhớ kỹ, ai trêu chọc ngươi, hết thảy đều cấp diệt, giết sạch sát sợ, cũng liền không có mắt dám trêu ngươi, ở hỗn loạn tiên vực nơi này đừng nhân từ nương tay, cũng đừng sợ cái gì chó má thế lực, nỗ lực tăng lên chính ngươi, có thực lực ngươi chính là vương giả. Trước khi đi đưa ngươi cái này, về sau đi nguyền rủa nơi đi dạo, đi vào thời điểm mang theo, yêu tộc liền sẽ không trêu chọc ngươi. Lục Nhĩ nói chuyện chung, lại là trong tay một phen xuất hiện hai mảnh kim sắc lá cây. Giờ phút này lại Phương Đông Hạo Thiên lại là kinh hô ra tiếng nói, Phù Tăng Diệp. Lão nhân có điểm nhãn lực, một khi đã như vậy, một khắc phiến tặng cho ngươi tôn nhi Lục Nhĩ nói chuyện chung, đem hai mảnh lá cây tùy tay phân cho Dương Nghị Vân cùng Phương Đông người sắt từng người một mảnh. Người sắt mau cảm ơn Lục Nhĩ đạo hữu. Phương Đông Hạo Thiên trên mặt hiện lên nhìn không được kinh hỉ, vội vàng làm Phương Đông người sắt cấp Lục Nhĩ nói lời cảm tạ. Phương Đông người sắt trước nay chưa thấy qua nhà mình lão gia tử như thế kích động thất thố quá, tuy rằng không biết cái gì Phù Tăng Diệp có ích lợi gì, nhưng cũng hiểu được có thể làm ra ra kích động đến suýt chút thất thố đổ vật tự nhiên tuyệt phi phàm vật. Vội vàng đối với Lục Nhĩ nói lời cảm tạ, đa tạ Lục Nhĩ tiền bối. Tiểu tử đình chỉ, ngươi nếu cùng ta huynh đệ xưng huynh gọi đệ, vậy kêu ta một tiếng đại ca đi, tiểu tử ngươi không tồi. Lục Nhĩ nhếch miệng nói. Phương Đông người sắt lại là có chút xấu hổ. Nhà mình lão gia tử cùng Lục Nhĩ ngang hàng tương xứng, hiện tại Lục Nhĩ làm hắn kêu đại ca, này. Bối phận có chút rối loạn, nhịn không được nhìn ra ra giống nhau. Lúc này Phương Đông Hạo Thiên trừng mắt nhìn liếc mắt một cái nói, tiểu tử thúi xem ta làm cái gì, Lục Nhĩ đạo hữu nếu làm ngươi kêu, vậy kêu đi. Được đến ra ra cho phép, Phương Đông người sắt vội vàng nói, đa tạ Lục Nhĩ đại ca. Tính tính, liền không thích các ngươi nhân tộc bực này rườm rà lễ tiết, ta đi rồi. Phương Đông lão nhân làm phiền, tiểu vân tử vi huynh ở cửu trọng thiên chờ ngươi. Giọng nói lạc bế Lục Nhĩ lại là đã hóa thành một đạo lưu quang biến mất không thấy. Đại ca, Dương Nghị Vân có chút tâm tâm niệm niệm, nhìn Lục Nhĩ rời đi phương hướng kêu to một tiếng, trong lòng cười khổ, vị này đại ca vĩnh viễn là như vậy hấp tấp, hoặc là nói tiêu sái đi, làm việc từ trước đến nay đều không do dự không quyết đoán. Nói đi là đi, tuy có không tha, nhưng cũng không có biện pháp. Hắn biết Lục Nhĩ tính tình cứ như vậy. Bất quá ngẫm lại Lục Nhĩ phía trước một phen lời nói, hắn há có thể không rõ, kỳ thật Lục Nhĩ đi cửu trọng thiên vô cùng có khả năng sẽ đi tìm vô tôn thế lực phiền toái. Hắn hiểu biết Lục Nhĩ tính tình, là cái thực trọng tình nghĩa người, có khả năng sẽ cho chính mình ngăn trở vô tôn thế lực phái ra tiên đế cấp bậc cường giả tới tìm phiền toái. Loại sự tình này Lục Nhĩ tính tình làm được. Hắn thực lo lắng, Lục Nhĩ sẽ một mình đi trêu chọc vô tôn thế lực. Cho là ngẫm lại vừa rồi Phương Đông Hạo Thiên đều đối Lục Nhĩ có kinh ý, nghĩ đến vị này đại ca tự bảo vệ mình chi lực là có đi. Lo lắng về lo lắng, hắn lại không có biện pháp, nhưng tâm lý càng thêm hạ quyết tâm, phải nhanh một chút tăng lên chính mình tu vi. Trong tay cầm Lục Nhĩ đưa tặng Phù Tăng lá cây, Dương Nghị Vân âm thầm hạ quyết tâm. Hảo, tiểu vân tử các ngươi tùy ta đi Đông Phương gia tộc đi, có một số việc cùng ngươi nói một chút. Lúc này Phương Đông Hạo Thiên lại lần nữa mở miệng. Dương Nghị Vân vừa lúc có chút vấn đề tưởng thỉnh giáo Phương Đông Hạo Thiên, liền tiếp đón Tuyết Hương cùng Lạc Dương cùng nhau. Ngay sau đó chỉ thấy Phương Đông Hạo Thiên vung tay lên, tức khắc Dương Nghị Vân liền cảm giác có chút trời đất quay cuồng, quang mang chói mắt, theo bản năng một nhắm mắt, loại cảm giác này lại là giây lát biến mất, lại lần nữa mở hai mắt, lại là phát hiện bọn họ mọi người đã tới rồi một chỗ ao hồ đình chung. Hoan nghênh đi vào Đông Phương gia tộc làm khách, ha ha Phương Đông người sắt cười hì hì nói chuyện. Dương Nghị Vân có này đó khiếp sợ, đây là kiểu gì thần thông, một chút mang theo bọn họ 4-5 người ngay lập tức liền từ hỗn loạn tiên thành Tây Thành ngoài thành, tới rồi Đông Phương gia tộc.
đình rất lớn, tọa lạc ở trong hồ lớn ương, sơn thủy vần quanh, một bộ tiên cảnh bộ dáng. Làm Dương Nghị Vân không nghĩ tới chính là, hắn đưa cho Phương Đông người sắt một bộ trà cụ chi vật bày biện ở đình trung. Phương Đông Hạo Thiên như là biết Dương Nghị Vân có rất nhiều nghi vấn, sang sảng một chút nói, tiểu vân tử các ngươi đều ngồi đi, ngươi đưa cho người sắt này bộ trà đạo chi vật rất có ý tứ, đứa nhỏ này hiếu kính ta, tới, ngồi xuống nếm thử ta pha trà tay nghề như thế nào, có cái gì vấn đề chúng ta chậm rãi nói. Dương Nghị Vân nói lời cảm tạ một tiếng cùng Lạc Dương Tuyết Hương ba người nhập tòa. Phương Đông Hạo Thiên chính là như là một vị nhà bên dưỡng sinh trưởng giả giống nhau, bắt đầu pha trà, một bên nói chuyện nói, các ngươi từ hôm nay trở đi liền chuyển đến Đông Phương gia cư trú đi. Lời tuy ngắn gọn một câu, nhưng lại nhìn Dương Nghị Vân ánh mắt giống nhau, mà Dương Nghị Vân còn lại là minh bạch Phương Đông Hạo Thiên ý tứ, làm cho bọn họ chuyển đến Đông Phương gia tộc, kỳ thật chính là đối hắn một loại bảo hộ, nói đến cùng, hắn đắc tội Vu Tôn thế lực cùng Tây Môn gia tộc, đều không phải đơn giản hạng người. Nên đề phòng vẫn là muốn phòng bị. Dương Nghị Vân không cự tuyệt, đối Phương Đông Hạo Thiên đạo tạ ý bảo. Rốt cuộc hắn bên người còn có Tuyết Hương, Lạc Dương mặt khác còn có bế quan tu luyện cảnh sán. Nghĩ đến cảnh sán, Dương Nghị Vân vội vàng đối Lạc Dương cùng Tuyết Hương nói, các ngươi hai cái đi về trước một chuyến, đem cảnh sán cùng tiểu lục tử các nàng tiếp nhận đến đây đi. Hảo! Lạc Dương cùng Tuyết Hương cũng biết hôm nay sự, Dương Nghị Vân đắc tội thế lực không đơn giản. Đối phương đều có cường giả tồn tại, cảnh sán lúc này còn ở đệ nhất cư một người bế quan tu luyện đâu, cũng đích xác hẳn là đem cảnh sán kế đó, ở tại Đông Phương gia tộc tạm thời có thể an toàn. Hai nàng đứng dậy liền đi. Phương Đông Hạo Thiên lại là mở miệng đối Phương Đông người sắt nói, người sắt ngươi cũng tiến đến đi, đem người kế đó, thuận tiện dàn xếp nơi, ta cùng với tiểu vân tử trò chuyện. Là, ra vân tử ngươi trước ngồi, chúng ta đi. Làm phiền. Chờ ba người rời đi sau, Phương Đông Hạo Thiên mở miệng nói, tiểu vân tử ngươi vị nào lục nhĩ đại ca là cái gì tồn tại, sợ là ngươi đều không rõ ràng lắm đi. Ta chỉ biết hắn là yêu tộc lục nhĩ mi hầu, mặt khác thật đúng là biết đến thiếu, lần này còn muốn đa tạ Phương Đông tiền bối giải vây. Dương Nghị Vân lại lần nữa nói lời cảm tạ. Đều nói, ngươi đi theo người sắt kêu ta một tiếng ra liền không cần khách khí, về sau liền đem Đông Phương gia tộc trở thành nhà của ngươi, lại nói giải vây việc. Kỳ thật hôm nay liền tính ta không tới, lục nhĩ cũng có thể ứng phó. Nói tới đây thời điểm Phương Đông Hạo Thiên tạm dừng một chút, cảm thán một tiếng, tiếp tục nói, lão phu ở ngươi một cái tiểu bối trước mặt cũng không làm ra vẻ, ta biết ngươi nghi hoặc chúng ta lão phu sẽ vô duyên vô cớ giúp ngươi, lời nói thật cùng ngươi nói đi, lão phu có thể tiến đến, có một bộ phận nguyên nhân tự nhiên là ta kia tôn nhi người sát, đích xác tưởng cùng ngươi làm bằng hữu, hắn cho ta nói qua, tiểu tử ngươi đối hắn ăn uống, đây là thứ nhất. Thứ hai, ngày đó nị trên người ra tới cái kia hắc y nữ tử, ta cảm nhận được cổ xưa hồng hoang hơi thở, không thể phỏng đoán người A, cho nên lão phu giúp ngươi là một loại kết giao, ta chờ tuy là tu đạo hạng người, nhưng có đôi khi cũng không tránh được tục, đặc biệt là ở hỗn loạn thiên vực bực này địa phương, cần phải có minh hữu hoặc là nói bằng hữu, không chuẩn ngày nào đó là có thể cứu ngươi mệnh. Nói đến cùng chính là coi trọng ngươi phía sau vị nào hắc y nữ tử, đương nhiên, nhưng ta hôm nay nhìn thấy ngươi. Lại là càng thêm khẳng định chính mình làm ra quyết định, người cũng không đơn giản, bên người có thể xuất hiện lục nhĩ mi hầu bực này vượt qua ngũ hành dị chủng sinh linh, bản thân đã nói lên ngươi là thân cư đại khí vận người. Hỗn thế bốn hầu chi nhất lục nhĩ mi hầu, tuy rằng luận cảnh giới khả năng không bằng hôm nay Tây Môn Trường Giác Tiên Đế, nhưng thật muốn là đánh lên tới, ha ha, lão phu phỏng trường chết nhất định là Tây Môn Trường Giác, vượt qua ngũ hành ở ngoài dị chủng yêu tộc, ở tiên giới tuy rằng không nhiều lắm. Nhưng cũng tuyệt đối tồn tại một ít, bọn họ chính là yêu tộc cường giả chân chính, chọc không được, ngay cả tiên giới tam đại thiên tôn cũng không dám dễ dàng trêu chọc. Phương Đông Hạo Thiên thực thẳng thắn thành khẩn nói xong, Dương Nghị Vân ngược lại trong lòng kiên định rất nhiều, đích xác dựa theo Phương Đông Hạo Thiên nói chuyện, chính là coi trọng chính mình trước người phía sau tiềm lực, hoặc là nói là hoa sen đen mặt mũi đi. Hoa sen đen đến tột cùng như thế nào cường đại thần bí, Dương Nghị Vân đều không rõ lắm. Nhưng Phương Đông Hạo Thiên bực này không biết tu luyện nhiều ít năm tháng cáo già tất nhiên có thể nhìn ra một ít tới, cho nên hắn xem ở hoa sen đen mặt mũi thượng giúp chính mình, cũng nói quá khứ. Hiện giờ có lục nhĩ xuất hiện, cái này Phương Đông Hạo Thiên nói càng trắng ra, cũng càng đơn giản sáng tỏ. Chỉ cần không phải mặt khác mưu đồ, là có thể đánh mất hắn trong lòng nghi hoặc. Dương Nghị Vân cười cười tỏ vẻ hiểu biết, theo sau trong tay hắn một phen,
lấy ra Lục Nhĩ trước khi đi đưa tặng phù tang lá cây hỏi, Phương Đông Gia Gia, có biết ta Lục Nhĩ đại ca đưa tặng cái này phù tang lá cây có tác dụng gì? Còn có hắn nói cái gì đi nguyền rủa nơi có thể sử dụng thượng, nguyền rủa nơi lại là địa phương nào, còn thỉnh giải thích nghi hoặc. Phương Đông Hạo Thiên gật gật đầu nói, này phù tang cũng tự nhiên không phải tầm thường lá cây, nghe đồn hồng hoang thời đại yêu tộc thánh địa có một che trời thụ đã kêu phù tang thư, ra đời với khai thiên chỗ, thượng thông thiên giới, hạ thông cửu u, lá cây hấp thu thiên địa chi linh khí, chịu nhật nguyệt sao trời chiếu rọi, sinh thành nhật nguyệt sao trời khắc văn, 36.000 lá cây, 36.000 loại nhật nguyệt sao trời khắc văn, mỗi một cái đều có chất chứa đại đạo thiên cơ, tìm hiểu chi nhưng tu luyện xuất thần thông. Đương nhiên đến nỗi có thể hay không tu luyện xuất thần thông cũng không biết, bất quá phù tang lá cây lại là yêu tộc cao giai quý tộc sử dụng thân phận tượng trưng chi vật, ở hồng hoang thời đại chỉ có huyết mạch cao giai yêu tộc mới có thể ở trên quần áo được khảm thượng phù tang diệp. Cho nên sau lại truyền lưu, nhân tộc cầm phù tang diệp tiến vào yêu tộc nơi, liền sẽ không đã chịu yêu tộc khó xử, ngược lại sẽ được đến yêu tộc trợ giúp, phù tang lá cây liền tính ở yêu tộc trung càng không có nhiều ít truyền lưu, lại là không nghĩ tới người vị nào Lục Nhĩ đại ca. Vừa ra tay chính là hai mảnh, người sắt xem như dính ngươi hết, đạt được một mảnh, từ nơi này có thể suy đoán, Lục Nhĩ ở yêu tộc trung địa vị phi thường chi cao a. Dương Nghị Vân gật đầu, đem này đó vài cái, chậm rãi chê cười, không nghĩ tới Lục Nhĩ cùng phù tang lá cây còn có bực này chuyện xưa, ngay sau đó lại truy vấn, thật tốt nguyền rủa nơi, kia nguyền rủa nơi đâu. Phương Đông Hạo Thiên buông chén trà, nhìn phía chân trời mở miệng nói, nguyền rủa nơi là hỗn loạn thiên vực thần bí nhất. Cũng là nhất hung hiểm địa phương, nhưng đối tu sĩ tới nói, lại là nhất muốn đi địa phương. Dương Nghị Vân nghe được Phương Đông Hạo Thiên nói chuyện, trong lòng nhưng thật ra nổi lên lòng hiếu kỳ, không có đánh gãy Phương Đông Hạo Thiên, chờ hắn nói tiếp. Cảm giác thượng hắn nói nguyền rủa nơi hẳn là không bình thường. Bất quá cũng không kỳ quái, thiên giới sao, chung quy có một ít thần bí nơi tồn tại. Chỉ nghe được Phương Đông Hạo Thiên tiếp tục nói, nghe đồn nguyền rủa nơi là cổ xưa thiên giới di tích. Bên trong có thế gian huyền ảo chi mê, như có cơ duyên khí vận, tiên quân lúc sau mỗi một cái cảnh giới muốn lại đi tăng lên đột phá so lên trời đều khó, bởi vì tiên giới tam đại thiên tôn gác ngăn chặn lên trời lộ, dẫn tới tiên giới thiên đạo không được đầy đủ, rất khó tiến bộ. Từ từ, ta đánh gãy một chút, không nghe minh bạch, lên trời lộ. Tam đại thiên tôn, cầm giữ, này cùng tu luyện có quan hệ. Dương Nghị Vân nghe có chút hồ đồ nhìn không được đánh gãy Phương Đông Hạo Thiên nói tiếp. Phương Đông Hạo Thiên suy nghĩ nhìn qua có chút dao động phục hồi tinh thần lại nói, là ta lão hồ đồ, tiên giới một chút sự tình các ngươi này đó tiểu bối không biết, hành, chúng ta liền từ nơi này nói lên đi. Hảo Dương Nghị Vân biết Phương Đông Hảo Ngọt sẽ không vô duyên vô cớ cho hắn giảng này đó, tất nhiên có nguyên nhân, hơn nữa này đó chính là bí văn, hắn cũng muốn nghe muốn biết. Hiện giờ tới rồi tiên giới, biết đến đồ vật càng nhiều đối hắn có lẽ sẽ càng hữu lực. Hơn nữa đắc tội thế lực lớn có xa có gần, xa chính là tam đại thiên tôn chi nhất phu tôn, lúc này Phương Đông Hạo Thiên lại nói tiếp, vừa lúc hiểu biết một phen. Gần tự nhiên chính là Tây Môn gia tộc, so sánh với dưới đến không có gì. Hiện giờ tạm thời có Phương Đông Hạo Thiên che chở nghĩ đến Tây Môn Trường Giác đảo cũng không dám lỗ mãng, ít nhất cho thấy thượng là không dám. Tiếp theo liền nghe được Phương Đông Hạo Thiên chậm rãi nói, thiên giới đương kim kỳ thật là bị tam đại thiên tôn cấp cầm giữ. Rất nhiều tiên nhân sinh tồn ở tam đại tiên tôn hơi thở dưới, bởi vì bọn họ phá hỏng mọi người cầu đạo chi lộ. Nói như thế, thế hệ trước người hẳn là đều biết, tiên giới tu luyện cảnh giới tiên tôn chi cảnh không phải trọng điểm, đại đạo vô tận, há có thể có chung. Nhưng tam đại tiên tôn lại là nói cho mọi người tiên tôn chính là tu luyện đỉnh, trên thực tế là bọn họ tưởng độc bá tiên giới, không nghĩ làm những người khác đột phá tiên tôn chi cảnh hơn nữa, cho nên phá hỏng lên trời lộ. Cái gọi là lên trời lộ chính là liền cửu trọng thiên hoặc là nói là toàn bộ tiên giới trung tâm nơi. Cái gọi là tam giới thiên địa người, chúng ta hiện tại vị trí tiên giới kỳ thật là địa giới, mà thiên giới là một cái khác địa phương, lên trời lộ chính là đi thông thiên giới chi lộ, cũng là tiên tôn phía trên phải đi lộ, càng là tiên quân lúc sau mỗi một cái cảnh giới có thể hay không thuận lợi thăng cấp mấu chốt. Về tam giới nói đến, Dương Nghị Vân nhưng thật ra biết, lão nhân cùng thần ma đều cho hắn giảng quá. Không nghĩ tới hiện tại Phương Đông Hạo Thiên cũng nói ra, mơ hồ Trung Dương Nghị Vân cảm giác hôm nay Phương Đông Hạo Thiên sẽ giảng ra rất nhiều tân bí tới. Phương Đông Hạo Thiên uống một ngụm trà tiếp tục nói, cho nên nói lên trời đường bị tam đại thiên tôn cầm giữ, tương đương là chặt đứt vô số sinh linh cơ duyên, mà lâu dài gần nhất bọn họ cũng tuyên dương tiên giới chính là trọng điểm,
mặc kệ là bản thể sinh linh vẫn là nói hạ giới phi thăng mà đến sinh linh, dùng bọn họ Tam Đại Thiên Tôn nói, đều đừng nỗ lực, dù sao thành tiên lúc sau chính là trường sinh tiên. Nhưng lời này liền ở lừa gạt, tuy rằng không biết Tam Đại Thiên Tôn đến tột cùng vì cái gì phải cầm giữ lên trời lộ, bằng không tiên giới sinh linh nhìn trộm thiên giới ảo diệu, nhưng này tuyệt đối là không hợp lý, rất nhiều cổ xưa thế lực, sinh linh, chủng tộc đều biết điểm này, nhưng đại gia phản kháng quá, muốn mở ra lên trời lộ, nhưng Tam Đại Thiên Tôn quá cường đại, là thiên tôn cảnh giới chung người xuất sắc, cho nên được xưng là thiên tôn. Gần một cái thời đại gần nhất đều là bực này cục diện, mỗi cái mấy ngàn thượng vạn năm đều sẽ có người không ngừng đi sấm lên trời lộ, đều không ngoại lệ đều lấy thất bại chấm dứt, như thế đại gia cảm thấy lên trời lộ là không hy vọng, chỉ có thể mặt khác nghĩ cách, cho nên ta vừa rồi nói hỗn loạn tiên vực nguyền rủa nơi chính là một cái lựa chọn. Lên trời lộ tính lên là một cái mọi người đều biết đại đạo chi lộ, nhưng lại bị Tam Đại Thiên Tôn phá hỏng, mà mặt khác một loại liền so lên trời còn khó khăn, nhưng lại vẫn là một cái lộ. Như tiên giới tồn tại một ít tựa hỗn loạn thiên vực nguyền rủa giống nhau địa phương, bên trong lại là truyền lưu có thiên giới truyền lưu chi vật, chỉ cần vận khí tốt có thể gặp phải, là có thể tìm được đột phá biện pháp, tiên quân hạng người đột phá tiên vương cảnh giới tiên đế cảnh giới tiên tôn. Mà tiên tôn tắc có thể ở thượng một tầng lâu, nhìn trộm thiên giới, lúc ấy chính là không cần lên trời lộ cũng có thể có cơ hội đến tiên giới. Nhưng mà đến nay còn không có cái nào tiên tôn cường giả có thể không dựa lên trời lộ do đó nhập thiên giới, bất quá đối với tiên quân trở lên tiên tôn dưới tu sĩ, con đường này lại là hành thông, bởi vì bất luận cái gì đại hung đại nguy hiểm nơi từ ở thiên tài địa bảo đều có thể trợ giúp đột phá tu vi. Từ hồng hoang tối thượng cái thời đại, nghe đồn thiên giới có không ít sự vật truyền lưu xuống dưới, mà này đó hoặc là thiên tài địa bảo, hoặc là công pháp thần thông, thậm chí là thiên giới sinh linh một cây tóc đều đối chúng ta hiện tại thiên giới là hữu dụng. Đây là con đường thứ hai, một cái tràn ngập bụi gai lộ, mọi người đều đi nỗ lực, bước lên con đường này, liền không có dừng lại đạo lý, đều phải đi xuống đi, Tam Đại Thiên Tôn việc không nói đến, đối với ngươi mà nói quá xa xôi, hôm nay nói với ngươi nguyền rủa nơi, là đối với ngươi có trợ giúp. Đạt tới tiên quân lúc sau, nhưng lại nguyền rủa nơi tìm kiếm cơ duyên, rèn luyện cũng hảo, tu luyện cũng thế đều là có thể, nếu là đổi ở hôm nay phía trước. Liền tính là ngươi tu luyện đạt tới tiên quân ta cũng sẽ không cho ngươi đi nguyền rủa nơi, nhưng là hiện giờ có ngươi vị nào đại ca đưa tặng phù tang diệp, đi trước nguyền rủa nơi đã có thể có bảo đảm. Ở hỗn loạn tiên vực nơi này, nguyền rủa nơi nhiều yêu tộc, có phù tang diệp có thể miễn đi rất nhiều phiền toái, ít nhất tuyệt đại bộ phận yêu tộc là sẽ không khó xử, có chút thậm chí khả năng sẽ trợ giúp, chờ ngươi tu vi bước vào tiên quân lúc sau liền đi nguyền rủa nơi, đến lúc đó ta làm người sát bồi ngươi hết thảy đi rèn luyện. Chuyện này ra lên thật muốn cảm ơn người vị nào đại ca, phù tang diệp hiếm có thể nói là tiến vào nguyền rủa nơi giấy thông hành, đến lúc đó có hay không cơ duyên liền xem các ngươi chính mình, về nguyền rủa nơi, trừ bỏ là thiên giới di lưu nơi ngoại, nơi nào còn tồn tại yêu tộc, ma tộc, nhân tộc, đương nhiên hơn phân nửa đều là đi vào tìm cơ duyên, nhưng yêu tộc ở nguyền rủa nơi chiếm cứ ưu thế, là bởi vì hỗn loạn tiên vực có một bộ phận yêu tộc bản thân liền sinh hoạt ở nguyền rủa nơi chung. Dương Nghị Vân nghe xong lúc sau, đảo cũng minh bạch, đây cũng là Phương Đông Hạo Thiên hảo ý, như vậy cũng hảo, bực này với cho hắn về sau tu luyện chi lộ chỉ ra một phương hướng, đứng dậy đối với Phương Đông Hạo Thiên trịnh trọng xin lỗi, đa tạ Phương Đông gia gia chỉ điểm. Phương Đông Hạo Thiên cười dừng tay, ngồi, về sau đừng có khách khí như vậy, có cái gì tu luyện thượng vấn đề cứ việc hỏi đó là, còn có ta nói còn chưa nói xong đâu. Thỉnh Phương Đông gia gia danh ngôn, Dương Nghị Vân thực cảm kích. Từ chết lão nhân rời khỏi sau liền không còn có người chỉ điểm quá hắn tu luyện việc, hiện giờ Phương Đông Hạo Thiên những lời này chính là làm hắn trong lòng đại hỉ, cầu mà không được. Người đâu, hiện giờ xem như đắc tội Vu Tôn thế lực, lấy ta đối Vu Tôn thế lực hiểu biết, bọn họ là sẽ không thiện bãi cam hưu, hành sự bá đạo, kiêu ngạo vô cùng chính là Tam Đại Thiên Tôn thế lực phong cách, cứ việc bọn họ khả năng sẽ kiêng kỵ hỗn loạn tiên vực một ít cổ xưa sinh linh, tạm thời sẽ không phái ra tiên đế cấp bậc cường giả tới tìm ngươi phiền toái. Nhưng dù sao cũng là tiên giới chúa tể thế lực chi nhất, liền tính bọn họ không thân phái người cướp về tìm ngươi phiền toái, chỉ cần thả ra một ít khẩu phong. Hỗn loạn tiên thành này một chỗ sẽ có vô số sinh linh nịnh bợ Vu Tôn, đến lúc đó ngươi sẽ phiền toái không ngừng. Huống chi còn có hỗn loạn tiên thành bản thổ thế lực Tây Môn gia tộc, lần này Tây Môn lão nhân tuy rằng bị ta đè ép xuống dưới, nhưng ta hiểu biết Tây Môn lão nhân, hắn tâm nhãn tử không lớn, nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Đến lúc đó nếu là Vu Tôn thả ra một câu, sẽ có hỗn loạn tiên thành thần linh cho hắn bán mạng,
nếu là như thế này, nghĩ đến Tây Môn gia tộc nhất định sẽ sau lưng ngáng chân, nhưng chính là nội ứng ngoại hợp, cho đến lúc này ngươi sẽ thực gian nan. Đây cũng là ta vì cái gì muốn cho ngươi trụ tiến ta Đông Phương gia tộc nguyên nhân, hỗn loạn thiên thành bất luận cái gì sinh linh, lá gan ở đại, còn không có cái kia dám đến ta Đông Phương gia dương oai, cho nên ngươi tạm thời yên tâm đó là, bất quá lão phu nhìn ra được tới, ngươi cái này tiểu gia hỏa cũng không phải là cái gì rùa đen rút đầu tính tình, làm ngươi vẫn luôn có đầu rút cổ ở ta Đông Phương gia tộc, sợ không phải ngươi muốn đi. Dương Nghị Vân nghe Phương Đông Hạo Thiên nói chuyện, nói thật sau lưng mồ hôi lạnh đều xông ra, bởi vì hắn biết, Phương Đông Hạo Thiên nói này đó nhưng đều là lời nói thật, suy nghĩ một chút nếu là Vu Tôn thế lực thật thả ra một câu làm người giết hắn, đường đường tiên giới tam đại chúa tể chi nhất thế lực, cũng không phải là đùa giỡn, đến lúc đó 89 phần 10 thật sự sẽ có hỗn loạn tiên thành người bán mạng, hơn nữa một cái Tây Môn gia tộc, hắn ở hỗn loạn tiên thành thậm chí là phóng nhãn toàn bộ hỗn loạn tiên vực khả năng đều sẽ một bước khó đi. Hơn nữa chính như Phương Đông Hạo Thiên lời nói, hắn cũng không phải là cái loại này có thể ở một chỗ an an tĩnh tĩnh đợi người, nói vậy cùng rùa đen rút đầu có cái gì khác nhau. Càng không phải hắn Dương Nghị Vân tính tình. Trong lòng nghĩ nếu là tới lúc đó, hắn thà rằng chết trận, cũng không làm rùa đen rút đầu. Hơn nữa hắn cũng không có thời gian an an tĩnh tĩnh ở một chỗ đợi đi, hắn yêu cầu thực lực, yêu cầu cường đại vô cùng thực lực, yêu cầu không ngừng tăng lên chính mình tu vi. Lão nhân có đại địch người. Hiện tại hắn có thể đoán được một vài là cái gì địch nhân, 89 phần 10 với tam đại thiên tôn thoát không được can hệ. Thân là đệ tử, hắn há có thể nhìn lão nhân một người đi đối chiến tam đại thiên tôn. Kia không phải hắn muốn. Còn có đi vào tiên giới cũng có 2000 năm tả hữu, tính tính thời gian tu chân giới vân môn những cái đó thân nhân bằng hữu cũng nên đến bay lên lúc, hắn càng cần nữa cường đại thực lực, quá nghiêm khắc thực lực, chỉ có được cường đại thực lực mới có thể càng tốt bảo vệ tốt chính mình thân nhân bằng hữu. Đây mới là Dương Nghị Vân chân chính nội tâm ý tưởng. Nhưng hiện tại nghe Phương Đông Hạo Thiên như vậy vừa nói, hắn cảm giác sự tình có chút khó làm. Ngay sau đó hắn nhìn đến sinh thái nhẹ nhàng, thả trên mặt có nhàn nhạt ý cười Phương Đông Hạo Thiên, giật mình, nếu Phương Đông Hạo Thiên cho hắn giảng thuật này đó, kia nghĩ đến là hữu dụng ý đi. Không bằng thử hỏi một chút, bực này đại nhân vật tất nhiên sẽ cho chính mình chỉ điểm ra một cái nói tới. Trong mắt vừa chuyển. Dương Nghị Vân mở miệng nói, Phương Đông gia gia ta hiện tại liền muốn đi nguyền rủa nơi, còn thỉnh Phương Đông gia gia thành toàn, cấp vãn bối chỉ điều nói. Giờ phút này Phương Đông Hạo Thiên lại là cười ha ha lên, ha ha ha. Ngay sau đó dừng lại, nhìn Dương Nghị Vân nói, người cái này tiểu gia hỏa quả nhiên sẽ như vậy lựa chọn, lão phu không nhìn lầm, bất quá nguyền rủa nơi không giống bình thường, liền tính là có phù tang lá cây cũng không được, hiện tại đi không được. Cần thiết muốn tiên quân chi cảnh lão phu mới yên tâm ngươi cùng người sát cùng đi nguyền rủa nơi. Lại lần nữa phía trước, lão phu hy vọng ngươi lại một chỗ, có lẽ có thể làm ngươi đột phá, tu vi đạt tới tiên quân, thậm chí càng cường, đương nhiên hết thảy đều xem cơ duyên, không biết ngươi có bằng lòng hay không nghe lão phu. Dương Nghị Vân nghe Phương Đông Hạo Thiên ngữ khí, tựa hồ đã sớm mưu hoa hảo, lập tức nói, vãn bối tự nhiên nguyện ý, còn thỉnh Phương Đông gia gia chỉ điểm. Hắn nghe được có thể đột phá chính mình tu vi, tự nhiên là cầu mà không được. Chỉ nghe Phương Đông Hạo Thiên mở miệng nói, ngươi nhưng đi trước hỗn loạn tiên thành nội thành một hàng, nơi đó mới là tòa thành trì này chân chính trung tâm nơi, mới là chân chính hỗn loạn tiên thành. Dương Nghị Vân nhìn không được đánh gãy Phương Đông Hạo Thiên đạo, Phương Đông gia gia ta nghe nói qua nội thành, không phải nói nội thành căn bản vào không được sao. Có cái gì tam đại khảo nghiệm gì đó, căn bản không ai có thể đi vào đi. Phương Đông Hạo Thiên không để ý Dương Nghị Vân đánh gãy hắn, ha ha cười nói, đích xác có loại này cách nói, bất quá đó là đối với các ngươi mà nói, hỗn loạn tiên thành nội thành đối chúng ta tứ đại gia tộc mà nói, tưởng đi vào lại cũng không khó. Chúng ta Phương Đông, Tây Môn, Tư Không, Độc Cô, tứ đại gia tộc, được xưng hỗn loạn tiên thành tứ đại gia tộc, lại cũng không phải không nguyên nhân, có thể được xưng hỗn loạn tiên thành tứ đại gia tộc, đúng là bởi vì cùng nội thành có quan hệ, cho nên mới có cái này danh hiệu. Cho nên ngươi lo lắng vấn đề không tồn tại, tứ đại gia tộc đều có mặt khác bí mật thủ đoạn có thể đưa trong tộc đệ tử tiến vào hỗn loạn nội thành đi, nội thành có trong truyền thuyết ngũ sắc thần lực, là năm loại thuộc tính bất đồng siêu việt tiên nguyên lực lực lượng, bực này lực lượng hấp thu khó khăn phi thường đại, nhưng lại chỉ cần có một chút ít tiến vào trong cơ thể tuyệt đối có thể tăng trưởng ngày thường gấp 10 lần gấp 100 lần tu luyện. Đến lúc đó lão phụ đưa ngươi tiến hỗn loạn nội thành, có hay không cơ duyên xem ngươi cá nhân tạo hóa. Bất quá tin tưởng ngươi tiến giai tiên quân. Đừng kỳ quái,
chúng ta tứ đại gia tộc sở dĩ có thể trở thành hỗn loạn tiên thành bốn tộc, chính là nắm giữ người bình thường không biết như thế nào đi vào nội thành phương pháp, do đó làm kéo dài đến nay. Ngươi chuẩn bị một chút, ta đưa ngươi tiến vào nội thành, đến lúc đó có hay không khả năng đột phá liền xem ngươi cá nhân tạo hóa, như có thể tiến giai tiên quân, đến lúc đó ở đi vào nguyền rủa nơi vậy có thể an toàn rất nhiều. Dương Nghị Vân nghe ý tứ, tựa hồ này hỗn loạn nội thành, giống như là bọn họ tứ đại gia tộc giống nhau, nhưng thật ra thần kỳ, phía trước Tạp Mao Điểu cho hắn nói qua, tiến vào nội thành khó khăn lớn đến không giới hạn, lúc này khen ngược, ở phương Đông Hạo Thiên trong miệng căn bản không phải chuyện này nhi. Này với hắn mà nói lại một chuyện tốt, vội vàng nói, vậy nghe phương Đông gia gia an bài. Như thế rất tốt, nội thành là cổ di tích nơi, còn có rất nhiều tân bí ta lại nói với ngươi nghe một chút, đi vào lúc sau trong lòng cũng hảo có cái số. Một già một trẻ uống trà luận đạo bắt đầu. Dương Nghị Vân thật sự rất cảm kích phương Đông Hạo Thiên, đều nói tu sĩ chi gian ích lợi lớn nhất, phương Đông Hạo Thiên đã thản nhiên giúp hắn là bởi vì hoa sen đen, hoặc là nói là bối cảnh, Đông Phương gia tộc nhân đinh đơn bạc chính là tưởng cấp phương Đông người sắt tìm cái minh hữu. Mà trọng điểm cũng là vì phương Đông người sắt xem hắn xem vừa mắt, tưởng giao hắn cái này bằng hữu. Nói trở thành người một nhà, hiện tại xem ra cẩn thận tỉ mỉ, cái gì đều suy xét. Thậm chí còn Dương Nghị Vân đều cảm giác phương Đông Hạo Thiên chân đem hắn trở thành thân nhân đối đãi. Cái này làm cho hắn phi thường cảm động. Nguyên lai tiên giới cũng có chân chính rơi xuống thiên kim, trọng tình trọng nghĩa người. Mới đầu đều làm hắn cảm giác Đông Phương gia tộc đối hắn như thế hảo, còn có lớn hơn nữa ích lợi mưu đồ, hiện tại xem ra là chính mình đem lòng tiểu nhân đo dạ quân tử. Cầu tiên chi đạo, tuy rằng là cường giả vi tôn, cá lớn nuốt cá bé pháp tắc, nhưng trừ cái này ra, lòng dạ bằng phẳng tình nghĩa tự nhiên cũng có. Này lại làm sao không phải một loại khác đại đạo. Cùng phương Đông Hạo Thiên nói chuyện phiếm uống trà, một già một trẻ đảo cũng thích ý, phương Đông Hạo Thiên đối hắn không có gì tư tàng, hỏi cái gì liền đáp cái gì. Từ trong thành đến toàn bộ hỗn loạn tiên thành, lại đến hỗn loạn tiên vực, phóng nhãn tiên giới, có thể biết được, chỉ cần Dương Nghị Vân hỏi ra tới phương Đông Hạo Thiên đều giải đáp. Đặc biệt là ở tu luyện thượng. Dương Nghị Vân đi đến hiện tại có rất nhiều tu luyện thượng vấn đề vẫn luôn đều mơ mơ hồ hồ, hiện giờ dò hỏi phương Đông Hạo Thiên lúc sau, tức khắc như thể hồ quán đỉnh, bối rối hắn rất nhiều tu luyện vấn đề đều nhất nhất vạch trần. Mỗi một cái Dương Nghị Vân nghe nhập thần, bất chi bất giác chung bỗng nhiên cả người run lên, lại là trong tay cầm chén trà muốn buông đi, nhưng giống như là định thân giống nhau dừng lại. Giờ phút này phương Đông người sắt mang theo Lạc Dương, Tuyết Hương, Cảnh Sán đều đã đến. Thật xa liền phải há mồm kêu to, lại là bị phương Đông Hạo Thiên giơ tay ngăn lại, rồi sau đó chỉ Dương Nghị Vân. Người sau vội vàng câm miệng, lại cũng nhìn ra Dương Nghị Vân tình huống. Phương Đông Hạo Thiên thân hình chợt lóe lại là đã tới rồi hồ bờ bên kia mấy người bên người. Gia Gia Vân tử đây là nhập định, phương Đông người sắt hỏi. Phương Đông Hạo Thiên gật gật đầu nói, thiên phú dị bẩm a, tiểu vân tử thiên phú ở ngươi phía trên, xem tiểu tử ngươi về sau còn kiêu ngạo. Nhìn tôn tử phương Đông người sắt, phương Đông Hạo Thiên cười nói giáo, rồi sau đó tiếp tục nói, vốn tưởng rằng tiểu tử ngươi chính là ta Đông Phương gia tộc vạn năm không ra thiên tài, ở toàn bộ hỗn loạn tiên vực đều phải tính đứng đầu tu luyện thiên phú, hiện giờ nhìn đến tiểu vân tử, ra ra mới xem như chân chính minh bạch như thế nào thiên tài. Phương Đông Hạo Thiên vô cùng cảm thán, tiện đà tán thưởng nói, thế gian có long phượng kỳ lân nhi, tiểu vân tử chính là bực này người a, gần mấy phen đối đáp. Là có thể tiến vào cảnh giới thể ngộ chung đi, thật sự thiên tài. Phương Đông người sắt nghe ra ra đối Dương Nghị Vân như thế cao đánh giá, trong lòng có chút ăn vị, ê ẩm nói, lão gia tử ngài luôn phong hào tiên đế hảo đi, bất luận kẻ nào nghe ngươi dạy bảo, đều có thể khai ngộ, này cũng bình thường a. Lại nói vân tử bản thân chính là hỗn nguyên đại viên mãn cấp bậc, kém một bước chính là tiên quân chi cảnh, lúc này khai ngộ không kỳ quái, ngươi tôn tử ta trước sau là thiên tài trong thiên tài, vân tử đừng không được. Ta còn là tiên vương đâu, vân tử muốn đuổi theo thượng ta sánh vai. Lại tu luyện ngàn năm đều không nhất định nga, hắc hắc. Liên tiểu tử ngươi nói ngọt, ngươi ra ra ta tuy rằng là phong hào tiên đế, nhưng cùng tu luyện thiên tư không nhiều lắm quan hệ, liền tính là ra ra thân truyền thỉnh giáo, muốn ở nói chuyện với nhau chung tiến vào tự mình khai ngộ, đó là không có khả năng, chỉ có thể thuyết minh tiểu vân tử tu luyện thiên phú cực cao. Hiện tại xem ra hắn lần này cảnh giới thượng là có thể hắn bước vào tiên quân chi cảnh, thực sự không tồi, tiểu tử ngươi đừng đắc ý, ngươi mới là tiên vương lúc đầu, dựa theo tiểu vân tử thiên phú, tiến vào tiên vương chi cảnh đánh giá không dùng được mấy ngàn năm,
không chừng ngàn năm đều phải không đến, cho nên ngươi cũng hảo hảo nỗ lực. Chờ Tiểu Vân Tử tỉnh lại, Gia Gia chuẩn bị đưa hắn tiến vào nội thành đi rèn luyện một phen, lúc sau ngươi cùng hắn cùng nhau đi trước nguyền rủa nơi, nơi đây được đến Lục Nhĩ đạo hữu phù tang lá cây, cũng là ngươi cơ duyên, nhớ kỹ tiên đạo vô chừng mực, cũng không phải là nào đó người đồn đãi như vậy, thành tiên lúc sau liền kê cao gối mà ngủ, chính là trường sinh, trên đời này lấy tới chân chính trường sinh. Chẳng qua là thành tiên lúc sau thọ nguyên trường một chút mà thôi, thiên địa đều có vô lượng kiếp, càng đừng nói vạn vật trường sinh. Chỉ có không ngừng tiến bộ, chứng đạo siêu nhiên mới là tu sĩ chi căn bản. Theo Phương Đông Hạo Thiên giảng thuật, Phương Đông người sắt lần này thu hồi hip hop, trịnh trọng gật đầu nói, Gia Gia tôn nhi biết được. Mà đứng ở một bên Lạc Dương cùng Tuyết Hương, cảnh sán ba người, đồng dạng nghe được Phương Đông Hạo Thiên nói chuyện, nhịn không được âm thầm gật đầu, cũng đi theo Phương Đông người sắt cùng nhau đối Phương Đông Hạo Thiên hành lễ. Lạc Dương tam nữ biết, Phương Đông Hạo Thiên nhìn như đang dạy dỗ tôn nhi. Nhưng này một phen lời nói cũng không có lảng tránh các nàng, cũng là một loại chỉ điểm. Nhất khiếp sợ chính là Lạc Dương tam nữ nghe được vừa rồi Phương Đông người sắt ra tôn đối thoại chung, phong hào tiên đế cái này từ ngữ. Tuyết Hương cùng cảnh sán có lẽ đối phong hào hai chữ không quá hiểu biết, nhưng Lạc Dương lại là rõ ràng, phong hào hai chữ đại biểu cái gì. Đặc biệt là phong hào tiên đế, này quả thực là chỉ có thể nổ mạnh tính tin tức. Trên thực tế phong hào cái này từ ngữ. Từ tiên quân bắt đầu liền có, cũng là nhằm vào tiên quân trở lên cường giả chuyên trúc xưng hô, càng là đại biểu, tuyệt đối thực lực danh hiệu.